Vợ chồng Lục Học Văn có vài phần lo lắng, khuyên nhủ vài câu, Quân Lâm, hay là coi như xong đi. Diệp gia quá cường đại, cuối cùng chỉ là lấy trứng chọi đái. Diệp Quân Lâm mỉm cười, chú và dì yên tâm, một Diệp gia nho nhỏ con còn không coi vào mắt. Mấy người lão cửu cùng Tam gia cũng cười nói, mặc kệ là người nào tới, cũng phải ngoan ngoãn quỳ gối ở đây. Rất nhanh, từng đợt âm thanh gầm rú truyền đến. Mọi người nhanh chóng thấy đoàn xe giống nhau xếp thành hàng dài, cũng may khu vực xung quanh có nhiều đát trống, đủ cho những chiếc xe này đậu lại. Vợ chồng Lục Học Văn thấy số lượng xe thì sợ ngây người, ít nhất thì cũng có trên trăm chía. Xe rất nhiều xe ô tô bán tải và xe tải. Số người bên trong, không thể nào tưởng tượng được. Xe trước mặt rất nhiều xe hạng sang kéo dài. Cửa xe mở ra, Diệp Kiện Sâm đám người chậm rãi xuống xe. Mọi người Diệp gia ngẩng đầu ưỡn ngực, hăng hái, ngông cuồng tự cao tự đại. Mục đích của bọn họ hôm nay không chỉ giải quyết Diệp Quân Lâm cùng Lão Cửu, chủ yếu phô trương sức mạnh, thân thế cho toàn bộ Tô Hàng biết thế lực của Diệp gia. Bọn họ cao ngạo vô cùng, căn bản không để Diệp Quân Lâm vào mắt. Sau khi nhìn thấy những người này xuống xe, đám người Lão Cửu cùng Tam gia đều biến sắc. Tô Hàng Vương Đỗ Việt Sinh, Nam Tiểu Đỗ, Tiếu Diện Phật, Bát Gia, Tương Lão. Bọn họ sợ đến hồn hết lên mây hô tên của đám lão đại kia. Ở Tô Hàng, những lão đại này chân chính là người giỏi nhất, đem so sánh với bọn họ, đám người Lão Cửu, Tam gia chẳng qua chỉ có thể đánh côn đồ mà thôi. Nơi đây tùy tiện nhảy ra một người, cũng có thể diệt hết bọn họ. Không biết Diệp gia đã trao đổi điều kiện gì, lại quy tụ nhiều lão đại như vậy. Lão Cửu ngược lại hít một hơi khí lạnh. Chứng kiến ánh mắt kinh ngạc của đám người Lão Cửu cùng Tam gia, mọi người Diệp gia nở nụ cười. Quả nhiên bọn họ đã đoán đúng. Những người như Lão Cửu nhìn thấy Tô Hàng Vương giống như chuột gặp mèo. Thiên khắc không còn cách nào cải. Nhưng mà khi thấy Diệp Quân Lâm đứng ở chỗ này, như một cây trường thương, đỉnh thiên lập địa, khí thôn sơn hà. Người Diệp gia tức giận. Diệp Quân Lâm mày thậm chí còn không thấy được nguy hiểm đang ập đến. Diệp Kiện Sâm lạnh lẽo cười. Thấy Diệp gia đang nhìn mình, Diệp Quân Lâm cười gật đầu. Diệp Nhất Long cùng Ngô Nhã Lệ cười khúc khích nói, chờ lát nữa xem mày làm sao mà cười được. Đúng vậy, Lão Cửu chỗ dựa vững chắc của mày cũng chỉ là một con run dế mà thôi. Vợ chồng Diệp hen con, mà Đỗ Việt Sinh cùng những đại lão này chỉ là đến cho có mà thôi. Át chủ bài thực sự chưa lật chính là những thủ hạ của họ. T. 13 Thái Bảo cùng xuất hiện. Đây là lần đầu tiên. Khi thấy phía sau Đỗ Việt Sinh có 13 người, đám người Lão Cửu, Tam gia hít một hơi khí lạnh. 13 Thái nổi danh siêu cấp cao thủ ở Tô Hàng, những gạch dưới chuyện giống như thế này chỉ cần một hai vị ra mặt trần áp xử lý là được. Chưa từng có trường hợp nào mà 5 vị trong 13 Thái Bảo cùng xuất hiện. 13 Thái Bảo này hôm nay cùng xuất hiện, có lẽ là lần đầu tiên. Đi theo sau 13 Thái Bảo có rất nhiều người đến mức không đếm xuể, vừa nhìn thấy có thể là mấy trăm người, đều mặc đồ đen. Đỗ Việt Sinh đem tất cả con át chủ bài chưa lật đến đây, có khoảng 500 tên côn đồ tập trung tại đây. Thậm chí, Tiếu Diện Phật, Bát Gia, Lão Tương cùng thủ hạ cũng xuất hiện, đều theo sau 13 Thái Bảo, cùng nhau hội tụ đi tới. Cộng lại có hơn ngàn người rồi, y cảnh tượng thế này tuyệt đối là lần đầu tiên thấy được. C. Diệp gia bên này cảm thấy rất đáng giá. Bọn họ cũng đem hết tất cả át chủ bài tới. Gồm có thủ vệ, bảo tiêu, thậm chí bọn họ dùng tiền thuê tới rất nhiều bảo vệ. Mọi người ở chung một chỗ cũng gần 500 người rồi. Vì cẩn thận, Diệp Nam Huy còn cố ý thuê tới một đội lính đánh thuê, mặc dù chỉ có mấy chục người, nhưng có đầy đủ vũ khí, sức chiến đấu siêu mạnh. Tổng cộng tất cả cũng có gần 2.000 người. Đám người Lão Cửu, Tam gia hết hồn, trái tim đập mạnh nhảy loạn nhịp, sắp từ cổ họng bay ra ngoài. Thật sự có quá nhiều người. Vợ chồng Lục Học Văn sợ đến choáng váng. Dù sao có quá nhiều người. Nhìn đám người đông nghịt phía sau, Đỗ Việt Sinh đều than thở, Lão Diệp A, chúng ta làm to chuyện rồi. 1/10 người ở đây cũng có thể ứng phó được rồi. Diệp Kiện Sâm ngượng ngùng mỉm cười, làm cho Tô Hàng Vương chê cười, tôi làm việc gì đều rất cẩn thận. Đề phòng tất cả sai sót có thể xảy ra. Tốt, hôm nay, Đỗ Việt Sinh tôi sẽ cho ông thêm uy danh. Đỗ Việt Sinh vung tay lên, gần 2.000 vây quanh nghĩa trang, 3 tầng trong 3 tầng ngoài, một con chim cũng không vào được.
trong tròng mắt những tên côn đồ này đều là sát ý, tay nắm chặt vũ khí bên hông. Chỉ cần ra lệnh một tiếng, bọn họ chắc chắn xông lên, đem những người kia chặt thành bã vụn. Đỗ Việt Sinh tiến lên một bước, cười lạnh nói, lão cửu, Hồng Tam các người còn không quỳ xuông. Đúng vậy, lão cửu, Hồng Tam các người ăn gan hùm mật gấu rồi ư. Chỉ bằng thực lực của các người cũng dám chống đối chúng ta sao? Đám người Bát Gia, Tiếu Diện Phật cười lạnh nói. Lão cửu cùng Tam Gia nhiệt huyết sôi trào, nhìn Đỗ Việt Sinh cười lạnh đáp, Tô Hàng Vương, đúng là bình thường chúng tôi kính trọng ngài ba phần là không sai. Nhưng là hôm nay thì không thể. Xem ra các người sống chết cũng muốn bảo vệ Diệp Quân Lâm rồi. Không biết hắn cho các người lợi ích gì, các người lại có thể bán mạng cho hắn như vậy. Đỗ Việt Sinh cười nhạo nói. Lão cửu cười lạnh một tiếng nói, Đỗ Việt Sinh các người cơ bản không hiểu rõ, người mà ngày hôm nay các người đối mặt là người nào. Ha 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 ha. Nghe nói thế, tất cả mọi người cười vang. Hắn không phải là một tên phế vật mới ra tù sao? Tao sẽ tha cho mạng chó của mày ha 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 ha. Lần này cũng đến phiên đám người lão cửu cùng Tam Gia cười lạnh. Khiến cho đám người Đỗ Việt Sinh cực kỳ khó hiểu. Thân phận của anh ta sẽ làm tất cả các người muốn ngưỡng vọng. Lão cửu nói xong câu đó, lại có tiếng cười nhạo truyền đến. Bọn họ không tin một tên mới ra tù thì có bao nhiêu thế lực mà khiến người ta phải nhìn lên. Có điều, Diệp Nam Huy cẩn thận suy ngẫm lời nói vừa rồi của lão cửu. Dường như hiện tại Diệp Quân Lâm có chút thân phận cùng thực lực. Có lẽ trong tù gặp được quý nhân. Thế thì sao chứ? Lợi hại hơn nữa, cũng không sánh bằng Đỗ Việt Sinh. Lại càng không thể chống lại được sự liên hợp của nhiều nhà. Dù sao đi nữa thì Diệp Quân Lâm chỉ có một con đường chết. Diệp Quân Lâm vung tay lên, lão cửu cùng Tam Gia ngoan ngoãn câm miệng, đứng ở một bên. Diệp Quân Lâm cẩn thận quan sát đám người Đỗ Việt Sinh, cười nói, Đỗ Việt Sinh. Làm càn, tục danh của Tô Hàng Vương không phải để tên tiểu xúc sinh như mày gọi thẳng. Diệp Kiện Sâm tức giận nói. Đúng vậy, một tên phế vật còn không bằng con kiến hôi không có tư cách nói chuyện với Tô Hàng Vương. Diệp Đông Huy tức giận nhìn chằm chằm Diệp Quân Lâm. Diệp Quân Lâm cong môi mỉm cười, Diệp Kiện Sâm, quan hệ và thực lực của Diệp gia rất mạnh. Mạnh hơn tôi nghĩ nhiều. Diệp gia có thể tạo ra được một cảnh tượng này, đủ để chứng minh Diệp gia là hào môn nhất nhì Tô Hàng. Ha ha ha, biết sự cường đại của chúng ta rồi. Hiện tại quỳ xuống xin tha, biết đâu chúng ta suy nghĩ lại tha cho mày một cái mạng chó. Diệp Nhất Long cùng Ngô Nhã Lệ cười lạnh nói. Diệp Quân Lâm nhìn một đám hề rồi lạnh lùng đáp. Tôi giao hẹn với Diệp gia kỳ hạn trong một tháng, các người không nghĩ xem tôi dựa vào đâu để làm vậy sao? Nghe vậy, người Diệp gia đầu tiên là bị kìm hãm. Ngay sau đó, Diệp Nhất Long lập tức nói, hừ, chẳng phải mày dựa vào lão cửu sao? Mày cho rằng Diệp gia ăn chay sao? Chúng ta đã điều tra, mày và lão cửu cùng trại giam, rồi quen biết hắn. Nghe vậy, Diệp Quân Lâm cười lạnh, ha ha ha. Xem ra Diệp Diệu Dương còn chưa tỉnh dậy, nếu hắn tỉnh đã có thể nói cho các người biết tất cả. Vừa nghe đến Diệp Diệu Dương, Diệp Tây Huy giống như phát điên, cực kỳ tức giận nói, Diệp Quân Lâm ngày hôm nay tao sẽ không bỏ qua cho mày, mày làm con tao thành người thực vật, tao hôm nay phải giết mày. Diệp Quân Lâm không để ý Diệp Tây Huy đang sủa như chó, hắn nhìn về phía Diệp Nam Huy cười nói, chú ba là người đối xử tốt với tôi nhất, ông chưa từng nghĩ tại sao lại có chuyện này sao. Giờ khắc này, Diệp Nam Huy sắc mặt thay đổi. Trong một tháng này, hắn đã cảm thấy Diệp Quân Lâm không bình thường. Nhưng hắn lại không nhìn ra được. Tất cả hợp lý nhưng dường như lại không hợp lý. Hiện tại Diệp Quân Lâm vừa nói như vậy, Diệp Nam Huy đã cảm thấy không ổn. Diệp Quân Lâm là một người thông minh, chẳng lẽ không biết thực lực của lão cửu không thể nào lay động Diệp ra sao? Nếu biết, vì sao còn khiêu khích như vậy? Dù gì hiện tại bị bao vây bởi hàng nghìn người cùng các lão đại, vì sao Diệp Quân Lâm mí mắt cũng không chớp một cái. Điều này chứng tỏ hắn có đầy đủ thực lực để chống lại mọi thứ. Ánh mắt của hắn xẹt qua Diệp Quân Lâm, nhìn năm người phía sau Diệp Quân Lâm, cũng chính là mấy người Thanh Long. Hắn cảm giác năm người này rất không bình thường, trên người lộ một khí thế bất phàm. Ánh mắt bọn họ rất thờ ơ, giống như 2000 người trước mắt chẳng là cái gì cả. Đúng. Người kia có chút quen mắt. Thanh Long trước mắt nhìn rất quen,
nhưng lại không biết đã gặp qua ở nơi nào. Chỉ sợ năm người này mới át chủ bài của Diệp Quân Lâm. Diệp Đông Huy thì không suy nghĩ nhiều như vậy, nhìn chằm chằm Diệp Quân Lâm cười lạnh nói, đồ nghịch tử như mày, thấy cha mẹ của mày cũng không hỏi thăm câu nào sao. Mẹ nuôi của Diệp Quân Lâm là Ngô Vạn Nhược chán ghét nhìn Diệp Quân Lâm, sớm biết mày là Bạch Nhãn Lang, trước đây không nên nhặt mày về nuôi, để cho mày bị chó hoang cắn chết. Một đứa con hoang như mày còn không bằng súc sinh lẽ ra không nên sống. Hôi! Đối mặt với sự nhục mạ của cho mẹ nuôi, Diệp Quân Lâm hít sâu một cái. Nếu không phải anh nhớ tới chút công ơn dưỡng dục của họ, thì chỉ cần mấy câu nói vừa rồi đầu họ sẽ rơi xuống đất. Trái tim anh trở nên băng giá. Cha mẹ nuôi lại đối xử với anh như thế. Đáng trách. Điều này làm anh đau lòng nhất. Diệp Đông Huy mỗi câu như đao cứa, nói thật. Chúng ta cơ bản không coi mày là con trai. Mày chỉ là công cụ cho chúng ta lợi dụng thôi. Mẹ nuôi Ngô Vạn Nhược nói thêm, không xêu trước đây mục đích nhận nuôi mày chỉ có một. Vì chúng ta muốn có thêm căn nhà, thêm một phần tiền từ Diệp ra. Không hơn, nếu không, mày cảm thấy chúng ta cần phải nuôi loại con hoang như mày sao? Người Diệp ra đồng ý nói, đúng vậy, huyết mạch Diệp ra là huyết mạch cao quý, mày xứng sao? Mày cũng chỉ là một con chó hoang mà thôi, trên người chảy dòng máu bản thỉu, không hề xứng với họ Diệp. Ngô Nhã Lệ không nhìn thấy rõ tình hình hiện tại, gắt gao trừng mắt Diệp Quân Lâm. Diệp Quân Lâm mày muốn lật đổ Diệp ra. Đừng hoang tưởng, chỉ dựa vào lão cửu sao. Hắn cũng chỉ là một con kiến hôi mà thôi. Diệp Quân Lâm vừa cười, tôi đã cho các người một tháng để suy nghĩ, các người lại giống như một đám lợn ngu xỉ. Các người thật sự thấy ta dựa vào lão cửu sao? Tôi cho hắn 10 là gan xem hắn dám không? Diệp Quân Lâm đột nhiên đề cao giọng nói. Diệp tiên sinh chúng tôi không dám. Đám người lão cửu sợ đến té quỳ dưới đất, gương mặt hoảng sợ. Cho tới giờ khắc này, mọi người chỉ thấy phản ứng của lão cửu tỏ ra e sợ Diệp Quân Lâm. Chẳng lẽ còn át chủ bài khác chưa lộ ra? Diệp Nam Huy dần dần suy nghĩ đến một chuyện đáng sợ. Diệp Quân Lâm vừa nhìn về phía Quách Linh Phi, cười nói, tới trước phần mộ của anh ấy, cô không có một chút sám hồi nào sao? Cô không thấy Vân Đình đang ở trên trời nhìn cô sao? Thật ra, Quách Linh Phi có chút chột dạ. Nhưng Quách Linh Phi ngẩng đầu, cao ngạo giống như Khổng Tước, hừ, hắn đã chết rồi. Nếu là hắn còn sống tới giờ, làm sao tôi có được cuộc sống cơm ngon áo đẹp đây? Hắn ta nên thấy may mắn khi được làm một lốp xe dự phòng, hắn có giá trị với nữ thần của hắn là điều vinh dự rồi. Diệp Quân Lâm nhếch miệng nở nụ cười, cho nên bản thân cô thấy không cần sám hối sao? Đó là đương nhiên. Diệp Quân Lâm vừa nhìn về phía mọi người Diệp ra, các người cũng không có ý sám hồi. Phi, một thằng con hoang cùng một thằng con hoang đã chết, chúng ta sám hối cái gì? Người Diệp ra kịch liệt gọi thẳng con hoang. Ngay cả vợ chồng Lục Học Văn nghe thấy cũng đau lòng rơi nước mắt. Con của bọn họ chết thảm, lại bị mắng thành con hoang. Ai có thể chịu được sự uất ức này? Diệp Kiện Sâm nổi nóng, hắn tức giận nói, Tô Hàng Vương. Phiền ngài ra tay rồi, tôi không nhìn nổi nữa. Đỗ Việt Sinh gật đầu, được, tôi đang có ý này. Tôi không muốn đứng cùng bọn họ. Đỗ Việt Sinh ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người lao về phía trước. Que nhồ. Nhưng vào lúc này, bên ngoài có tiếng động cơ xe đi tới. Mọi người không hiểu quay đầu lại, nhìn thấy từng chiếc xe đang chạy tới. Đáng sợ nhất là có cả xe cảnh sát đi theo. Những tên thủ hạ này tạm ngừng tay, cũng đều nhìn về phía sau. Sau khi Đỗ Việt Sinh nhìn thoáng qua, cười nói, Diệp huynh thực sự làm tôi nhìn với cặp mắt khác xưa, còn có người đến sao, lại còn có xe cảnh sát. Người này thật đáng hâm mộ. Nhưng Diệp Kiện Sâm, Diệp Nam Huy cùng người Diệp ra vẻ mặt mờ mịt. Đứng đây không biết phải làm sao. Những người có mối liên hệ với Diệp ra bọn họ đều đứng ở đây rồi. Sao lại còn người đến? Diệp Kiện Sâm lập tức hỏi, Tô Hàng Vương không phải những người này do ngài mời tới sao? Đỗ Việt Sinh mỉm cười, Diệp huynh nói đùa, người tôi mời tới đều ở đây. Đúng vậy, tất cả mọi người đều ở đây rồi. Đám người bắt ra, Tiếu Diện Phật nói. Quái lạ, những người này đến vì ai? Không tốt. Đột nhiên ý thức được điều gì, ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía Diệp Quân Lâm. Anh bình tĩnh như vậy, nhất định do anh mời người tới. Rất nhanh, những chiếc xe này dừng lại ở bên ngoài vòng vây.
Trên xe cảnh sát đầu tiên bước xuống vài người. Trưởng cục công an Phó Học Kiệm, Phó cục trưởng Vương Đông Thăng, đội trưởng đội hình sự Tần Kiến. Đỗ Việt Sinh dường như rất quen thuộc những người này, đọc rõ tên từng người. Oe nhồ! Nghe đến những cái này tên sau, mọi người như bị sét đánh. Sắc mặt mọi người Diệp gia đều thay đổi, nhất là đám người Diệp Đông Huy sắc mặt tái nhợt, sợ đến mức không còn tơ máu. Diệp Nhất Long cùng Ngô Nhã Lệ thân thể đang khẽ run rẩy. Lúc này, trên những chiếc xe khác đều có người đến xuống. Nhìn thấy những người này, đám người Đỗ Việt Sinh, Bát Gia suýt chút nữa bị dọa phát sợ mà chết. Trời ơi, Chu thị trưởng Chu Ngọc Hằng, Phó thị trưởng Phạm Chí Cường, thị trưởng quận Thượng Thành là Hạ Phi Long, đệ nhất bí thư Trương Hiểu Lượng, còn có giám đốc cục xây dựng, giám đốc cục đất đai và tài nguyên. Gạch dưới đây là những lãnh đạo đứng đầu Tô Hàng, Đỗ Việt Sinh biết rõ những người này, gọi lên từng cái tên. Giờ khắc này, hắn muốn điên rồi. Bọn họ tới làm gì? Đỗ Việt Sinh tuy được xưng Tô Hàng Vương, nhưng chỉ là một loại danh xưng, ở Tô Hàng còn có rất nhiều người có thể chắn áp người của hắn. Giống như những người này vậy, hắn sợ nhất là họ. Chỉ cần một câu nói của một số người, ngay cả hài cốt hắn cũng không còn. Không chỉ có Đỗ Việt Sinh sợ, Bát Gia, Tiếu Diện Phật, Lão Tương cũng sợ hãi. Những người này chính thiên địch của bọn họ. Tuy là Diệp gia về bản chất khác bọn họ, nhưng thấy những đại nhân vật này tới, cũng rất sợ hãi. Đáng sợ hơn là bọn họ không biết những người này tới có mục đích gì. Diệp Nam Huy rất thông minh, hắn phát hiện Chu Ngọc Hằng, Phó Học Kiệm bọn họ đều mặc tây trang màu đen, trước ngực đều cài đóa hoa trắng. Rất rõ ràng. Đây là tới tế bái Lục Vân Đình. Oe nhồ! Giờ khắc này, đầu của hắn như muốn nổ tung. Hắn một lần nữa quan sát dò xét Diệp Quân Lâm, anh ta rốt cuộc có thân phận gì. Ngay cả những lãnh đạo đứng đầu cũng tới bái tế Lục Vân Đình. Đám người Chu Ngọc Hằng đám người đi tới bên ngoài vòng vây, Phó Học Kiệm cau mày, giận dữ hét, tránh ra. Những đám thủ hạ bị tiếng hét này làm chấn động, đều ăn ý nhường đường tạo thành một con đường. Bọn họ chảy mồ hôi lạnh, hoảng sợ nhìn đám người Phó Học Kiệm đi qua. Phía bên kia, đám người Đỗ Việt Sinh, Diệp Kiện Sâm đã trở nên nóng lòng cùng đợi. Nhìn thấy đám người thị trưởng Chu Ngọc Hằng đi ra, bọn họ lập tức nghênh đón chào hỏi. Chỉ là Phó Học Kiệm lạnh lùng nói, cút, đừng cản đường. Thoáng chốc, đám người Đỗ Việt Sinh bị giật mình, đứng ở một bên, di chuyển cũng không dám di chuyển. Lấy ra khăn tay lau chùi mồ hôi lạnh trên trán. Diệp Kiện Sâm tức thì bị sợ đến huyết áp lên cao, suýt chút nữa ngất đi. Mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn đám người Chu Ngọc Hằng đến trước nghĩa địa. Đi tới trước mộ, mọi người đơn giản gật đầu tỏ ý hỏi thăm Diệp Quân Lâm gật đầu thăm hỏi, sau đó đều tế bái Lục Vân Đình, rồi đến trước mặt vợ chồng Lục Học Văn, nói một tiếng nén bi thương. Trước đây, Lục Học Văn từng làm việc trong nhà nước, tất nhiên biết được đây là ai. Ông mừng đến chảy nước mắt, ngửa đầu cười to. Vân Đình ơi! Con thấy không, thị trưởng tới tế bái con. TOID hai vợ chồng già khóc ròng. Hơn chục vị lãnh đạo Tô Hàng từng người tế bái Lục Vân Đình. Thấy cảnh tượng này, đám người Đỗ Việt trái tim trở nên băng giá như sắt. Từng người dường như rơi vào động băng ngàn năm. Bọn họ dần dần hiểu, vì sao Lão Cửu cùng Tam gia bán mạnh cho Diệp Quân Lâm. Bây giờ Đỗ Việt Sinh đã hiểu vì sao sáng sớm Trương Thiên Lâm thông báo mình không nên đến đây, còn nhắc nhở nhiều lần hắn ngàn vạn lần không nên đến. Thì ra Trương Thiên Lâm đã sớm biết tất cả rồi. Vũng nước đục này không thể đi vào được. Xê mấy người Quách Linh Phi, Dịch Bằng Phi, Trương Lan thấy những vị lãnh đạo cấp cao hàng đầu Tô Hàng đến tế bái Lục Vân Đình. Trong lòng bọn họ cảm xúc lẫn lộn, không nói được tư vị. Càng không biết kế tiếp chuyện gì sẽ xảy ra với bọn họ. Tôi, hai đùi Diệp Kiện Sâm không ngừng run rẩy, không thể nói chọn một câu. Trong lòng Diệp Tây Huy cũng không còn tâm tư báo thù. Trong đầu Diệp Nam Huy rất loạn. Chuyện này, chuyện này, chuyện này. Diệp Đông Huy kinh ngạc không biết nói gì. Ngô Vạn Nhược nhìn đứa con hoang, trong tròng mắt tràn đầy sự khó tin. Đám người Diệp Nhất Long, Ngô Nhã Lệ đều. Cuối cùng Diệp Quân Lâm có thân phận gì? Vì sao ngay cả thị trưởng, phó thị trưởng đều tới? Chuyện này không thể có mối quan hệ là có thể mời được họ. Vô số nghi vấn hiện ra trong đầu bọn họ. Lục tiên sinh nén bi thương.
Sau khi những vị đứng đầu Tô Hàng thành kính bái tế, họ cũng không ở lại lâu mà lập tức rời đi. Từ đầu đến cuối cũng không liếc mắt nhìn bọn Đỗ Việt Sinh. Điều này làm cho bọn họ rất là nghi hoặc. Đây là hành động gì? Bỗng nhiên Diệp Đông Huy nở nụ cười, tôi hiểu rồi. Những người của Chu thị trưởng sở dĩ tới tế bái, là xem trọng mặt mũi vợ chồng Lục Học Văn, bọn họ cũng từng làm trong cơ quan nhà nước. Đúng vậy, nghe được Diệp Quân Lâm gây ra động tĩnh lớn như vậy, tới tế bái cũng là bình thường. Diệp Kiện Sâm lập tức nói. Diệp Nhất Long cũng đoán ra, nếu như Chu thị trưởng là chỗ dựa vững chắc của Diệp Quân Lâm như hắn nói, vì sao không liên kết chống lại chúng ta? Mà lại nhanh chóng rời đi như vậy. Đúng vậy, nhất định là như thế. Đỗ Việt Sinh khẳng định. Cho nên tiếp theo chúng ta chỉ cần không làm vợ chồng Lục Học Văn bị thương, cũng không đụng vào phần mộ của Lục Vân Đình, những người khác chúng ta muốn làm gì cũng được. Trong con người của Diệp Tây Huy hiện lên sự khát máu cùng sát ý. Hắn đã sớm muốn giết Diệp Quân Lâm. Chính là như vậy, ngày hôm nay Diệp Quân Lâm phải quỳ gối trước mặt tai. Diệp Kiện Sâm lắc lắc gậy trống. Những tên thủ hạ vừa mới từ trong sợ hãi đã phục hồi tinh thần, ánh mắt hung ác nhìn về phía Diệp Quân Lâm. Lúc này, Diệp Quân Lâm ngoắc tay, mấy người Thanh Long nhanh chóng đến bên cạnh. Nói cho bọn họ biết, bắt đầu hành động. Diệp Quân Lâm ra lệnh. Đã rõ. Thanh Long gật đầu. Lập tức lấy ra một bộ đàm hạ lệnh, bắt đầu hành động. Nhìn thấy thế, người Diệp gia mờ mịt nhìn nhau, Diệp Quân Lâm hướng về phía bọn họ mỉm cười. Thật ngại quá, đợi lâu rồi, ngày hôm nay món ăn chính bây giờ mới tới. Diệp Nhất Long giận dữ nói. Diệp Quân Lâm ngươi lại đang chơi hoa chiêu gì? Thun, thun, thun. Hắn còn chưa rút lời, từng phát đạn tín hiệu từ xung quanh phóng lên. Phanh, phanh, phanh. Chứng kiến đạn tín hiệu nổ tung trong không trung, mọi người một mảnh mờ mịt. Dù cho Đồ Việt Sinh làm lão đại lâu như vậy cũng chưa từng thấy qua cảnh tượng như vậy đâu. Không biết đạn tín hiệu này dùng để làm gì. Nhưng trong số họ có những người là lính đánh thuê. Nhìn thấy tín hiệu này thì sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Khi thấy đạn tín hiệu được phóng lên, bọn họ ý thức được sẽ xảy ra chuyện lớn. Đây chính là đạn tín hiệu trong quân đội. Không ổn, Diệp tiên sinh chúng cần nhanh chóng rút lui. Đứng đầu đám lính đánh thuê nhanh chóng nói với Diệp Nam Huy. Chỉ tiếc tên đầu gỗ như Diệp Nam Huy làm sao hiểu được ý của tên cầm đầu. Rút lui cái gì mà rút lui, còn chưa biết có chuyện gì xảy ra mài. Diệp Nam Huy lạnh lùng nói. Chúng ta tự động rút lui, không cần nhận tiền. Bọn họ là lính đánh thuê đương nhiên hiểu đạn tín hiệu kia có ý nghĩa gì, cho nên phải nhanh chóng rút lui. Không nên vì tiền mà đền cả mạng. Khi họ muốn rút lui, bỗng nhiên mặt đất rung chuyển như núi lỡ, làm cho mọi người như thất điên bát đảo. Mọi người nhận thấy rõ ràng sự rung chuyển mãnh liệt dưới chân. Chuyển động này càng ngày càng kịch liệt, có vài người thậm chí đứng không yên. Giống như đang có động đất. Nhưng lính đánh thuê ngồi xổm xuống, tai áp trên mặt đất lắng nghe. Thoáng chốc, sắc mặt của hắn biến sắc. Động tĩnh này thật sự quá lớn. Lúc trước, bọn họ ở chiến trường vùng Trung Đông đã từng bị mấy trăm lính đánh thuê bao vây. Quá khứ bọn họ ở vùng Trung Đông trên chiến trường trải qua bị mấy trăm dòng binh vây quanh tràng diện, động tĩnh kia đã rất lớn. Nhưng bây giờ hắn nghe được âm thanh này cùng kinh nghiệm, nói cho hắn biết. Với động tĩnh này thì bọn họ sẽ đối mặt một lực lớn hơn cả mấy trăm người. Số người đang đến có thể ước tính là 10 vạn người rồi. 10 vạn người. Đây là tình hình chó má gì thế, hắn không cách nào tưởng tượng được. Xê ong ong ong. Lúc này trên không truyền đến âm thanh máy bay chiến đấu. Mọi người ngắng đầu, thấy từng chiếc máy bay chiến đấu tầm thấp bay xê ngang qua, cảm giác như có gió bão tràn về. Càng khoa trương hơn là những chiếc máy bay chiến đấu này lại xếp thành đội hình, bay tới bay lui trên trời ngay tại chỗ này. Mọi người đếm số lượng máy bay chiến đấu trên trời. Chí ít trên 100 cái. Không chỉ có vậy, hàng trăm chiếc trực thăng cũng đang bay theo ở khoảng thấp hơn, rậm rạp, che khuất bầu trời. Trước mắt mọi người đột nhiên tối sầm. Những chiếc máy bay này đã bao phủ che đi mặt trời. Khoa trương nhất là hơn 10 chiếc máy bay vận tải đã bay tới. Xoay quanh trên không trung, không biết muốn làm cái gì. Chấn động trên mặt đất ngày càng lớn. Rất nhiều người đứng cũng không vững. Nhanh nhìn bên kia. Phía ngoài vòng vây có người kêu to,
mọi người đều nhìn về hướng đó. Trong tầm mắt mọi người, từng quái vật to lớn đang xuất hiện. Sau khi thấy rõ mọi thứ, trên mặt mọi người không còn chút huyết sắc nào. Sắc mặt mọi người đều trắng bệch, tia huyết sắc cuối cùng cũng biến mất. Bởi vì những quái vật lớn kia chính là những chiếc xe tăng thiết giáp. Các hướng xung quanh, 360 độ đi ra từ mọi phía. Những lính đánh thuê tính toán, ít nhất cũng hơn 1.000 chiếc. Đây là như một cuộc chiến lịch sử. Nhanh nhìn xe ML. Mọi người thấy xen kẽ với các xe tăng thiết giáp, chính là bộ binh, đông nghịt, nhìn không thấy được đầu. Ken két két. Sau đội hình xe tăng là đội hình bộ binh, bước chân đều nhịp, kinh thiên động địa đi tới. Bốn cánh quân tạo nên một trung đoàn. Tính toán sơ bộ, chúng ta có thể thấy 20 trang đoàn. Bằng mắt thường chúng ta có thể thấy được 2 vạn người. Nhưng đây cũng chỉ là một phần nhỏ thôi. Bộ đội chân chính còn ở phía sau. Những người lính đánh thuê rất chuyên nghiệp, dùng kinh nghiệm của họ để phân tích tất cả. Cái gì, nhìn bằng mắt thường mà lên tới 2 vạn người rồi. Còn có ít nhất hơn 1.000 chiếc xe tăng thiết giáp. Còn hơn 1.000 cái máy bay chiến đấu cùng máy bay trực thăng. Nghe thấy những số liệu chấn động này, đám người Đỗ Việt Sinh, Bát Gia trong đầu như muốn nổ tung. Đây tuyệt đối không phải trình độ bọn họ có thể chạm vào được, bọn họ càng không thể chống đỡ được. Xê tại sao chúng ta lại muốn tới đây? Sống khỏe mạnh không tốt sao? Những tên côn đồ cộm cán cùng đám lão đại cảm thấy hai chân như nhũn ra, thân thể run rẩy, bị dọa sắp ngắt. Những thứ này trên đường đại lão cùng bọn côn đồ hai chân như nhũn ra, thân thể run run rẩy rẩy, đều phải dọa ngất quá khứ. Bọn họ chỉ là đi đánh nhau chút thôi. Phải dùng tới cả máy bay, xe tăng, đại pháo hết cùng mất vạn bộ đội ra quân sao? Người Diệp gia nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, luồng khí lạnh từ chân truyền thẳng lên đỉnh đầu, dường như máu trong người như muốn đông cứng lại. Thật sự quá dọa người. Sao lại có bộ đội? Sao có thể chơi được với những thứ này? Đây là chuyện gì à? Sắc mặt Diệp Nam Huy cực kỳ âm trầm, mọi chuyện cùng kết quả đáng sợ nhất mà hắn từng dự liệu càng ngày càng đến gần. Đỗ Việt Sinh suy nghĩ một chút nói, có phải đang có diễn tập quân sự? Mảnh đất trống trải ở đây rất thích hợp. Diệp Kiện Sâm hít sau cũng nói, tôi cũng nghĩ như thế. Sáng sớm tôi có nhận được tin tức, một đoàn xe tăng lớn đang đi đến hướng này, xem ra là diễn tập quân, đúng lúc gặp phải chúng ta ở chỗ này, chắc là cản đường rồi. So với kết quả đáng sợ kia, mọi người thà tin tưởng đây chỉ là diễn tập quân sự. Diệp Nam Huy lắc đầu, nhất định không phải. Chuyện này cùng Diệp Quân Lâm chắc chắn có liên quan. Tất cả đều là vũ khí tiêu chuẩn được lên đạn, bên trong không phải là ruột rỗng, là đạn thật, tôi chắc chắn điều này. Dêm thủ lĩnh lính đánh thuê nói. Kinh nghiệm của hắn cùng đồng đội có thể nhìn ra được những thứ này đều là hàng thật giá thật. Tệt, nhát thời, âm thanh mọi người hít khí lạnh liên tục vang lên. Chuyện này làm cho tất cả mọi người luống cuống. Khi xe tăng thiết giáp cách mọi người khoảng 500 mét, mọi thứ đều dừng lại. Nhưng một lượng lớn bộ binh phía sau xe tăng thiết giáp đang tiếp tục tiến lên như cơn đại hồng thủy. Thật sự rất đáng sợ. Khu đồng bằng trống trải này đã phủ kín toàn là người. Ken két két. Một lượng lớn bộ binh từng bước tới gần, mọi người thấy ngày càng nhiều người. Những gì chúng ta vừa thấy chỉ là một phần, giờ xuất hiện trước mặt có ít nhất 4, 5 vạn người. Phía sau còn có binh lực gấp đôi. Nói cho mọi người một cái tin tức xấu. Lúc này có chừng 10 vạn người. James nói ra này, ngay cả chính hắn cũng tuyệt vọng. Binh lực như vậy ở trên các chiến trường lớn tuyệt đối quét ngang tất cả. Nghe được này, trong mắt mọi người tràn đầy tĩnh mịch một mảnh. 10 vạn người ở đâu? Đó là 10 vạn người. Tôi. Lão đại Đỗ Việt Sinh sợ đến mức khớp hàm run rẩy, nửa ngày không nói được câu nào. Ken két két. Khi cánh quân bộ binh ở cách mọi người không tới 20 mét thì dừng lại, đây là khoảng cách giao nhau tiêu chuẩn. Những binh lính này sắc mặt băng lãnh, giữ chặt vũ khí đã lên nóng trong tay, nhắm ngay mọi người. Không hề nghỉ ngờ, chỉ cần con thoi chạy qua, người Diệp gia cùng bọn người Đỗ Việt Sinh toàn bộ sẽ ngã xuống. Trước mặt các chiến sĩ chân chính, bọn họ không có chút lực chiến đấu nào. Nhìn thấy từng nòng súng lạnh như băng đang chĩa vào mình. Bùm bùm. Những tên côn đồ kia cùng nhau ném vũ khí, giơ tay lên.
Bọn họ làm sao nghĩ được chỉ là đi đánh một trận, lại có 10 vạn quân đội tới đây. Mọi người chỉ có một việc tình, trước đây vì sao không cố gắng học tập ngay từ đầu, sao lại phải tham gia chuyện như thế này. Nhìn áp sát, mấy vị lão đại Đỗ Việt Sinh cũng sợ hãi. Viên Dạ Minh Châu trong tay hắn không biết đã vứt đi đâu. Những người khác, Thiếu Diện Phật, Bát Gia như muốn tăng huyết áp lên cao, nếu không có người đỡ, đã sớm té xuống đất. Ngay cả cao thủ thập tam thái bảo, sợ đến mức sắc mặt tái xanh, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Diệp Kiện Sâm sợ muốn hộc máu, chỉ cần đi lên một bước, nòng súng đều sẽ nằm trên đầu họ. Thật đáng sợ. Đám lính đánh thuê hận chết Diệp Nam Huy. Nếu như biết như vậy, có cho 100 triệu bọn họ cũng không tới. Mắt mạng lấy gì mà hưởng. Đúng lúc này, trên không trung hơn 10 chiếc máy bay vận tải đột nhiên có động tĩnh, phía sau cửa khoang có gì đó. Siêu siêu siêu. Lính nhảy dù nối tiếp nhau nhảy xuống. Mấy trăm chiếc máy bay trực thăng cũng lập tức có động, bay quanh ở trên phía đám người Diệp Kiện Sâm. Mọi người đều thấy rõ, trên máy bay trực thăng đều có một tay súng bắn tỉa, súng ngắm đúng về phía từng người bọn họ. Thậm chí còn có súng máy, điều chỉnh góc độ về hướng bọn họ. Hơn 10 chiếc máy bay vận tải, lính nhảy dù liên tiếp nhau nhảy xuống, sau khi đáp xuống, bọn họ dùng tư thế nửa ngồi quay lưng về phía Diệp Quân Lâm, mặt hướng về phía người Diệp gia, vũ khí trong tay cũng nhắm vào người Diệp gia. Có hàng nghìn lính nhảy dù đáp xuống, bọn họ chiếm lĩnh toàn bộ vùng đất trống ùng ùng. Phía ngoài vẫn còn có động tĩnh truyền tới. Từng khẩu đại bác được đầy ra ngoài, khẩu đại bác hướng về phía bầu trời, không biết muốn làm gì. Nhưng bọn người Diệp gia cùng với Đỗ Việt Sinh trong lòng, bọn họ lo lắng cùng u ám tăng thêm. Trước sau bọn họ đều bị bao vây, nòng súng pháo hạng nặng, xe tăng đều dí sát bọn họ rồi. Ngay cả trên không đều có máy bay trực thăng, máy bay ném bom hướng về phía bọn họ. Lúc này 360 độ quanh bọn họ không có chỗ nào chống. Đáng sợ. Quả thực rất đáng sợ. Đám người lính đánh thuê của Dêm không chịu được áp lực đầu tiên. Bọn họ ném vũ khí, hai tay giơ lên, lập tức nói, chúng tôi bị Diệp gia gạt tới. Không hề làm gì cải. Cuối cùng bọn họ quỳ rạp trên mặt đất, hai tay ôm đầu, dáng vẻ vô cùng thê thảm. Ngay sau đó, Đỗ Việt Sinh kịp phản ứng, lập tức chỉ vào Diệp gia nói, mọi chuyện đều là Diệp gia làm. Bọn họ dùng một hạng mục 20 tỷ mê hoặc chúng tôi đến. Chúng tôi thực sự hồ đồ. Chúng tôi không biết, chúng tôi sai rồi, chúng tôi sai rồi an. Vừa dứt lời, Đỗ Việt Sinh cùng mấy vị lão đại cũng bắt chước bộ dạng của Dêm, quỳ rạp trên mặt đất hai tay ôm đầu. Phù phùi, phù phù. Chợt, bọn thủ hạ của bọn hắn đều quỳ trên mặt đất, hai tay ôm đầu. Một người nối tiếp một người. Ngay sau đó, vệ sĩ, bảo vệ của Diệp gia thuê làm cũng toàn bộ đem trách nhiệm vứt cho Diệp gia, bọn họ đều quỳ rạp trên mặt đất. Trong nháy mắt hơn 1.000 người toàn bộ quỳ rạp trên mặt đất đầu hàng. Chỉ còn lại có người Diệp gia cùng mày người Quách Linh Phi. Bọn họ nhìn trái phải, hoặc là nòng súng lạnh như băng, hoặc là người nằm dưới đất. Bọn họ muốn nằm xuống cũng không được, không nằm cũng không được. Xê cách rất xa, Diệp Quân Lâm hô, Diệp Kiện Sâm. Nghe được tên của mình, Diệp Kiện Sâm sợ đến mức giật mình, mồ hôi lạnh túa ra cả người, sắc mặt tái nhợt như bị bệnh nặng. Gạch dưới, hắn bất đắc dĩ nhìn về phía Diệp Quân Lâm cách đó không xa Diệp Đông Huy. Ngô Vạn Nhược, Diệp Tây Huy, Diệp Nam Huy, Diệp Nhất Long, Quách Linh Phi. Diệp Quân Lâm nhìn người Diệp ra, gọi tên từng người bọn họ. Lúc này, những người này không dám nói cùng Diệp Quân Lâm một câu nào, bởi vì nghe được Diệp Quân Lâm gọi tên bọn họ, chẳng khác nào như tử thần đang nhắc tên. Tất cả mọi người mờ mịt nhìn Diệp Quân Lâm, không biết muốn làm gì. Tất cả mọi người sợ choáng váng, thất kinh. Diệp Quân Lâm chắp hai tay sau lưng, hướng về phía mọi người Diệp gia nói to, các người không phải luôn đoán giả đoán non xem lá bài tẩy của tôi là gì sao? Hiện tại tôi nói cho các người biết đây chính là lá bài tẩy của tôi. Thiên quân vạn mã trước mắt các người chính là bài tẩy của tôi Diệp Quân Lâm quát. Nghe xong những lời này, người Diệp gia im lặng không tiếng động. Diệp Nam Huy càng tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Quả nhiên hắn đoán đúng. Mặt Quách Linh Phi như băng xương, khớp hàm run rẩy. Đúng lúc này, từ bên ngoài mở ra một con đường, mọi người vây quanh, một người đàn ông trung niên mang hai sao trên vai bước nhanh về phía nghĩa trang.
Một vị trung tướng, đây là một vị trung tướng. Sắc mặt mọi người Diệp gia đại biến. Ánh mắt của mọi người nhìn theo vị này trung tướng đi đến trước nghĩa trang. Chỉ thấy vị trung tướng đi tới trước mặt Diệp Quân Lâm, cúi chào nói, Vương Uyên Tổng Tư lệnh Tô quân đoàn số 1 quân khu Tô Hàng báo cáo thủ trưởng. Quân đoàn số 1 hoàn tất tập kết, xin thủ trưởng ra chỉ thị. Thấy cảnh tượng này, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Chấn động không nói nên lời. Đây chính là một trung tướng thống lĩnh 10 vạn trong quân đội, lại gọi Diệp Quân Lâm là thủ trưởng. Hắn có thân phận gì? Trời ạ, không thể nào tưởng tượng được. C lúc này đối với mọi người Diệp ra đây chính là cú sốc cực lớn, không thể nào tưởng tượng được lại có chuyện này. Lại càng không thể chấp nhận được này. Diệp Nam Huy triệt để nhắm mắt lại. Động thái này của trung tướng Vương Uyên, như một nhát búa nện vào lòng hắn ta. Diệp Quân Lâm chính là vị ấy. Tốt, bắn pháo. Diệp Quân Lâm hạ lệnh. Vương Uyên vung tay lên, lúc đó cùng lúc 10 khẩu đại bác bắn đạn. Que nhồ, que nhi, oanh. Từng phát đại bác bắn ra, kinh thiên động địa, như sấm sét rít gào. Lục Vân Đình tiên sinh lên đường bình an, y. Sau một khắc, 10 vạn chiến sĩ đồng thanh hét lên. Âm thanh 10 vạn chiến sĩ hội tụ một chỗ, như là tiếng sấm ầm ầm, cảnh tượng vĩ đại, lay động đất trời. Vợ chồng Lục Học Văn lại khóc lần nữa. Diệp Quân Lâm dùng nghỉ lễ cao nhất đưa tiễn Lục Vân Đình. Diệp Quân Lâm mặt hướng về phần mộ Lục Vân Đình, anh kích động nói, huynh đệ, đây là tang lễ muộn cho cậu. Sau khi làm xong mọi thứ, Diệp Quân Lâm chậm rãi xoay người lại. Lúc này, 5 người Thanh Long đã thay quân phục, trên vai mỗi người đều có một sao. Ngũ đại thiếu tướng. Đáng sợ hơn là tay Thanh Long nâng một bộ quân trang, đi tới trước mắt Diệp Quân Lâm. Thiếu tướng Chu Tước hỗ trợ Diệp Quân Lâm cởi tay trang đen, vì anh mà thay một bộ quân trang. Sau khi đã sửa soạn xong, Vương Uyên và các binh lính đều kinh ngạc, cuồng nhiệt sùng bái nhìn Diệp Quân Lâm. Trước mắt bọn họ chính là quân hồn bất diệt. Là thần tượng của bọn hắn, là truyền kỳ của Hoa Hạ, Côn Luân tướng quân. Trên vai Diệp Quân Lâm có đủ 5 ngôi sao. Trong lịch sử Hoa Hạ chỉ có một vị thượng tướng duy nhất có 5 sao. Ly thấy cảnh tượng kia, Diệp Nam Huy đã ngắt đi thôi. Thời khắc này Diệp Quân Lâm khí thế ngút trời, không thể địch nổi. Anh nhìn về phía Diệp gia lạnh lùng nói, còn nhớ rõ ngày hôm đó các người ra mắt thị trường sao? Côn Luân tướng quân muốn đi dự tiệc tối hôm đó. Hoàn toàn đúng không sêu? Bởi vì tôi chính là Côn Luân tướng quân. Diệp gia tất nhiên nhớ rõ buổi tiệc ra mắt hôm đó. Ngày ấy Côn Luân tướng quân tuyên bố sẽ tới. Làm cho người Diệp gia kích động muốn điên, thậm chí cho rằng Diệp gia nhờ vào việc này sẽ quật khởi. Kết quả bị Diệp Quân Lâm làm hỏng. Diệp gia coi kỹ Diệp Quân Lâm là tội nhân gia tội. CB ơi, vì Diệp Quân Lâm chặn đứng vận may của Diệp gia. Sau đó Diệp gia tận dụng tất cả quan hệ, muốn leo lên chiến thần Côn Luân, nhưng luôn bị từ chối. Diệp gia cảm thấy rất khó hiểu, rõ ràng Côn Luân tướng quân đã tới dạ tiệc, nhưng mọi người lại không hề nhận ra. Bây giờ đã hiểu rõ bởi vì Diệp Quân Lâm chính là Côn Luân tướng quân. Vì sao Diệp Quân Lâm biết không kiêng dè gì mà làm loạn buổi tiệc ra mắt ở Diệp gia? Vì sao Diệp Quân Lâm lại ra hạn cho Diệp gia 1 tháng để xin lỗi? Vì sao Diệp Quân Lâm liên tục cảnh cáo Diệp gia? Vì sao Diệp Quân Lâm lại có tự tin như vậy? Bởi vì anh chính là Côn Luân tướng quân chí cao vô thượng. Cũng tỉ như Lý Mộng Nguyệt nói Côn Luân tướng quân là tổng chỉ huy đại chiến khu 9 của Hoa Hạ, một lời nói có thể diệt tộ. C chỉ là hiện tại quá muộn, đã quá muộn. Đao đều đã gác ở trên cổ rồi, mọi người mới phản ứng được. C Diệp Quân Lâm chậm rãi đội mũ lính một cách trang trọng, sau khi nhẹ nhẹ lau sạch, anh nhìn về phía 10 vạn. Thấy thế, Vương Uyên cao giọng hô, Côn Luân. Côn Luân. Côn Luân. Côn Luân. 10 vạn chiến sĩ nhát tề hô lên làm người ta phấn chấn. Tất cả đều nhìn đến vị có danh xưng tồn tại duy nhất trong lịch sử Hoa Hải âm thanh uy chấn thiên địa, cao ngất, lay động vòng trời. Người Diệp gia nhìn thấy được cảnh tượng như vậy, dĩ nhiên trong lúc nhất thời cũng lâm vào mê mang. Người đàn ông này chính là của Hoa Hạt. Chỉ nghe đến khí thế kia, mọi người đều hiểu rõ, chỉ cần anh còn ở đó thì sẽ bảo vệ Hoa Hạ hàng nghìn năm. Anh là quân hồn, là thần trong lòng trăm vạn quân đội Hoa Hải. Người Diệp gia vô cùng hối hận, tâm đều vỡ vụn từng mảnh.
bởi vì người này từng là một thành viên của Diệp gia. Vì Diệp gia mà phấn đấu. Chỉ là Diệp gia lại làm ra chuyện tàn nhẫn, trục xuất anh. Ánh mắt Diệp Quân Lâm chậm rãi nhìn đến đa người Diệp gia, thản nhiên nói, không ngờ sao. Trong mắt các người tôi chỉ là đứa con hoang dã trùng. Bây giờ quyền khuynh thiên hạ, dưới một người trên vạn người. Nghe vậy, tất cả trên dưới Diệp gia chấn động. Anh nhìn về phía Diệp Kiện Sâm, lẽ ra tôi phải là cháu nội của ông, hôm nay là tổng chỉ huy đại chiến khu số 9, nắm giữ 100 vạn binh lực. Anh nhìn về phía cha nuôi mẹ nuôi, lẽ ra tôi là con trai của các người, bây giờ uy chấn cả nước, phong vương bái tướng. Anh nhìn về phía Diệp Nhất Lòng cùng Ngô Nhã Lệ, lẽ ra tôi là anh trai của các người, bây giờ quyền tiền song tuyệt, quân lâm thiên hại. Anh nhìn về phía Quách Linh Phi, lẽ ra chồng của cô chính anh em chí cốt của tôi, bây giờ có thể áp chế mọi người, không có ai sánh bằng. Từng lời nói của Diệp Quân Lâm như vết đao, khắc vào ngực mọi người. Giờ khắc này, mọi người cảm giác được một tia đau đớn, chết lặng. Triệt để chết lặng. Nhiều người không cảm giác được đau đớn dù móng tay ghim thẳng vào lòng bàn tay đến chảy máu. Bọn họ đến cùng bỏ lỡ chuyện gì? Không cách nào ngờ được. Xê đầu óc mọi người trống rỗng, cơ bản không nghĩ được chuyện gì. Người Diệp gia đang suy nghĩ, nếu như trước đây không đối xử với Diệp Quân Lâm như vậy, Diệp gia sẽ có cảnh tượng thế nào? E rằng đã sớm hoành áp Tô Hàng, trở thành đệ nhất danh môn. Y Quách Linh Phi đang suy nghĩ, nếu như không hợp lực đối phó với Lục Vân Đình, cô sẽ là như thế nào? Anh em của chồng quyền thế ngập trời, tiếu ngạo hoa hạ. Có lẽ cô là người phụ nữ tôn quý nhất nhì hoa hạ. Nhưng không có hối hận. Bỏ qua chính là bỏ của đồng thời cái giá phải trả càng thê thảm hơn. Sắc mặt Diệp Quân Lâm thay đổi, giận dữ hét, lúc các người đem tôi nuôi dưỡng. Tôi vì họ Diệp mà kiêu ngạo. Tôi đã âm thầm thề, cả phần đời sau này sẽ trả lại ân tình này. Tôi cũng vì dòng họ mà phấn đấu, làm cho Diệp gia vì tôi mà kiêu ngạo. Sau khi tôi hoàn thành một nửa, khi tôi đang lên kế hoạch phát triển Diệp gia thành phú hào bậc nhất Tô Hàng, các người thì sao? Đã làm gì với tôi? Cha mẹ, anh trai, chị dâu lập mưu hãm hại, để cho tôi mang ô nhục. Thân thích thì tự tay cắt đứt gân tay chân tôi, vứt tôi trong đống rác. Còn hãm hại cho tôi vào tù. À, lương tâm của các người ở đâu? Phù phù. Diệp Kiện Sâm không chịu nổi áp lực cường đại như vậy, là người đầu tiên quỳ rạp xuống đất. Phù phù. Phù phù. Phù phù. Diệp Đông Huy cùng những người khác cũng theo đó quỳ rạp xuống đất. Bọn họ đã sớm không chịu nổi. Mồ hôi lạnh thấm ướt quần áo toàn thân, dán chặt trên người. Hô hấp bọn họ trở nên dồn dập, thậm chí hít thở không thông. Diệp Quân Lâm vừa nhìn về phía Quách Linh Phi, thật nực cười, người huynh đệ của tôi Vân Đình vẫn luôn vì nữ thần như cô mà làm bao nhiêu chuyện, vì cô mà bắt chấp. Cô lại phản bội anh ấy, lại còn bày mưu hãm hại anh ấy. Khi cô ở nhà cao cửa rộng nhìn xuống, có khi nào nghĩ người huynh đệ tôi Mây Đình? À, thậm chí tôi đã nói với các người, nếu như không đến trước phần mộ của Vân Đình sám hối, của Tiết Tử Long chính là của các người. Các người coi lời của tôi như gió thoảng bên tai đúng không? Tê tê ối vệ Quách Linh Phi cũng phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất. Dịch Bằng Phi cùng Trương Lan sớm đã bị sợ đến mức phát khó. Xê Diệp Kiện Sâm nờ là người đầu tiên sám hối, chúng tôi sai rồi. Chúng tôi sai rồi, chúng tôi sám hồi tất cả tội lỗi đã gây ran. Chúng tôi cũng sai rồi, chúng tôi sám hồi. Những người khác nối tiếp nhau quỳ xuống dập đầu sám hồi. Nhất là ba người Quách Linh Phi, ba người hướng về phía phần mộ Lục Vân Đình dập đầu. Rầm rầm rầm, từng người một đều dập đầu. Đầu của bọn họ dập đến chảy máu. Diệp Đông Huy nói, Quân Lâm A, chúng tôi sai rồi A. Nể hề tình chúng tôi từng nuôi dưỡng anh coi như đại nhân không chấp tiểu nhân. Bỏ qua cho chúng tôi A. Ngô Vạn Nhược thì nói rằng, Quân Lâm A, thật ra chúng ta vẫn coi cậu là người nhà của chúng ta. Hiện tại chỉ cần con mở miệng, chúng ta vẫn là của cha mẹ con, Diệp gia vẫn là nhà của con ồ. Diệp Nhất Long nhân cơ hội nói thêm, đúng vậy, Quân Lâm. Anh cùng chị dâu luôn hoan nghênh em lần nữa gia nhập Diệp gia an, đến lúc đó em sẽ là người đứng đầu Diệp gia. Đúng không, ông nội? Diệp Kiện Sâm lập tức nói, đúng đúng đúng, không sai. Quân Lâm chỉ cần con tới Diệp gia, con chính là gia chủ. Diệp Tây Huy cũng nói, Quân Lâm A.
chuyện của em trai Diệp Dương kia, là nó gieo gió gặt bão. Trước đó cậu nên đánh chết hắn an. Chứng kiến người Diệp gia bày ra bộ mặt xấu xí kia, Diệp Quân Lâm cười lạnh nói, hiện tại nếu không phải do thân phận của tôi, các người sẽ tự biết quỳ ở đây sám hồi sao? Sẽ để tôi trở về Diệp gia sao? Sẽ để tôi làm chủ sao? Sẽ không. Diệp Quân Lâm liên tục cười lạnh, các người chỉ quan tâm quyền lợi, đối với các ngươi mà nói tình cảm giác không đáng giá một phân tiền. Bắt đầu từ lúc tôi bị bỏ tù vào 6 năm trước, ân oán của tôi cùng Diệp gia một đao hai khúc. Hôm nay mục đích của tôi rất đơn giản, có thù báo thù, có oán báo oán. Diệp Quân Lâm băng lãnh vô tình nhãn thần đảo qua ở đây mỗi người. 10 vạn binh lính nhất tề hô, thanh âm rung trời động địa. Phốc! Diệp Kiện Sâm phun ra một ngụm máu. Thấy thái độ Diệp Quân Lâm kiên quyết như thế, hắn biết Diệp gia xong rồi. Diệp Quân Lâm nhìn mọi người Diệp gia, thì thầm, Diệp Nhất Long, Ngô Nhã Lệ, Diệp Vũ Phi, Diệp Thiên Thiên, Đồng Ngọc Lâm, Diệp Long Hưng, Quách Linh Phi, Dịch Bằng Phi, Trương Lan. Còn có Diệp Nam Huy. Tất cả mọi người ngẩng đầu lên cho tôi. Từng người bị gọi đến tên, tim như từ cổ họng bay ra ngoài. Bọn họ cũng hiểu điều này có ý nghĩa gì. Điều này tương đương với Diêm Vương ra gạch tên họ trên số sinh tử. Bất quá nghe được lời nói của Diệp Quân Lâm, mỗi người đều ngẩng đầu. Vân Đình do các người giết chết. Diệp Quân Lâm nhìn bọn họ hỏi. Không phải. Khi có người vừa muốn phủ nhận, lại nhìn thấy ánh mắt nghiêm nghị của Diệp Quân Lâm. Mọi người đều gật đầu. Lúc này không thừa nhận so với thừa nhận thì tình cảnh còn thảm hơn. Mọi người quỳ gối trước phần mộ Vân Đình sám hối 3 ngày 3 đêm. Thanh âm của Diệp Quân Lâm vô cùng băng lãnh. Vương Uyên vung tay lên, lập tức có người đem đám người Diệp Nam Huy áp giải đến quỳ trước phần mộ. Diệp Quân Lâm nhìn phần mộ Lục Vân Đình, mỉm cười nói, Vân Đình. Kẻ thù sát hại cậu hôm nay tôi đã bắt được, tôi để cho bọn họ sám hối trước mặt cậu đây. Tôi sẽ để cho từng người phản bội cậu xuống đó cùng cậu. Vợ chồng Lục Học Văn vẫn đang khóc. Diệp Quân Lâm vì nhà bọn họ đã làm rất nhiều, rất nhiều. Diệp Quân Lâm vừa nhìn về phía những người khác trong Diệp gia. Diệp Nhất Long, Ngô Nhã Lệ, còn nhớ rõ đêm đó các người đánh gãy chân tôi như thế nào không? Diệp Quân Lâm lộ ra một nụ cười dữ tợn. Suýt chút nữa làm hai người sợ quá khóc. Úc khóc gát, đáng sợ hơn khi Diệp Quân Lâm đi tới từng bước. Diệp Nhất Long cùng Ngô Nhã Lệ muốn lui lại tránh ra. Nhưng phía sau tất cả đều là nòng súng lạnh như băng, bọn họ không chỗ tránh né. Cho đến khi Diệp Quân Lâm đứng trước mặt bọn họ. Diệp Quân Lâm từ Diệp Nhất Long cầm trong tay gậy đánh bóng kia, anh quan sát rồi nói, đây chính là cây gậy 6 năm trước dùng để đánh gãy chân tôi. Không nghĩ tới ngươi còn giữ nó, muốn hôm nay lại đánh gãy chân tôi một lần nữa. Rầm rầm rầm, ý thức được chuyện gì, hai người dập đầu liên tục, nói với Diệp Quân Lâm tha chúng tôi đi. Chúng tôi không dám nữa. Cậu muốn tôi trở thành cũng được. Diệp Quân Lâm trong tay vuốt gậy đánh bo ghét bê kia, cười lạnh nói, buổi tối 6 năm trước các người có tha cho tôi sao? Sao không có chút lương tâm nào vậy? Đó là chúng tôi bị ma xui quỷ khiến. Phanh! Ngao ô! Diệp Nhất Long vừa dứt lời, Diệp Quân Lâm một gậy nện trên đầu gối của hắn, lập tức vỡ vụn, hắn kêu thảm thiết như heo bị làm thịt. Năm đó anh làm vậy với tôi mà. Phanh! Ách ô! Diệp Quân Lâm dùng gậy đánh gãy tay chân Diệp Nhất Long, hắn ta đau đến mức lăn lộn trên mặt đất, âm thanh thảm thiết vẫn vang vọng ở đây. Diệp Quân Lâm vừa nhìn về phía Ngô Nhã Lệ. Đừng động tới tôi chỉ là một phụ nữ. Ngô Nhã Lệ chống đỡ bản thân. Cô cũng là một người phụ nữ rắn rết. Phanh! Diệp Quân Lâm không chút lưu tình, cắt đứt tay chân Ngô Nhã Lệ. Ném hai người họ trước phần mộ Lục Vân Đình để sám hối. Dù sao bọn họ cũng tham dự chuyện kia. Diệp Quân Lâm vừa nhìn về phía Diệp Kiện Sâm cùng với cha mẹ nuôi. Đám người Diệp Kiện Sâm cúi đầu, cũng không dám nhìn Diệp Quân Lâm. Thật sự không nghĩ các người sẽ có một ngày như thế này. Diệp Quân Lâm tự giễu nói. Tôi tự thấy chưa hề làm sao điều gì. Từ nhỏ đến lớn tôi đều vì cái nhà này mà phấn đấu, vì báo ân các người làm mục tiêu. Là ai đã làm cho Diệp gia đang suy sụp đầy lên cao? Là tôi à, hai tôi cũng đã làm hết tình hết nghĩa. Diệp Quân Lâm hỏi. Quân Lâm à, con không có sêu. Mấy người Diệp Kiện Sâm vội vàng nói.
dù sao các người cũng từng là ông nội và cha mẹ của tôi sẽ không ra tay với các người. Tôi sẽ có mức độ của bản thân. Thế nhưng tất cả của Diệp gia tôi muốn đoạt lấy toàn bộ. Nhất là tập đoàn Quân Lâm, tôi muốn lấy lại. Còn về sau, sự sống chết của các người sẽ không có bất kỳ quan hệ gì với tôi nữa. Mặt khác, sau này các người đừng mong mượn danh tôi làm gì, bằng không sẽ giết không thổ. Một lời định sinh tử. Một câu nói này của Diệp Quân Lâm có ý nghĩa rất đơn giản. Diệp gia xong rồi. Diệp gia từ một nhà phú hào của Tô Hàng giờ lại thành gia đình bình thường rồi, mọi thứ đều bị tước đoạt. Tương đương việc xóa sổ Diệp gia khỏi Tô Hàng. Chuyện này đối với Diệp Kiện Sâm mà nói còn khó chịu hơn là chết. Hình phạt này thực sự quá độc á. C. Bọn người Diệp Kiện Sâm nỗ lực nhiều năm qua mới có địa vị hôm nay, nhưng trong nháy mắt lại tan biến. Thời điểm bây giờ mà nói, gia sản Diệp gia có hơn 10 tỷ, có thể chỉ sau một câu nói của Diệp Quân Lâm, thì có thể trên người bọn họ ngay cả một tệ cũng không còn. Sự chênh lệch to lớn cứ như lòng sông với mặt biển, là ai cũng khó mà chấp nhận được, còn không bằng chết đi coi như xong à, rồi. Diệp gia lớn mạnh không ai bì kịp chỉ vì một lời nói của Diệp Quân Lâm mà bị tiêu diệt. Cuối cùng Diệp Quân Lâm nhìn về phía đám người Đỗ Việt Sinh, Bát gia. Anh cười lạnh nói, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Các người đã quấy rầy huynh đệ của tôi, mọi người quỳ trước mặt cậu ấy một ngày một đêm. Rõ rồi, rõ rồi. Toàn bộ đều quỳ. Đỗ Việt Sinh ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người quỳ gối trước phần mộ. Đỗ Việt Sinh nói, tướng quân, về sau chúng tôi sẽ xây dựng một khi nghĩa trang tại đây cho Lục Vân Đình tiên sinh. Diệp Quân Lâm không từ chối. Cuối cùng Diệp Quân Lâm nhìn về phía 10 vạn tướng sĩ, nói rằng, các huynh đệ cực khổ rồi. Côn Luân! Côn Luân! Côn Luân! Trận chiến này không có khói súng, cuối cùng 10 vạn binh sĩ hò hét kết thúc mọi chuyện. Thời gian trôi qua không biết bao lâu. Ngược lại Lý Tử Nhiễm khóc muốn khô mắt, đã khóc đến ngất đi 3 lần rồi. Lý Văn Uyên gọi điện thoại cùng Lý Thiên Hạo hỏi tình hình bên kia. Lý Thiên Hạo nói rằng, vừa mới nhận được tin tức bên kia có vẻ xong rồi. Thế nhưng từ đầu đến cuối không thấy người đi ra, càng không thấy Diệp Quân Lâm. Như vậy, có thể Diệp Quân Lâm đã chết. Bởi Lý Tử Nhiễm đang có hạng mục đáng giá, cho nên Lý Thiên Hạo vẫn quan tâm an nguy của cô. Tử Nhiễm thế nào? Ai, cha, Tử Nhiễm đã ngất xỉu 3 lần rồi. Lý Văn Uyên bắt đắc dĩ nói. Lý Thiên Hạo tức giận nói, hai người an ủi kiểu gì thế? Làm cho Tử Nhiễm thoải mái chút. Diệp Quân Lâm chết rồi. Bộ dáng Tử Nhiễm như vậy sao có thể thuận lợi gả đi? Nếu huynh đệ Trương Tùng không được, ta cho con bé một người tốt hơn. Mọi người đều nhớ kỹ cho ta, Diệp Quân Lâm chết, Lý gia có cơ hội trèo cao rồi. Bên kia Lý Thiên Hạo muốn cười thành tiếng rồi. Diệp Quân Lâm vừa chết, ông có thể ra sức để ép bóc lột cả nhà Lý Tử Nhiễm. Sau một lúc, Lý Tử Nhiễm chậm rãi mở mắt. Cô nhìn vợ chồng Lý Văn Uyên hỏi, cha mẹ, Quân Lâm bên kia thế nào? Lý Văn Uyên thở dài nói, thật sự cha không muốn nói con tin này. Cha làm sao vậy, cha nói mau a. Lý Tử Nhiễm cầm lấy tay Lý Văn Uyên hỏi. Ông nội mới vừa báo tin, chứng thực Diệp Quân Lâm đã chết. Sau khi Lý Văn Uyên nói ra, Lý Tử Nhiễm như nổi điên, phù phù quỳ dạp xuống đất, điên cuồng hét ầm lên, Quân Lâm. Lúc này Diệp Quân Lâm đối diện Diệp Nam Huy đang quỳ. Vừa lúc anh muốn rời đi, Diệp Nam Huy như có chuyện muốn nói. Nói đi, chuyện gì? Diệp Quân Lâm hỏi. Diệp, không đúng, hiện tại nên gọi Côn Luân tướng quân. Côn Luân tướng quân cảm thấy năm đó chúng tôi có thể làm được tất cả sao? Diệp Nam Huy hỏi. Nghe vậy, sắc mặt Diệp Quân Lâm thay đổi, ý thức được vấn đề. Bây giờ suy nghĩ lại có rất nhiều điểm đáng ngờ. Tỷ như năm đó Diệp gia là rất khó nuốt chửng tập đoàn Quân Lâm, lại nói đến việc chính mình bị phạm tội thương nghiệp, tội cưỡng gian rồi ở tù, một chuỗi sự việc diễn ra khẳng định có người đang âm thầm gây chuyện, mà Diệp gia lại không có cái năng lực này. Phía sau Diệp gia còn có người. Diệp Nam Huy cười cười, thật ra năm đó chúng tôi sớm đã có ý định này, nhưng không đủ thực lực, vẫn không dám ra tay. Nhưng là có một người đột nhiên xuất hiện, giúp đỡ Diệp gia. Người đó là ai? Diệp Quân Lâm thanh âm như hàn băng. Bạn học cũ của Côn Luân tướng quân cùng tiểu thư Lý Tử Nhiễm là. Diệp Nam Huy nói một tràng. Nghe được cái tên này,
Diệp Quân Lâm hít một hơi. Là bạn học trung học cùng anh, cũng là bạn học cùng lớp với Lý Tử Nhiễm. Năm đó anh cùng cạnh tranh để có được Lý Tử Nhiễm, dĩ nhiên là anh thắng. Có thể sau đó vẫn không buông tha Lý Tử Nhiễm, cho đến khi bọn họ kết hôn. Nhưng mà bối cảnh quá lớn. Nếu nói Diệp gia chỉ mới bước vào cánh cửa danh gia ở Tô Hàng. Mà gia tộc của là Tiêu gia đây mới thật sự gọi là nhà giàu, gia chưa nói đến gia sản hơn mấy chục tỷ, sản nghiệp trải rộng trong nước và nước ngoài. So với sự cường đại của Diệp gia thì mạnh hơn gấp 10 lần. Tiêu gia nằm trong nhóm gia tộc đứng đầu Tô Hàng. Tiêu gia nhúc nhích, có thể ảnh hưởng đến kinh tế của cả Tô Hàng, đối với loại gia tộc giàu có này, thành phố Tô Hàng luôn có chính sách tương ứng. Sự ảnh hưởng của Tiêu gia tuyệt đối không nhỏ. Nếu như nói một câu, Diệp Quân Lâm bị tống vào tù cũng không hề có một chút vấn đề nào. Diệp Nam Huy nói, bởi vì ngài và tiểu thư Lý Tử Nhiễm kết hôn, rất tức giận, là hắn tạo ra tất cả. Mục đích rất đơn giản chính hủy hoại ngài. Diệp Quân Lâm rốt cuộc hiểu rõ vì sao Diệp gia ra tay trong đêm tân hôn của anh. Thì ra là, chứng kiến nữ nhân mình yêu kết hôn, hắn không tức giận mới là lạt. Diệp Nam Huy tuyệt vọng nói, nếu như Diệp gia không nỗi lòng tham, hắn cũng không có cơ hội. Đúng là lỗi vẫn do Diệp gia. Diệp Quân Lâm lạnh như băng trừng mắt liếc hắn một cái, biết là tốt. Đến tối, Diệp Quân Lâm còn chưa quay về. Lý Tử Nhiễm dù sao cũng phải chấp nhận trước mắt. Lý Thiên Hạo còn cố ý mở tiệc tối, muốn chúc mừng một phen. Lý Tử Nhiễm mơ mơ màng màng bị Lý Văn Uyên cùng Triệu Nhã Lan mang tới tiệc tối. Tiệc tối hôm nay rất đơn giản, thứ nhất, để Lý Tử Nhiễm về lại Lý gia. Thứ hai, chúc mừng Tử Nhiễm được tự do. Thứ ba, về sau hạng mục ở Thành Tây phát triển sẽ do Lý gia cùng Tử Nhiễm cùng nhau thực hiện. Nào, mọi người cùng nhau cạn một cái. Lý Thiên Hạo giơ ly rượu lên hô lớn. Những người khác trong Lý gia cũng nâng ly rượu, vẻ mặt tươi cười. Hôm nay, mọi người Lý gia như đang đón năm mới. Lý Văn Uyên miễn cưỡng cười. Chỉ có Lý Tử Nhiễm như người mất hồn. Lý Thiên Hạo nhìn Tử Nhiễm nói, Tử Nhiễm a, Diệp Quân Lâm không còn, còn có thẻ tái giá. Ở Tô Hàng có bao nhiêu người, con nhất định sẽ tìm được người tốt hơn. Ai dám để vợ tôi tái giá? Đúng lúc này, một thanh âm lạnh như băng truyền đến. Tất cả mọi người đều nhìn về phía cửa. Diệp Quân Lâm đứng ở đó, vẫn sống sờ sờ. Diệp Quân Lâm. Lý Thiên Hạo đứng không vững, suýt chút nữa ngã xuống đất. Cậu là người hay là quỷ a? Trương Tùng sợ đến mức thiếu chút nữa trốn dưới bàn. Vẻ mặt mọi người đều nghi hoặc cùng hoảng sợ. Đây là người chết trở về đó nha. Anh xem tôi có phải là quỷ không? Diệp Quân Lâm đi đến, trong sự hoảng sợ xung quanh, anh đến trước mặt Trương Tùng. Trương Tùng run rẩy sờ tai Diệp Quân Lâm. Anh ta kinh ngạc nói, ám, anh vẫn sống. Không có khả năng. Diệp Quân Lâm cười lạnh nói, lẽ nào anh hy vọng tôi chết? À, không phải. Trương Tùng thở hổn hển. Quân Lâm. Lúc này, Lý Tử Nhiễm nhào tới, ôm chặt Diệp Quân Lâm. Diệp Quân Lâm cũng ôm cô, để cho em lo lắng rồi, lỗi của anh. Lý Thiên Hạo đột nhiên nghi ngờ, không thể nào. Diệp gia cùng Đỗ Việt Sinh không thể để cho anh còn sống. Đúng vậy, Diệp gia muốn đối phó anh thì làm sao anh có thể sống được. Chuyện này không thể nào. Những người khác cũng rối rít nói. Ngay Lý Tử Nhiễm trong ngực Diệp Quân Lâm cũng ngắng đầu, nghỉ hoặc nhìn anh, đúng vậy, Quân Lâm anh giải quyết thế nào? Diệp Quân Lâm sờ đầu cô cười nói, anh đã nói với em là sẽ giải quyết được chuyện này. Lý Tử Nhiễm đột nhiên nghĩ đến chuyện gì, không nhịn được mà nói, sáng sớm hôm nay khi trên đường đi chúng ta thấy quân đội. Dường như họ cũng đến phần mộ Vân Đình, chẳng lẽ là bọn họ? Diệp Quân Lâm mỉm cười, đúng rồi, không sai. Hôm nay quân khu Tô Hàng diễn tập quân sự, đúng lúc ở cùng chỗ phần mộ Vân Đình. Kết quả gặp phải khí thế hung hăng Diệp gia, nên đã trừng phạt bọn họ. May mắn thiếu tướng Nhận Thanh Long biết anh, biết rõ mọi chuyện, trừng phạt nghiêm khắc Diệp gia, đồng thời còn đem tập đoàn Quân Lâm trả lại cho anh. Sau khi nghe Diệp Quân Lâm giải thích, người Lý gia đều trợn tròn mắt. Không thể tin được nhìn Diệp Quân Lâm. Tập đoàn Quân Lâm lại về tay anh ta sao? Vậy chẳng phải là anh ấy có tài sản hàng lên đến hàng triệu. Vậy sẽ giống trước kia, Diệp Quân Lâm sẽ khiến mọi người ngưỡng vọng rồi. Quân Lâm a, ta. Khi Lý Thiên Hạo muốn nịnh bợ Diệp Quân Lâm,
kết quả anh đã mang theo Lý Tử Nhiễm rời đi. Mọi người Lý gia nhanh chóng ra ngoài. Lý Thiên Hạo hô lớn, từ nay về sau, Diệp Quân Lâm niềm tự hào của Lý gia. Mau đuổi theo. Chỉ là nhanh chóng đã không còn thấy bóng dáng Diệp Quân Lâm. Buổi tối, Diệp Quân Lâm dẫn thép Lý Tử Nhiễm đến nhà hàng ở trung tâm Tô Hàng để ăn mừng. Đêm nay, Lý Thiên Hạo gọi hơn chục cuộc điện thoại. Những người khác đều nhanh chóng đến nhà Lý Văn Uyên, mọi người đều muốn nịnh bợ Diệp Quân Lâm. Cuối cùng, Diệp Quân Lâm bị ép không chịu nổi, chỉ có thể nói, ngày mai tôi và Tử Nhiễm đi tiếp nhận tập đoàn Quân Lâm, các người có thể cùng đi. Lúc này mọi người Lý ra mới thôi. Chỉ là mọi người hưng phấn cảm đêm không ngủ được. Sáng sớm hôm sau, mọi người Lý ra cũng theo Diệp Quân Lâm cùng Lý Tử Nhiễm tới tập đoàn Quân Lâm. Ngay cả Lý Thiên Hạo cũng đi theo. Đây như là một việc rất vinh quang. Ông ta không thể bỏ qua. Nhìn tập đoàn Quân Lâm cao hơn 10 tầng, mọi người Lý ra vô cùng hưng phấn. Ngay cả Lý Tử Nhiễm cũng rất hưng phấn. Ở trong đại sảnh tìm được trước sân khấu tiếp đãi sau, Diệp Quân Lâm trực tiếp cho thấy mục đích, tôi là Diệp Quân Lâm, hôm nay tới tiếp nhận tập đoàn Quân Lâm. Chỉ là Lễ Tân mờ mịt nhìn anh có bị bệnh không? Tới giờ tôi cũng chưa từng nghe nói ai tiếp nhận công ty cả. Lý Tử Nhiễm lập tức nói, không đúng, không phải Diệp gia rời khỏi tập đoàn Quân Lâm rồi sao? Đúng vậy, Diệp gia đã rút đi, nhưng phần lớn các giám đốc đều còn ở đây. Huống hồ bọn họ cũng thu hồi tất cả cổ quyền Diệp gia. Trước sân khấu mờ mịt nói. Lý Tử Nhiễm sắc mặt thay đổi, có ý gì? Chẳng lẽ các người không biết tập đoàn Quân Lâm còn có công ty đứng sau khống chế cổ phần sao? Lễ Tân hỏi. Diệp Quân Lâm lập tức hiểu. Tiêu Dồ Tiêu gia khống chế cổ phần tập đoàn Quân Lâm rồi. Cho nên nói tập đoàn Quân Lâm không phải của Diệp gia, mà là Tiêu Dồ. Đám người Lý Thiên Hạo lập tức hỏi. Xảy ra chuyện gì? Lý Mộng Nguyệt vừa mới tra trên điện thoại, lập tức nói, đầu tư Thiên Khải đã nắm cổ quyền khống chế tập đoàn Quân Lâm. Sau khi Diệp gia giao ra cổ quyền, tập đoàn Quân Lâm triệt để thuộc về đầu tư Thiên Khải. Đầu tư Thiên Khải không phải là nhà giàu thuộc tập đoàn Tiêu gia sao? Lý Văn Hải lập tức nói. Lý Thiên Hạo cau mày, nghiêm túc hỏi Lễ Tân, vậy là tập đoàn Quân Lâm luôn là của Tiêu gia? Cùng Diệp Quân Lâm không hề quan hệ gì. Lễ Tân gật đầu hỏi, đúng vậy. Bắt đầu từ 6 năm trước tập đoàn Quân Lâm thuộc về Tiêu gia, cùng Diệp Quân Lâm không quan hệ gì. Tôi cũng không biết các người lấy đâu ra dũng khí đến tiếp nhận tập đoàn. Đúng lúc này, mọi người ở tập đoàn Quân Lâm cùng Tổng tài Hoa Thiên Hải đi tới công ty. Chủ tịch tập đoàn Quân Lâm là, Tổng tài hiện tại là tâm phúc của chính là Hoa Thiên Hải. Hoa Thiên Hải cũng bận rộn cả đêm. Tối hôm qua nhận được tin tức, Diệp gia cùng Đỗ Việt Sinh liên hợp đối phó Diệp Quân Lâm, lúc đó vô tình đụng phải diễn tập quân sự của quân khu Tô Hàng, lại làm Côn Luân Tương Quân tức giận đến. Côn Luân Tương Quân nóng giận, tự mình xử trí Diệp gia. Muốn Diệp gia giao ra tất cả. Hắn bận việc cả đêm, tiếp quản tất cả cổ quyền của Diệp gia. Còn cảm thán với hắn, Diệp gia đúng là một đám ngu xuẩn, chọc ai không chọc, lại đụng tới Côn Luân Tương Quân. Còn nói Diệp Quân Lâm vận khí thật tốt, rõ ràng lại phải chết, lại gặp Côn Luân Tương Quân. Nhưng bọn họ không biết rằng Diệp Quân Lâm chính là Côn Luân Tương Quân. Hoa Thiên Hải liếc mắt liền thấy Diệp Quân Lâm mười mấy người hội tụ vào một chỗ. Hắn cau mày, đi tới hỏi, có chuyện gì? Lễ Tân lập tức nói, Hoa Tổng, những người này không biết tốt xấu đến đòi tiếp quản công ty. Có khi là tới quấy rồi. Nghe vậy. Ánh mắt Hoa Thiên Hải nhìn về phía Diệp Quân Lâm cùng Lý Tử Nhiễm, hắn cười lạnh nói, tôi còn tưởng ai? Thì ra là Diệp Quân Lâm an. Chuyện năm đó hắn thì có tham dự, tất nhiên biết rõ Diệp Quân Lâm. Người của Tiêu gia. Diệp Quân Lâm cười lạnh nói. Đúng, tôi nghe nói anh đến tiếp nhận công ty. Anh thật nhanh nha, Diệp gia vừa mới ngã xuống, anh đã tới rồi. Nhưng tôi cũng nói cho anh biết. Tập đoàn Quân Lâm cùng Diệp Quân Lâm không hề có chút quan hệ nào. Cả về mặt pháp luật cũng như vậy, chúng tôi đã nắm trong tay quyền cổ phần khống chế tập đoàn Quân Lâm. Hoa Thiên Hải hét lớn. Diệp Quân Lâm cùng các người là đám ngu si, lại muốn mượn tập đoàn Quân Lâm phát tài. Một đám ngu xuẩn. Ha 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 ha. Mọi người xung quanh cười đến đau cả bụng. Đám người Lý Thiên Hạo, Lý Văn Uyên cảm nhận được mọi người đang cười nhạo, người nào cũng cúi đầu. Thực sự quá mất mặt.
thật giống như Thổ Bao Tử lần đầu tiên vào thành. Về sau Lý gia không thể nào lăn lộn ở Tô Hàng nữa, thật đáng chê cười. Cút nhanh lên An, tập đoàn Quân Lâm không chào đón các ngươi. Bảo vệ đem bọn họ đuổi đi. Hoa Thiên Hải ra lệnh một tiếng, các bảo vệ chạy tới. Cuối cùng Diệp Quân Lâm cùng với mọi người Lý gia bị bảo vệ đuổi ra. Một đám nghèo hèn, hãy tìm đọc trang chính ở tzumgel.vn. Bảo vệ vẫn không quên chửi một câu. Sỉ nhục. C đây là sỉ nhục mà Lý gia chịu đựng từ trước tới giờ. Mặt mũi đều vứt sạch. Sợ là sau này sẽ thành trò cười toàn Tô Hàng. Diệp Quân Lâm mặt âm trầm, không nói gì. Vừa rồi anh không ra mặt giải quyết vì một nguyên nhân, anh muốn chậm rãi chơi đùa cùng Tiêu gia, làm cho Tiêu gia trải qua cảm giác tuyệt vọng. Cứ chờ đi. Bị đuổi ra, tất cả mọi người cảm giác mất mặt. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Diệp Quân Lâm. Bọn họ đều cho rằng người trước mắt sẽ có giá trị vài tỷ là một đại phú hào, mọi người tìm đến nịnh bợ. Lại không ngờ rằng giờ đã thành một người nghèo không xu dính túi. Bởi vì anh, mọi người Lý gia đều mất hết mặt mũi. Diệp Quân Lâm, anh nói cho tôi biết xảy ra chuyện gì. Anh chưa rõ mọi chuyện đã đến tiếp nhận công ty. Ta con mẹ nó hận không thể giết mày. Lý Thiên Hạo tức giận phát điên. Trương Tùng tức giận mắng, con mẹ nó trong đầu mày đều là phân sao. Công ty này có liên quan gì tới mày sao? Lý Văn Hải tức giận đến mức nhảy dựng lên, cũng vì mày, toàn bộ mặt mũi Lý Ghi Cổ Ni Cương Lý Văn Uyên cùng Triệu Nhã Lan càng là khóc nói, sao chúng tôi lại nuôi một tai hoa như anh chứ? Anh đừng có mơ mộng giúp tôi nữa có được không? Làm phiền đến người khác còn ảnh hưởng người khác. Có người con dễ như vậy thật sự khổ tám đời rồi. Về sau đừng nói là chúng tôi quên biết anh. Thật sự, Lý Tử Nhiễm rất thất vọng với Diệp Quân Lâm. Chuyện này so với các chuyện trước kia đều rất quá đáng. Bọn họ đều cho rằng người trước mắt sẽ có giá trị vài tỷ là một đại phú hào, mọi người tìm đến nịnh bợ. Lại không ngờ rằng giờ đã thành một người nghèo không xu dính túi. Bởi vì anh, mọi người Lý gia đều mất hết mặt mũi. Diệp Quân Lâm, anh nói cho tôi biết xảy ra chuyện gì. Anh chưa rõ mọi chuyện đã đến tiếp nhận công ty. Ta con mẹ nó hận không thể giết mày. Lý Thiên Hạo tức giận phát điên. Trương Tùng tức giận mắng, con mẹ nó trong đầu mày đều là phân sao. Công ty này có liên quan gì tới mày sao? Lý Văn Hải tức giận đến mức nhảy dựng lên, cũng vì mày, toàn bộ mặt mũi Lý gia đều mất hết. Lý Văn Uyên cùng Triệu Nhã Lan càng là khóc nói, sao chúng tôi lại nuôi một tai hoa như anh chứ? Anh đừng có mơ mộng giúp tôi nữa có được không? Làm phiền đến người khác còn ảnh hưởng người khác. Có người con dễ như vậy thật sự khổ tám đời rồi. Về sau đừng nói là chúng tôi quên biết anh. Thật sự, Lý Tử Nhiễm rất thất vọng với Diệp Quân Lâm. Chuyện này so với các chuyện trước kia đều rất quá đáng. Làm cho Lý gia mất hết mặt mũi. Tốt xấu Lý gia ở Tô Hàng cũng có địa vị tương đối cao, kết quả bị bảo vệ đuổi đi. Đây hết thảy đều do Diệp Quân Lâm. Lý Tử Nhiễm trừng mắt Diệp Quân Lâm tức giận nói, em đã nói bao nhiêu lần rồi. Làm việc làm đến nơi đến chốn đi, không nên quá xúc động, sao cứ làm chuyện không nắm chắc. Anh làm cho em quá thất vọng rồi. Anh không thể làm ông nội tự hào thì thôi còn làm ông mất hết mặt mũi. Nhưng mà, không sao. Về sau chúng ta cố gắng xây dựng cuộc sống ổn định là được. Em tin anh làm được điều này. Lý Tử Nhiễm nói một tràng nhưng cuối cùng vẫn muốn Diệp Quân Lâm thoải mái một chút. Đây chính là điểm mà Diệp Quân Lâm rất thích ở Lý Tử Nhiễm. Thất vọng là vậy. Nhưng Thủy Chung tin tưởng anh. Có nữ nhân nguyện tin tưởng mình là một điều vô cùng hạnh phúc. Được, về sau nghe lời Imo. Diệp Quân Lâm lại cười nói, nhưng mà em yên tâm, anh sẽ nhanh chóng lấy lại tập đoàn Quân Lâm. Đừng khoác lác. Tôi thật muốn tát chết anh An. Trương Tùng, Lý Tùng Khuê nổi giận. Lý Thiên Hạo cảnh cáo ẩn nữa nói, Lý Văn Uyên coi trọng con rể như mày, về cũng sẽ không dính dáng gì tới Lý gia. Gặp chuyện không may chớ liên lụy Lý rồi. Mọi người Lý gia giận đùng đùng rời đi. Lý Văn Uyên cùng Triệu Nhã Lan nhìn chòng chọc vào Diệp Quân Lâm, anh thật sự là một đứa vô dụng. Nói xong, hai người cũng rời đi. Lý Tử Nhiễm an ủi, Quân Lâm, ba mẹ họ đang giận thôi, anh không cần để ý à, dù sao anh còn sống là đủ. Diệp Quân Lâm không sao cả mỉm cười, không sao, qua rồi thì thôi. Hai người Diệp Quân Lâm hai rời đi không lâu.
một chiếc màu vàng thiết kế riêng của Rolls-Royce dừng trước cửa tòa nhà của tập đoàn Quân Lâm. Đám người Hoa Thiên Hải lập tức đón tiếp, Hoa Thiên Hải tự mình mở cửa xe. Bước xuống xe một người đàn ông mặc tây trang màu trắng, giày, y phục đều là do bậc thầy thủ công cao cấp của Italia chế tạo. Người đàn ông nâng đỡ gọng kính vàng, cười nói, Diệp Quân Lâm cùng Lý Tử Nhiễm đã rời đi. Người đàn ông kia chính là Tiêu Thiếu, bọn họ đều rời đi. Diệp Quân Lâm giống như là một con chó. Hoa Thiên Hải cười nói. Cong môi lạnh lùng nói, kế tiếp tôi muốn nhằm vào Diệp Quân Lâm cùng Lý Tử Nhiễm. Tôi muốn Diệp Quân Lâm giống như Lục Vân Đình phải nhảy lầu tự sát, còn Lý Tử Nhiễm phải ngoan ngoãn nằm trên giường của tôi, ở dưới người của ta hầu hại. Hoa Thiên Hải cùng bọn người bên cạnh lộ ra nụ cười âm hiểm. 10 năm qua, những người bị để mắt tới, đều không có kết quả tốt. Đàn ông, nếu đắc tội, hoặc là bị ép chết, hoặc là tàn phế. Phụ nữ, nếu được coi trọng, đều trốn không thoát khỏi bàn tay của anh ta. Hoa Thiên Hải chưa bao giờ thấy nghiêm túc như vậy. Hắn biết Diệp Quân Lâm cùng Lý Tử Nhiễm xong rồi. So với 6 năm trước bọn họ chỉ có thảm hơn. Hoa Thiên Hải nhìn không được hỏi, Tiêu Thiếu, nghe nói Diệp Quân Lâm gần đây vận khí rất tốt, nhiều gặp gỡ thiếu tướng Thanh Long, lần này còn gặp được tướng quân Côn Luân. Trên mặt hiện lên thần sắc hâm mộ, đúng vậy, có thể nhìn thấy tướng quân Côn Luân là điều tôi luôn ước ao à. Ngay cả nhà giàu nhất Tô Hàng như chúng ta còn chưa được gặp, hắn lại gặp được. Ngay sau đó, anh ta lại nhất quyết, nhưng mà hắn gặp phải tôi, cơn ác mộng chỉ mới bắt đầu. Ý quả nhiên chuyện của Lý gia bị mất mặt đã truyền khắp nơi. Tất cả mọi người Lý gia không ngóc đầu lên được. Ngay cả Triệu Nhã Lan cùng Lý Văn Uyên cũng bị đồng nghiệp chỉ trỏ. Mọi người trong giới làm ăn cùng chê cười Lý Tử Nhiễm. Tất cả đều do Diệp Quân Lâm. May mắn không ở cùng vợ chồng Lý Văn Uyên, nếu không, Diệp Quân Lâm sẽ bị nước bọt cho chết đuối. Tuy bị chê cười, nhưng Diệp Quân Lâm còn sống, đối với Lý Tử Nhiễm như vậy đủ rồi. Sáng sớm Diệp Quân Lâm đã đi, Lý Tử Nhiễm cũng đi làm như bình thường. Thì ra Diệp Quân Lâm đi trụ sở huấn luyện của Kỳ Lân. Ngày đó Diệp Nam Huy thuê 80 lính đánh thuê đều bị Kỳ Lân giữ lại, mang về huấn luyện ở căn cứ của hắn. Bởi vì, những người này sẽ có chỗ dùng cho Diệp Quân Lâm. Sau này sẽ có rất nhiều chuyện phiền phức, cũng không thể lần nào cũng điều quân của Tô Hàng đến được. Như vậy Diệp Quân Lâm cũng ngại phiền phức. Anh muốn đem những lính đánh thuê này sắp xếp bên người, như vậy sẽ thuận tiện. Vừa nghe đến trở thành vệ sĩ của Côn Luân chiến thần, James cùng các lính đánh thuê khác đều kích động suýt chút nữa quỳ xuống. Bọn họ tới Phi Châu vùng chiến trường Trung Đông, đều biết đại danh chiến thần Côn Luân của Hoa Hạ, đó là quân hồn của bọn họ. Chỉ cần được làm việc cho anh ấy, thì mộ tổ tiên đã bốc khói xanh rồi. Tướng quân, người tôi giao hết cho ngài rồi. Nhưng mà... tôi đã chọn một số binh sĩ ưu tú tổng khu, chuẩn bị huấn luyện thêm một đội đặc chủng. Nhưng cần tướng quân ký lệnh điều động. Thiếu tướng Kỳ Lân ghé vào bên cạnh Diệp Quân Lâm, cười nói. Kỳ Lân là một người không thể ngồi yên, vừa mới huấn luyện xong một đội lại muốn huấn luyện binh sĩ. Đem ra, ta ký tên. Được rồi, tướng quân đến lúc đó ngài tới tham gia nghi thức đầu. Để nhóm danh con này chiêm ngưỡng phong thái của ngài. Được. Diệp Quân Lâm đáp ứng. Sau đó, đem những người lính đánh thuê này sắp xếp. Diệp Quân Lâm rời đi. Sau khi trở lại Hoa Viên Đông Phương, lại thấy Tiêu Thâm đang ở đây. Hôm nay cô không đi học sao? Diệp Quân Lâm kinh ngạc hỏi. Các lớp học đều nhàm chán chết được, hơn nữa những thứ đó tôi đều biết. Dù sao tôi cũng rất thông minh. Tiêu Thâm uống sữa chua, lộ đôi chân dài, đi tới đi lui tổng phòng khách. Được rồi. Ngày mai ba mẹ tôi sẽ đến Tô Hàng, đến lúc đó sẽ mời cô của tôi ăn cơm, anh dễ cũng đi chứ. Tiêu Thắm cười hì hì nói. Được. Diệp Quân Lâm từng nghe nói nhà mẹ đẻ Triệu Nhã Lan là đại gia tộc, trước đây Triệu Nhã Lan mặc kệ phản đối của người nhà, cùng Lý Văn Uyên sống chung, chọc giận gia tộc. 6 năm trước, nhà mẹ đẻ của Triệu Nhã Lan chưa từng tham gia hôn lễ Diệp Quân Lâm. Cho nên Diệp Quân Lâm trước đây chưa thấy qua Tiêu Thắm. Buổi tối, Lý Văn Uyên gọi Diệp Quân Lâm cùng Lý Tử Nhiễm gọi về nhà. Lý Văn Uyên hung hăng trợn mắt nhìn Diệp Quân Lâm, chuyện sáng hôm qua coi như cho qua đi, thế nhưng ngày mai anh nhất định không được làm tôi mất mặt, nếu còn làm tôi mất mặt tôi sẽ ném anh ra ngoài. Lý Tử Nhiễm thấy thế,
tò mò hỏi, ba, ngày mai có chuyện gì? Diệp Quân Lâm mỉm cười, cha mẹ Tiêu Thắm muốn tới đây. Đúng, anh biết rồi, Tiêu Thắm nói cho anh biết ha. Không sai, ngày mai bọn họ đến Tô Hàng, đêm mai mời cả nhà chúng ta ăn cối. Lý Văn Uyên nói, Triệu Nhã Lan giọng nói ngưng trọng, Tử Nhiễm, con cũng biết, nhà mẹ đẻ của mẹ là một đại gia tộc. Thân phận của cậu con rất lớn, cho nên muốn nói cho các con biết một tiếng, đêm mai không được có sai sót gì. Đã biết, mẹ. Lý Tử Nhiễm gật đầu. Diệp Quân Lâm lơ đễnh mỉm cười, ba mẹ chỉ là ăn một bữa cơm thôi sao? Mọi người sao lại khẩn trương như thế chứ? Có thể không khẩn trương sao? Cha mẹ Tiêu Thắm không phải là người bình thường. Lý Văn Uyên nhìn hai người hỏi, có biết vì sao Tiêu Thắm theo họ mẹ không? Bởi vì cha mẹ Tiêu Thắm là Tiêu Nhược Mai thuộc Tiêu gia một nhà giàu có nhất Tô Hàng. Là Tiêu gia yêu cầu Tiêu Thắm theo họ mẹ. Thì ra là thế, trách không được Tiêu Thắm theo họ mẹ. Lý Tử Nhiễm lần đầu tiên biết chuyện này. Diệp Quân Lâm ánh mắt chợt lóe, thầm nghĩ trong lòng, thì ra có quan hệ với. Bây giờ mọi người đã biết chuyện đêm mai quan trọng thế nào rồi chứ? Tiêu Nhược Mai là đại diện cho đệ nhất phú hào Tiêu gia ở Tô Hàng. Sau đó, Lý Văn Uyên dặn đi dặn lại, mới để cho hai người Diệp Quân Lâm rời đi. Ngày thứ hai, cha mẹ Tiêu Thắm là Triệu Học Thành cùng Tiêu Nhược Mai tới Tô Hàng, bọn họ ở tại khách sạn Vạn Hào. Buổi tối cũng mời khách ăn tại khách sạn Vạn Hào một đêm tốn mấy nghìn tệ, nếu như phòng cho Tổng thống, lời thì. Ít nhất, 7, 8 vạn rồi. Tiêu Nhược Mai cùng Triệu Học Thành ở, phòng cho Tổng thống, tại khách sạn Vạn Hào có tiêu chuẩn 5 sao. Sau khi biết giá ở đây, làm cho Lý Văn Uyên hết hồn. Một đêm ở đây bằng 3 tháng tiền lương của Triệu Nhã Lan. Đi tới phòng VIP 888 tại tầng 2 của khách sạn. Bên trong có 4 người đã ngồi sẵn. Ngoại trừ cả nhà Tiêu Thắm, còn có một người đàn ông. Diệp Quân Lâm nhìn thấy Tiêu Thắm rầu rĩ không vui. Khi thấy bọn họ tới, Tiêu Thắm lập tức đã chạy tới, anh dễ các ngươi rốt cuộc đã tới. Triệu Học Thành cùng Tiêu Nhược Mai còn có người đàn ông kia cũng đứng dậy. Triệu Học Thành ổn trọng thong dong, trên người có sự uy nghiêm. Tiêu Nhược Mai cả người trang sức quần áo rất xa hoa, từ trong ra ngoài đều có khí chất quý tộc. Cộng thêm được chăm sóc tốt, nhìn rất giống một minh tinh với phục trang đẹp đẽ. Người đàn ông kia có thân hình to lớn, cao to, bắp thịt cuồn cuộn, như muốn phá hư bộ quần áo trên người. Diệp Quân Lâm liếc mắt liền biết đây là một người lính. Sau khi nhiệt tình chào hỏi nhau, Lý Văn Uyên cùng mọi người khách sáo ngồi xuống. Tiêu Thắm ngồi ở giữa Diệp Quân Lâm cùng Lý Tử Nhiễm, hình như là vì tránh né người đàn ông kia. Tiêu Nhược Mai không nói gì, Lý Văn Uyên cũng không dám nói. Ánh mắt Triệu Nhã Lan nhìn vào người đàn ông kia, hỏi, anh chị cậu ấy là? Tiêu Nhược Mai rất hài lòng mỉm cười nói, Nhã Lan, vị này con trai của Vương Đẳng, bạn tốt của anh trai cô. Cậu ta rất lợi hại, tham gia quân ngữ ở quân khu tỉnh Kim Lăng, chỉ trong 3 năm tham gia đại đội trinh sát trở thành người đạt thành tích trong 10 người đứng đầu. Lần này, cậu ấy vừa lúc tham gia huấn luyện bộ đội đặc chủng của Thiếu tướng Kỳ Lân ở Tô Hàng. Tương lai cậu ấy có thể trở thành binh vương. Diệp Quân Lâm nghĩ đây không phải tinh binh do Kỳ Lân điều tới để đặc biệt huấn luyện sao? Suy nghĩ chút, cũng đúng, những binh sĩ này đều lấy việc tham gia trại huấn luyện Kỳ Lân là một vinh dự. Vương Đẳng kiêu ngạo ưỡn ngực, ngẩng đầu, bộ dạng không ai sánh được. Nhắc tới hắn, Vương Đẳng Phi cũng lễ phép chào hỏi Triệu Nhã Lan. Khi ánh mắt xẹt qua Lý Tử Nhiễm, đáy mặt lộ ra một tia tham lam. Hai chị em nhà này đều là những người đẹp hiếm có. Di Dượng, chị Tử Nhiễm sau này có khó khăn gì cứ nói với tôi chắc chắn sẽ giúp đỡ. Vương Đẳng Phi nói, Triệu Học Thành tán dương gật đầu, năng lực của cậu ấy rất cường địa, tương lai sẽ thành một thành viên chủ chốt của quân đội. Tiêu Nhược Mai mỉm cười, người mà tôi nhìn chúng có thể kém sao? Lần này cậu ấy tham gia trại huấn luyện quân nhân của Kỳ Lân. Mọi người có biết Kỳ Lân là ai không? Lý Văn Uyên lập tức nói. Tướng quân Kỳ Lân là tư lệnh của quân khu 9, cũng là thân tín của tướng quân Côn Luân. Đúng vậy, xem ra nhà anh còn có chút kiến thức. Vương Đằng sau này sẽ là binh sĩ của tướng quân Côn Luân, mọi người nghĩ xem tương lai của cậu ấy sẽ thế nào. Tiêu Nhược Mai hỏi. Lý Văn Uyên cùng Triệu Nhã Lan trừng Diệp Quân Lâm, thở dài lắc đầu, vừa cười nói, tương lai rộng mở. Chênh lệch quá lớn.
con rể của mọi người chắc chắn không sánh được rồi. Triệu Học Thành cười cười. Lý Văn Uyên sắc mặt thay đổi nói, con rể nhà tôi thực sự chẳng ra gì. Ba, dưỡng các ngươi nói bậy, anh rể rõ ràng rất lợi hại. Tiêu Thắm do đôi bàn tay trắng như phấn, vẻ mặt sùng bái nhìn Diệp Quân Lâm. Vương Đẳng thấy vậy, đáy lòng trào lên lửa giận. Hắn vẫn luôn thích Tiêu Thắm, Tiêu Nhược Mai còn nhận hắn là con rể. Nhưng Tiêu Thắm lại không quan tâm gì tới hắn, cũng chưa bao giờ cười với hắn. Hiện tại cô lại sùng bái một tên phế vật vừa mãn hạn tù, sao hắn không tức giận cho được. Tiêu Thắm còn bị hắn lừa gạt rồi. 6 năm trước còn được đi, hiện tại chỉ là một tên vô dụng. Triệu Học Thành không chút lưu tình. Dạ dạ dạ, Diệp Quân Lâm cùng Vương Đằng làm sao có thể so sánh cùng nhau. Lý Văn Uyên cùng Triệu Nhã Lan cười nói. Tiêu Thắm còn muốn nói gì nữa, lại bị Diệp Quân Lâm kéo lại. Cảnh thân mật của hai người dưới bàn, vừa vặn bị Vương Đằng Phi thấy được. Vương Đằng Phi tức giận đến mức cắn răng, nắm quả đấm thật chặt. Hắn bình tĩnh lại rồi cười nói, chú Triệu, dì Tiêu ngày mốt là nghỉ thức bắt đầu gia nhập trại huấn luyện của bộ đặc chủng. Nếu như may mắn, còn có thể quen biết với thiếu tướng Kỳ Lân một chút. Nghỉ thức bắt đầu trại huấn luyện Kỳ Lân đúng là cho phép binh sĩ mang theo người nhà. Ban đầu Vương Đằng Phi muốn dẫn cha mẹ tham gia. Bây giờ lại muốn đem cơ hội này cho Triệu Học Thành cùng Tiêu Nhược Mai. Trước đó, cháu có biết tin lần này nghỉ thức mở đầu trại huấn luyện có cả Tổng Chỉ huy Địa chiến khu 9 là tướng quân Côn Luân tham gia. Cơ hội biết tướng quân Côn Luân không nhiều, nhưng nếu có thể thấy được tướng quân Côn Luân là điều vinh hạnh nhất đời này. Vương Đằng Phi rất là chờ mong. Từ lúc hắn tham gia quân ngũ, đã đem Côn Luân tương quân cũng ngũ đại chiến vương làm thần tượng là quân hồn. Có thể nhìn thấy những người này, chính là nguyện vọng lớn nhất của hắn. Bây giờ nguyện vọng đã gần được thực hiện, hắn thực sự rất kích động. Cái gì, thật sao, không chỉ có thể thấy thiếu tướng Kỳ Lân, còn có thể được gặp. Triệu Học Thành cùng Tiêu Nhược Mai kích động suýt chút nữa đứng lên. Đúng vậy, quy định mỗi vị binh sĩ có thể mà theo tối đa 3 người đến dự nghi thức mở đầu trại huấn luyện. Đến lúc đó Tiêu Thắm cũng có thể đi. Vương Đẳng Phi không quên nhìn Tiêu Thắm. Tốt, chúng ta quyết định vậy đi. Thật sự là quá tốt. Phải 1/1000 may mắn mới có thể biết được Côn Luân tướng quân sao. Về sau ở Tiêu gia tôi cũng có thể thẳng lưng mà đi. Tiêu Nhược Mai bắt đầu ảo tưởng cảnh tượng sau khi quen biết với Côn Luân tướng quân. Thực đáng ao ước, đừng nói là đời này, dù là kiếp sau chúng tôi cũng không có phúc phần đó. Lý Văn Uyên cùng Triệu Nhã Lan vô cùng hâm mộ. Bọn họ cũng muốn gặp nhân vật trong truyền thuyết kia. Lý Tử Nhiễm thì lại không có cảm giác gì. Tiêu Nhược Mai tỏ vẻ cao ngạo nói, Nhã Lan à, chuyện này chúng tôi cũng không có cách. Dù sao nghi thứ khai huấn không phải ai cũng có thể đi. Lúc này Diệp Quân Lâm đột nhiên cười nói, không phải chỉ là một nghi thức khai huấn thôi sao? Mọi người muốn tham gia thì cứ tham gia thôi. Không làm cho người khác kinh ngạc đến chết không được. Diệp Quân Lâm vừa rút lời, cả phòng yên tĩnh lại. Tất cả mọi người đều nhìn về phía anh. Ngay cả Lý Tử Nhiễm cũng nhíu chặt mày lại. Nhược điểm thuận miệng là nói của Diệp Quân Lâm thực sự không thay đổi được. Vương Đăng đột nhiên nở nụ cười, ha ha ha, anh nói gì cơ? Nghỉ thức khai huấn muốn tham gia thì tham gia, thật sự là ngạo mạn. Anh có biết không lần này tham gia trại huấn luyện là ai sao? Mỗi quân khu chọn ra 10 người ưu tú nhất. Anh cũng không là gì cả, anh cũng muốn tham gia. Diệp Quân Lâm cười cười, đúng vậy, có người mời tôi tham gia. Có thể nói nếu tôi không đồng ý, nghỉ thức khai huấn kia không thể tiến hành. Triệu Học Văn cùng Tiêu Nhược Mai sắc mặt thay đổi, tức giận trừng mắt Diệp Quân Lâm. Lý Văn Uyên cùng Triệu Nhã Lan khuôn mặt đều đen lại. Lý Tử Nhiễm cúi đầu, hận không có cái lỗ để chui vào. Anh càng ngày càng không kiểm soát được. Nghi thức khai huấn không có anh ấy không thể tiến hành sao? Đừng nói những người, cô không tin. Ngay cả Tiêu Thắm cũng cảm thấy Diệp Quân Lâm nói hơi quá rồi. Cô lúng túng thay Diệp Quân Lâm. Vương Đăng ha ha cười nói, thực sự rất ngạo mạn, còn có không có anh thì không tiến hành sao? Anh cho rằng anh là Côn Luân tướng quân hay là Kỳ Lân tướng quân a? Tiêu Nhược Mai uy nghiêm nhìn Triệu Nhã Lan nói, Nhã Lan! Văn Uyên gia phong nhà các người thật làm cho người khác hoang mang. Tôi thật sự lo lắng thay cho hai người. Lý Văn Uyên thực sự bị chọc giận muốn nỏ tung, ông giận dữ nói, tối hôm qua tôi dặn anh chuyện gì?
Tôi đã nói anh đừng nói bừa. Anh không xem lời nói của tôi ra gì sao? Sớm biết như vậy sẽ không đem theo anh, đỡ làm chuyện mất mặt. Triệu Nhã Lan hung hăng trợn mắt nhìn Diệp Quân Lâm. Diệp Quân Lâm cười lạnh nói, tùy mọi người thôi, tôi vẫn muốn tham gia nghi thức khai huấn. Phanh! Triệu Học Thành hung hăng vỗ xuống bàn, cả giận nói, Lý Văn Uyên con rể của ông chính là như vậy sao? Trong mắt có cũng không có trưởng bối là chúng tôi rồi sao? Tiêu Nhược Mai cũng rất tức giận, con rể của hai người tốt vậy, cơm này không ăn cũng được. Nhà các người địa vị cao, chúng tôi không với cao nổi. Đi, không ăn. Chẳng ai ngờ có kết quả như vậy. Tan rã trong không vui Lý Văn Uyên cùng Triệu Nhã Lan sợ hãi. Lúc đầu muốn qua cơ hội lần này, hoãn hòa một chút với nhà mẹ đẻ. Để anh chị giúp đỡ một cắt. Lại không ngờ mọi chuyện hết lần này đến lần khác lại bị Diệp Quân Lâm làm hỏng bọn họ lạnh mặt, như rơi vào hầm băng. Tiêu Thắm khuyên nhủ ba mẹ của con đừng để họ tức giận. Tối này là do chúng tôi sai, hôm nào chờ ba mẹ con bớt giận, chúng tôi sẽ tới xin lỗi. Hy vọng của bọn họ đều ký thác vào Tiêu Thắm được, giao cho cháu. Ánh mắt Tiêu Thắm phức tạp nhìn thoáng qua Diệp Quân Lâm. Vương Đằng dựa vào cửa, nhìn Diệp Quân Lâm cười lạnh nói, tôi hy vọng sau nghỉ thức khai huấn sẽ nhìn thấy anh. Khai huấn Vương Đằng phách lối rời đi. Chỉ còn lại mấy người Lý Văn Uyên hai mặt nhìn nhau. Triệu Nhã Lan bất đắc dĩ nói, Tiêu gia cùng Triệu gia cũng là đại tộc, gia phong rất nghiêm ngặt, không chấp nhận được chuyện như vậy đâu. Không tức giận mới là lạt. Lý Văn Uyên nhìn chòng chọc vào Diệp Quân Lâm, tức giận quát, tôi thật hận không thể đánh chết anh. Que nhồ. Lý Văn Uyên một cái tát quăng qua đây. Lý Tử Nhiễm chặn lại. Nếu không đã đánh vào mặt Diệp Quân Lâm. Ba mẹ được rồi, cũng không phải chuyện gì lớn lao, chờ thêm hai ngày rồi xin lỗi cậu mợ là được rồi. Lý Tử Nhiễm khuyên. Chuyện này không phải chuyện lớn sao? Do nó, trước mặt người nhà mẹ đẻ của mẹ, mặt mũi đều vứt đi. Diệp Quân Lâm có phải anh muốn bức chết chúng tôi mới cam tâm? Triệu Nhã Nan chỉ vào mũi Diệp Quân Lâm hỏi. Diệp Quân Lâm bát đắc dĩ nói, ba mẹ, con thật sự muốn tham gia nghỉ thức khai huấn. Đây không phải là vấn đề tham gia hay không, mà anh để chúng tôi mất âm uy, làm chúng tôi đắc tội với người ta. Anh có tham gia được thì sao? Anh vẫn là một phế vật như cũ đó thôi. Lý Văn Uyên tức giận nói. Triệu Nhã Lan càng bị chọc tức, anh có thể tham gia, bởi vì anh vô tình gặp được Côn Luân tướng quân, anh đi tất nhiên bọn họ để cho anh đi vào. Thế thì sao? Bọn họ vẫn mãi mãi không phải là chỗ dựa cho anh chỉ là lợi dụng thời cơ mà thôi. Lý Tử Nhiễm kịp thời mang theo Diệp Quân Lâm rời đi. Tiếp tục như vậy nữa, ba mẹ sẽ buộc bọn họ ly hôn. Cho đến buổi chiều ngày thứ hai, Tiêu Thắm gọi điện thoại tới nói cho Lý Văn Uyên, nói ba mẹ cô đã bớt giận, cũng chấp nhận lời xin lỗi của bọn họ, đến lúc đó phải đặc biệt mang theo Diệp Quân Lâm xin lỗi trước mặt mọi người. Nhưng mà phải tham gia xong nghỉ thức khai huấn thì nói tiếp. Lý Văn Uyên ra lệnh cho Diệp Quân Lâm, phải đi theo bọn họ đến trước mặt Tiêu Nhược Mai cùng Triệu Học Thành xin lỗi, nếu không thì phải ly hôn với Lý Tử Nhiễm. Diệp Quân Lâm cũng đồng ý. Ngày thứ hai, chính là ngày diễn ra nghỉ thức khai huấn bộ đội đặc chủng Kỳ Lân. Thật sự từ rất sớm Kỳ Lân đã muốn đón Diệp Quân Lâm đến. Diệp Quân Lâm chào hỏi ba người nhà Lý Văn Uyên một tiếng, còn hỏi muốn đến tham gia nghỉ thức khai huấn cùng anh không? Kết quả bị mắng một trận. Ngay cả Lý Tử Nhiễm cũng hung hăng nói vài cây, không nên làm phiền cô làm việc. Một bên khác, quân khu cử xe tới đón Vương Đằng. Một nhà ba người Tiêu Thắm cùng lên xe. Mọi người trong nhà Tiêu Nhược Mai cảm thấy ngồi xe của quân khu rất hưng phấn. Binh sĩ lái xe cười nói, Vương Đằng huynh đệ các người quá may mắn. Lúc này không chỉ có là ngũ đại chiến vương, thiếu tướng Kỳ Lân tự mình đặc biệt huấn luyện các người. Ngay cả Côn Luân tướng quân cũng muốn gặp các người, phát biểu trước mặt mọi người. Tâm của Vương Đằng sớm bay về phía quân khu, chờ mong nhìn thấy thần của hắn, Côn Luân tướng quân. Đúng vậy, tôi không ngờ chuyện tốt như vậy lại rơi xuống đầu tôi. Vương Đằng ngượng ngùng mỉm cười. Đó là vì cậu rất ưu tú, nếu không cũng sẽ không được chọn. Tiêu Nhược Mai cười nói. Binh sĩ lái xe gật đầu, cũng đúng. Đặc huấn doanh tiêu chuẩn chính là tinh anh trong tỉnh anh. Nghe vậy, Vương Đằng thẳng người, trong lòng vô cùng vui vẻ. Anh ta nhìn về phía Tiêu Thắm, thì lại thất vọng rồi. Tiêu Thắm cũng không như anh ta nghĩ,
sẽ có vẻ mặt sùng bái nhìn anh. Tiêu Thắm rất bình tĩnh. Sau đó không lâu, xe cộ tiến vào khu quản lý quân sự. Đi tiếp một tiếng, rốt cục đến trụ sở huấn luyện Kỳ Lân. Khắp nơi đều là binh sĩ được trang bị đạn thật súng thật. Làm người ta chấn động. Tới tham gia đặc huấn doanh sĩ binh cùng người nhà được an bài ở một chỗ trên đất trống. Lần này đặc huấn doanh tổng cộng có 100 người, mọi người hưng phấn mở mịt nhìn bốn phía. Giống như một tân binh. Bên cạnh đã có người nhắc nhở, bớt nói. Những người ở đây không thể trêu vào. Đúng vậy, những lão binh mà chúng ta đã gặp đều là lần đầu tiên đặc huấn, bọn họ đã là bộ đội đặc chủng. Nghe được lời nhắc nhở, bộ dạng không ai bì kịp của Vương Đẳng cụp lại. Mấy người Tiêu Nhược Mai càng sợ hãi. Nhưng mà bọn họ rất hưng phấn. Bởi vì xuất nhập nơi này hoặc là bộ đội đặc chủng, hoặc là quân đội lão làng. Chỉ cần kết giao vài người, cũng đủ rồi. Đến đây, người nhà tới đây, còn binh lính thì theo tôi. Cuối cùng, mọi người chia làm hai tổ, binh lính nhao nhao ngồi xổm trước mặt. Những người nhà thì có ghế, ngồi ở phía sau. Nhìn các vị thượng tá đại tá phía trước kia, Tiêu Nhược Mai cùng Triệu Học Hành rất phấn khích nhưng đột nhiên nghĩ đến chuyện gì. Tiêu Nhược Mai bắt đầu tìm kiếm xung quanh trong đám người. Ước chừng thăm dò một vòng, Tiêu Nhược Mai chỉ cười lạnh nói, Diệp Quân Lâm thực sự làm người ta cười chết mắt, không phải hắn muốn tới sao? Người đâu, tôi không thấy. Một tên phế vật nói mà em cũng tin, tối hôm qua tôi coi như chỉ là chuyện đùa. Triệu Học Thành cười lạnh nói, Tiêu Thắm cũng tìm Diệp Quân Lâm. Cô cảm giác Diệp Quân Lâm có thể tới, nhưng lại không thấy người. Trước mặt, Vương Đằng đã tìm kiếm xung quanh, căn bản không thấy Diệp Quân Lâm. Trong lòng hắn trào phúng, Diệp Quân Lâm đâu? Một tên phế vật, chỉ biết mạnh miệng. Mọi người im lặng một chút, Thiếu tướng Kỳ Lân sẽ tới ngay. Đại tá ở phía trước vung tay lên, mọi người lập tức an tĩnh lại, nín thở tập trung cùng đợi. Sau đó không lâu một chiếc xe địa hình quân dụng đi đến. Binh sĩ đứng gác nhìn thấy đều cúi chào. Mọi người đều nhìn về phía chiếc xe địa hình ở giữa sân. Trong đám người dần ồn ào náo động đứng lên, tướng quân Côn Luân tới. Tiêu Nhược Mai cùng Triệu Học Thành chăm chú nhìn chằm chằm chiếc xe quân dụng. Cửa xe mở ra, một nam tử trẻ tuổi mặc quân phục tướng quân đi xuống. Trên vai có một sao, là thiếu tướng. Chính là thiếu tướng Kỳ Lân. Binh lính sau khi nhìn thấy, đều lộ ra vẻ cuồng nhiệt dùng bái. Những người thân khi nhìn thấy đều hít khí lạnh, vẻ mặt hoảng sợ. Thiếu tướng lại trẻ tuổi như vậy. Mọi người vẫn còn chăm chú nhìn chằm chằm xe quân dụng địa hình kia, bởi vì mọi người cho rằng, kế tiếp nhất định là tướng quân Côn Luân. Chỉ là để cho bọn họ thất vọng rồi. Bên trong xe tuy còn người ngồi, nhưng không xuống. Thiếu tướng Kỳ đi tới phía trước, hướng về phía mọi người nói, đầu tiên hoan nghênh mọi người tới tham gia nghi thức khai huấn, thứ hai. Tôi muốn nói rõ một vấn đề, tướng quân Côn Luân đang ở bên trong xe. Nhưng quân đội có điều lệ bảo mật, không phải thành viên quan đội không thể trực tiếp thấy tướng quân Côn Luân. Chắc chắn mọi người đều biết điều lệ bảo mật của quân đội. Nhưng không được nhìn thấy chiến thần Côn Luân thì ít nhiều cũng có sự nuối tiếc. Ngay cả sắc mặt Vương Đằng cũng thay đổi. Kế tiếp Kỳ Lân Thiểu Tương nói, nhưng mà, sau đó tướng quân Côn Luân sẽ gặp mặt các binh lính tham gia đặc huấn. Nghe vậy, trong mắt Vương Đẳng toát ra thần sắc cuồng nhiệt. Rốt cục có thể nhìn thấy chiến thần trong lòng. Những người nhà tham gia rất tiếc nuối, không cam lòng nhìn vào xe, cố gắng mở to mắt, muốn nhìn thấy dáng dấp tướng quân Côn Luân. Tiêu Nhược Mai cùng Triệu Học Thành cố gắng nhìn về phía trong xe. Tiêu Nhược Mai thậm chí đeo kính. Tiêu Thắm cũng tò mò nhìn. Đột nhiên, sắc mặt Tiêu Thắm thay đổi, theo bản năng cô nói, sao giống anh dễ vậy nhỉ? Vẻ mặt Tiêu Nhược Mai vô cùng kinh ngạc, con cũng thấy. Mẹ thấy người trong xe giống như Diệp Quân Lâm An. Tôi nhìn xem L. Triệu Học Thành đeo mắt kiếng lên, cố gắng nhìn. Thật sự rất giống. Ba người nhìn đi nhìn lại, rồi lại nhìn nhau. Trong đầu mọi người xuất hiện một suy nghĩ, Diệp Quân Lâm chẳng lẽ chính là tướng quân Côn Luân. Nhưng suy nghĩ này rất nhanh bị phủ nhận. Bởi vì nghĩ thế nào thì Diệp Quân Lâm cũng không có khả năng là tướng quân Côn Luân. Nếu hắn là tướng quân Côn Luân, vợ chồng Lý Văn Uyên còn chen chúc trong căn nhà 100 mét bé tí kia sao? Lý Văn Uyên vẫn sẽ lái xe hay vồ sao? Mọi người nói xem nếu tướng quân Côn Luân tới trại lính, chẳng lẽ không mặc quân trang sao?
Triệu Học Thành đột nhiên hỏi. Khẳng định phải có quân trang, đây là nghi thức trọng yếu. Tiêu Thắm cùng Tiêu Nhược Mai thoải mái. Thoạt nhìn thì rất giống, nhưng Diệp Quân Lâm không thể nào là tướng quân Côn Luân. Đúng lúc này, người trong xe mở cửa đi xuống. Chính là Thanh Long cả người quân phục. Kỳ Lân thấy thế, gật đầu với Thanh Long. Đây mới là tướng quân Côn Luân. Mọi người điên cuồng nhìn sang. Khi mọi người nhìn thấy cảnh này lại suy đoán, có thể để cho Kỳ Lân đang nói chuyện mà phải gật đầu hỏi thăm chỉ có tướng quân Côn Luân. Thật tình họ không biết Thanh Long là đại ca của Kỳ Lân, hắn chỉ là chào hỏi bình thường. Cộng thêm Thanh Long ở trong xe đi ra, không nhìn thấy cấp hàm của hắn, mọi người cho rằng hắn là tướng quân Côn Luân. Tôi đã nói rồi, Diệp Quân Lâm sao có thể là tướng quân Côn Luân? Tôi thỏa mãn rồi, rốt cục thấy được phong thái của tướng quân Côn Luân. Hai người Tiêu Nhược Mai hưng phấn vô cùng. Mọi người cảm thấy ngày hôm nay đã được nhìn thấy tướng quân Côn Luân rồi. Thật tình ra họ không biết Diệp Quân Lâm muốn hút thuốc, Thanh Long cố ý xuống mở cửa xe cho khói tan. Nghi thức khai huần rất nhanh kết thúc. Người nhà phải rời đi, trước khi rời đi, Tiêu Nhược Mai cùng Triệu Học Thành như ước nguyện quen biết Kỳ Lân đương nhiên là theo ý muốn của Diệp Quân Lâm. Để Kỳ Lân tìm Tiêu Thắm. Bọn họ lại cho rằng đã kết bạn với thiếu tướng Kỳ Lân. Rất là thỏa mãn. Sau khi người nhà đã về, binh lính đặc huấn được tụ họp lại một chỗ. Đám người Vương Đẳng rất kích động. Bởi vì sau đó sẽ được nhìn thấy tướng quân Côn Luân rồi. Lúc này, trong xe Việt Dã Diệp Quân Lâm đi ra. Anh cùng Thanh Long đi qua đây. Bởi vì trong hàng ngũ, Vương Đẳng đứng phía sau, cho nên tầm nhìn không tốt. Nhãn thần liếc xéo, chỉ có thể nhìn sơ qua. Gì, người kia rất giống dáng người Diệp Quân Lâm a. Vương Đẳng cau mày, kinh ngạc nói. Rất nhanh, Diệp Quân Lâm cùng Thanh Long đứng trước mặt đội ngũ. Khi mọi người nhìn quân hàm Thanh Long, liền hiểu, vị này cũng không phải là tướng quân Côn Luân. Tướng quân Côn Luân là người đàn ông mặc thường phục bên cạnh. Kỳ Lân chạy chậm đến trước mặt Diệp Quân Lâm, cúi chào nói, báo cáo tướng quân. Bộ đội đặc chủng trại huấn luyện hoàn tất tập kết, xin chỉ thị. Hành động này của Kỳ Lân chứng minh rõ ràng nhất Diệp Quân Lâm chính là tướng quân Côn Luân. Diệp Quân Lâm lên tiếng nói, nghỉ. Hết thảy binh sĩ đều làm động tác đều nhịp. Mỗi người thở hồn hển, nhìn gần tướng quân Côn Luân gần trong gang tá. Xê ngay Vương Đằng ở hàng sau cũng thấy rõ ràng khuôn mặt Diệp Quân Lâm sau, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Hắn lại chính là tướng quân Côn Luân. Lần nữa xác nhận, không có siêu Diệp Quân Lâm chính là tướng quân Côn Luân. Trách không được hắn nói nghi thức khai huấn hắn muốn tham gia thì tham gia. Trách không được hắn nói nghi thức khai huấn không có hắn không được tiến hành. Vương Đằng khí huyết sôi trào, trong cổ họng có vị ngọt, lại sợ đến muốn hộc máu. Hắn nhìn Diệp Quân Lâm, ánh mắt Diệp Quân Lâm cũng nhìn hắn, khóe miệng cười trúng chím nhìn chăm chú vào hắn. Nhìn thấy Diệp Quân Lâm đang nhìn chính mình, Vương Đằng cũng không chịu nổi. Phù phù, hai mắt tối sầm, trực tiếp té trên mặt đất, hôn mê. Giờ khắc này, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Tất cả mọi người rất kích động, nhưng không tới mức này a. Sắc mặt Diệp Quân Lâm thay đổi, lạnh lùng nói, đây là binh sĩ từ đâu tới? Thân thể kém như vậy sao? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Vương Đăng đại đội quân khu trinh sát tỉnh Kim Lăng. Lập tức có người nói. Kỳ Lân tức giận nói, thể chất như thế này sao lại qua được tuyển chọn? Đưa trở về cho tôi. Sau đó, Diệp Quân Lâm nói vài câu, đại biểu cho đặc huấn doanh chính thức bắt đầu. Đến buổi tối khi Diệp Quân Lâm trở về, mấy người Lý Văn Uyên đã tới tìm anh rồi. Nói cho anh biết hai người Tiêu Nhược Mai vì tâm tình tốt, đêm nay chấp nhận lời xin lỗi. Được, tôi đi. Diệp Quân Lâm đáp ứng, đồng thời cùng Lý Tử Nhiễm đặt tiệc tối ở nhà hàng Hoàng gia. Sau đó không lâu, cả nhà Tiêu Thắm cũng tới rồi. Hôm nay Tiêu Nhược Mai cùng Triệu Học Thành vẻ mặt rạng rỡ, ý cười nồng đậm. Giống như ăn mật. Nhìn thấy vợ chồng Lý Văn Uyên cũng vô cùng khách khí. Chuyện gì làm anh chị vui vẻ như thế? Nói ra để chúng tôi vui cùng chứ. Lý Văn Uyên cùng Triệu Nhã Lan nghỉ ngờ nói. Tiêu Nhược Mai vẻ mặt đắc ý, nụ cười sán lạn, nhờ có Vương Đẳng, ngày hôm nay chúng ta đi tham gia nghi thức khai huấn, không chỉ có kết với thiếu tướng Kỳ Lân, còn thấy được tướng quân Côn Luân. Tiêu Thắm gật đầu,
ý nói chuyện này là thật. Thật vậy sao, kết bạn với tướng quân Kỳ Lân. Lý Văn Uyên hết sức kích động. Ông cũng từng mơ mộng được kết bạn với những người như thế. Triệu Học Thành vẻ mặt hưng phấn, còn không phải sao, tướng quân Kỳ Lân biết chúng tôi, chủ động nói Tiêu Thắm giống em gái của ngài. Cái gì, tướng quân Kỳ Lân biết mọi người, trời ạ. Lý Văn Uyên cùng Triệu Nhã Lan nhìn nhau hoảng sợ. Tiêu Nhược Mai giải thích, bọn họ có tài liệu của Vương Đằng cùng chúng tôi, biết chúng tôi. Chắc là cảm thấy chúng tôi có tư cách kết bạn với ngài, nếu không. Sao lại thế chủ động tìm chúng tôi? Triệu Học Thành gật đầu, đúng, chúng ta đều có tư cách cùng bối cảnh. Tướng quân Kỳ Lân còn nói có khó khăn có thể tìm ngài. Vợ chồng Lý Văn Uyên hâm mộ đến chảy nước miếng. Nễ tình ngày hôm nay tâm tình tốt, em gái à, về sau nhà các người có chuyện gì, cứ việc tìm tôi. Triệu Học Thành nói. Cảm ơn anh trêu, cảm ơn anh trêu. Lý Văn Uyên cùng Triệu Nhã Lan vội vàng nói cảm ơn. Bọn họ đang chờ đợi một câu này. Ánh mắt Triệu Học Thành nhìn đến Diệp Quân Lâm, nhưng mà, trước mắt cậu ta phải xin lỗi. Đúng rồi, xin lỗi. Không xin lỗi, chúng tôi sẽ mặc kệ nhà các người. Tiêu Nhược Mai thái độ kiên quyết. Tiêu Thắm vẻ mặt khó xử, nhỏ giọng nói Diệp Quân Lâm nói, anh dễ đừng để bụng. Không chỉ có vợ chồng Lý Văn Uyên phu phụ, ngay cả Lý Tử Nhiễm đều thúc giục, mau xin lỗi cậu mợ. Cậu mợ ngày hôm qua tôi sai, không nên chống đối mọi người. Diệp Quân Lâm nói xin lỗi. Quên đi, tâm tình tốt, tha thứ cho cậu. Tiêu Nhược Mai phất tay một cái. Triệu Học Thành cũng là đột nhiên hỏi, được rồi, không phải cậu nói hôm nay cậu cũng tham gia nghi thức khai huấn sao? Sao chúng tôi không thấy cậu? Tiêu Nhược Mai cũng hài hước nhìn hắn. Bọn họ ngược lại muốn nhìn xem Diệp Quân Lâm nói thế nào. Tôi đã đi, chỉ là mọi người không có tư cách nhìn thấy tôi mà thôi. Diệp Quân Lâm ăn ngay nói thật. Nhưng những lời này làm cho Triệu Học Thành cùng Tiêu Nhược Mai tức muốn nổ tung. Bọn họ trừng mắt nhìn Diệp Quân Lâm, hận không thể giết anh. Vợ chồng Lý Văn Uyên càng sợ choáng váng. Thật vất vả quan hệ mới hòa hoãn, cũng bởi vì câu nói của Diệp Quân Lâm mà phá hủy. Lý Tử Nhiễm cũng bối rối. Không ngờ Diệp Quân Lâm còn có thể nói lời như vậy. Vương Đằng đại đội quân khu trinh sát tỉnh Kim Lăng giữa lúc Triệu Học Thành cùng Tiêu Nhược Mai nổi giận. Phòng ăn ở khách sạn mở ra, di động hai người cùng reo tới báo, Triệu tiên sinh, Tiêu phu nhân việc lớn không tốt rồi, Vương Đằng công tử bị quân khu Tô Hàng trả lại rồi. Nói thân thể cậu ấy quá kém không có tư cách tham gia trại huấn luyện. Đội ngũ đã đem ra rồi. Vừa mới nghe tin này, sắc mặt của hai người đều trở nên khó coi. Chuyện gì kia? Vóc dáng quá xấu, thể chất yếu kém, không đủ tư cách tham gia trại huấn luyện, đều thật sao? Đôi mắt của hai người mở to, lộ ra vẻ khó tin. Họ thực sự không tin những gì mình đang nghe. Bọn họ biết rất rõ thực lực của Vương Đẳng, cậu ta rất giỏi. Làm sao có thể bị loại được kia chứ? Sau cố gắng của hai người, cánh cửa phòng cuối cùng cũng được mở ra. Hai người khiêng một chiếc cáng đi vào, nằm bên trên không ai khác chính là Vương Đằng. Có cả người từ quân khu đi cùng, đưa anh ta trở về. Thật sự là bị trả về sao? Chuyện gì đã xảy ra với Vương Đằng thế? Tiêu Nhược Mai vội vàng lại gần, cất tiếng hỏi. Nhưng khi Vương Đằng chuẩn bị nói, anh ta đã nhìn thấy Diệp Quân Lâm đứng ở cách đó không xa. Anh ta còn chưa nói hết câu, đã sợ đến mức một lần nữa ngất đi. Người lính từ quân khu được cử tới chịu trách nhiệm đưa Vương Đẳng trở về liền cười chế nhạo, nhìn xem. Cậu ta ngất xỉu 8 lần một ngày. Làm sao cậu ta có thể được giữ lại với thể lực như thế được? Thực ra, tất cả mọi người trong quân khu cũng đều thắc mắc, rốt cuộc vì sao cậu ta lại yêu đuôi đến vậy? Hề nhắc đến tướng quân Côn Luân, cậu ta lại ngất xỉu. Lần này, còn chưa nhắc tới mấy chữ tướng quân Côn Luân, cậu ta đã ngất rồi. Tiêu Nhược Mai cũng rất lo lắng. Nhìn người đại diện quân khu rồi trực tiếp hỏi, đồng chí, tôi hỏi chút, vậy Vương Đằng còn có cơ hội tham gia trại huấn luyện đặc biệt nữa không? Đương nhiên là không rồi. Cậu ta ngất xỉu ngay trước mặt tướng quân Côn Luân, thực sự đã xúc phạm đến uy nghiêm của ngài ấy. Thiếu tướng Thanh Long rất tức giận, đừng nói là quay lại trại huấn luyện, e rằng cả tương lai sau này của cậu ta có lẽ cũng chẳng còn chút hy vọng nào. Đại diện quân khu tiếc nuối nói. Như vậy. Đúng là chẳng giữ thể diện cho tướng quân Côn Luân chút nào. Cậu ta cũng thật to gan, một người lên tiếng chế nhạo.
Tiêu Nhược Mai và Triệu Học Thành vừa nghe thấy chuyện này, lập tức đổ mồ hôi lạnh, vô cùng lo lắng cho số phận của Vương Đằng. Xúc phạm tướng quân Côn Luân. Đừng nói đến hai người bọn họ, ngay cả hai gia đình họ Tiêu Diệp Quân Lâm đang đứng trước mặt anh, nhưng lời nói cũng đã tới môi rồi, vậy mà không thể thốt ra được. Những điều lệ quân đội bảo mật thế nào vẫn còn hiện rõ trong đầu anh ta. Nếu anh ta dám tiết lộ về danh tính thực sự của tướng quân Côn Luân, cũng chính là đã làm lộ bí mật quân sự, mức độ phạm tội cực kỳ nghiêm trọng. Thấy phản ứng lạ của Vương Đằng, cả Tiêu Nhược Mai và Triệu Học Thành cũng một ý tưởng nảy ra trong đầu họ, không phải Diệp Quân Lâm chính là tướng quân Côn Luân đấy chứ. Bởi vì quả thực, họ đã nhìn thấy một người rất giống Diệp Quân Lâm trong xe. Nghĩ vậy, ai nấy đều căng thẳng nhìn Vương Đằng, đợi chờ anh ta tiếp tục nói. Nhưng cuối cùng, câu trả lời mà họ nhận được từ Vương Đằng lại chỉ là, tướng quân Côn Luân. Ngài ấy, là thần tượng của cháu, thực sự thể chất và tinh thần của cháu cũng không được tốt, khi thấy ngài ấy, vì quá hồi hộp mà ngất đi. Điều này cũng khiến cháu vô cùng xấu hổ. Tiêu Nhược Mai hít một hơi dài, cảm thấy bớt một mối lo ngại, ò, ra vậy. Dì còn đang sợ hãi, tự nghĩ ra rằng Diệp Quân Lâm chính là tướng quân Côn Luân. Không sao, cứ nghỉ ngơi cho tốt đi, không tham gia trại huấn luyện đặc biệt nữa. Tiêu Nhược Mai an ủi Vương Đằng. Triệu Học Thành liếc mắt nhìn Diệp Quân Lâm, hỏi Vương Đằng, vậy, Diệp Quân Lâm kia, cháu có thấy hắn ta ở trại huấn luyện hay không? Có thấy, Vương Đằng liếc nhìn Diệp Quân Lâm với vẻ mặt phức tạp, sau đó trả lời. Cái gì, cậu thực sự tới đó? Tiêu Nhược Mai lại cảm thấy không thể tin được, cau mày nói với Diệp Quân Lâm. Dì, chú, hai người đưa cháu về phòng được không? Cháu thực sự cần được nghỉ ngơi. Vương Đằng nói, giọng khổ sở. Có Diệp Quân Lâm ở đây, Vương Đằng cũng không dám ở lại lâu. Tôi không ăn nữa, chúng tôi về trước đây. Tiêu Nhược Mai nói. Lý Văn Uyên và Triệu Nhã Lan thấy vậy liền lo lắng hỏi, anh chị, vậy hai người có tha thứ cho chúng em không? Có, tha thứ, Triệu Học Thành lạnh lùng đáp, sau đó ông ta còn nói thêm, nhân tiện, sắp tới, hai người cũng có thể tới dự sinh nhật của lão phu nhân. Câu này vừa được nói ra, Triệu Nhã Lan liền vui mừng ra mặt. Lần đầu tiên sau hơn 20 năm, bà cuối cùng cũng được trở về nhà để dự sinh nhật mẹ. Lý Văn Uyên nghe thấy được tha thứ, lại còn được tới dự sinh nhật mẹ vợ, cũng vô cùng hào hứng, chúng em biết rồi. Chúng em nhất định sẽ có mặt. Một thời gian nữa, dự án của Lý Tử Nhiễm sẽ đi vào ổn định, lúc đó cô cũng có thể tới dự bữa tiệc sinh nhật này. Tiêu Nhược Mai và Triệu Học Thành vừa rời đi, Triệu Nhã Lan tâm trạng rất tốt liền quay sang nhìn Diệp Quân Lâm, được rồi, lần này tôi sẽ không động chạm gì tới cậu nữa. Lý Văn Uyên nhìn Triệu Nhã Lan, biết rằng bà đang vui, cũng mở miệng nịnh nọt. Bà xã, vậy tối nay anh có thể ra ngoài uống vài ly với mấy tên bạn được không? Được rồi, ông đi đi, cầm lấy thẻ ngân hàng, nhớ đừng đánh bạc là được. Triệu Nhã Lan đưa cho Lý Văn Uyên một chiếc thẻ ngân hàng. Diệp Quân Lâm nghe thấy bà nói vậy cũng không có gì ngạc nhiên, trước đây anh cũng biết Lý Văn Uyên vốn là một con nghiện cờ bạc, cũng đã từng thua rất nhiều tiền. Triệu Nhã Lan đã từng phải trả gần 200 vạn tệ tiền thua bạc cho ông ta. Sau đó, Lý Văn Uyên gần như bị Triệu Nhã Lan cấm túc, hạn chế tất cả các hoạt động giải trí bên ngoài, thậm chí còn không được phép đi uống rượu cùng bạn bè. Đam mỹ hay! Hôm nay, vì được gia đình tha thứ, tâm trạng của Triệu Nhã Lan hiển nhiên rất vui vẻ, nên mới hào phóng đồng ý để Lý Văn Uyên ra ngoài. Lý Văn Uyên vội vàng cầm lấy tấm thẻ, phấn khích nói cười như một đứa trẻ, bà xã, đừng lo. Rất lâu rồi tôi không còn động vào mấy thứ hại người đó. Nhìn thấy Lý Văn Uyên hào hứng như vậy, Triệu Nhã Lan cũng không tỏ rõ thái độ, chỉ nghiêm khắc nhìn theo bóng ông đi về phía cửa. Vậy là bốn người bọn họ đã tách ra. Lý Văn Uyên đi chơi cùng mấy người bạn, chỉ sau vài chai rượu, tất cả đã say sưa. Vương Chí Quốc khoác vai Lý Văn Uyên, cười nói, gần đây tại thành phố Tô Hàng này có mở một sòng bạc ngầm, anh có muốn thử vận may không? Lý Văn Uyên lập tức lắc đầu, không, tôi đã hứa với vợ rồi. Tôi sẽ không bao giờ dính vào cỏ bạc nữa. Vương Chí Quốc cũng không vì thế mà bỏ qua, tiếp tục rủ dê, không sao đâu. Chúng ta chỉ chơi vài ván thử vận may thôi mà, đâu có nghiện ngập gì. Chúng ta cũng không mang theo nhiều tiền, có thua cũng không ảnh hưởng gì cả. Rồi chưa đợi Lý Văn Uyên kịp phản ứng, ông ta lại nói thêm, anh nghĩ xem, chúng ta không chơi nhiều tiền, chỉ vài ngàn tệ để thử vận may thôi mà,
thua thì đã sao chứ? Anh biết ông Trương ở khu phố Đông Sơn không? Ông ta mang có 3.000 tệ đến sòng bạc mới đó, đêm qua đã thắng về gần 80 vạn tệ. Vậy sao? Thật ghen tị, tôi cũng chưa bao giờ thắng được nhiều đến thế. Nói đông nói tây một hồi, cuối cùng cũng có thể làm Lý Văn Uyên động lòng. Được rồi, tôi đi cùng với anh. Nhưng tôi nói trước, tôi dù thế nào cũng sẽ chỉ lấy ra nhiều nhất là 5.000 tệ thôi. Lý Văn Uyên nói. Được, được chứ. Nói xong, họ đồng loạt đứng lên. Một đám người bá vai bá cổ, tiền về sòng bạc ngầm dưới lòng đất. Sau khi tới đó, Lý Văn Uyên liền trở nên rất phấn khích, khuôn mặt như thể bừng sáng rực rỡ. Trên tầng 2 của sòng bạc, một người đàn ông mặc quần áo sang trọng cầm ly rượu vang trong tay. Nhìn những con bạc điên cuồng bên dưới, anh ta nở nụ cười lạnh nhạt, Lý Văn Uyên đến rồi phải không? Cậu chủ, ông ta vừa mới tới, ở ngay kia. Người đàn ông đứng bên cạnh kính cẩn nói. Thì ra hai người này là Tiêu Thiên Long và Hoa Thiên Hải. Ánh mắt Tiêu Thiên Long rơi vào Lý Văn Uyên đang mải mê đánh bạc, hắn chế nhạo nói, tôi đang nghĩ cách đối phó với ông, cuối cùng ông cũng tự mình dẫn sát tới. Hoa Thiên Hải mặt có chút ngớ ngắn, chậm chạp nói, vậy phải làm sao với ông ta bây giờ? Còn phải hỏi sao, đương nhiên là để lão phải thua rồi, để ông ta mất tất cả đi, để nhà họ Lý không thể trả nổi. Tôi sẽ dùng món nợ cò bạc này để giết chết Diệp Quân Lâm. Tiêu Thiên Long nói, vẻ điên cuồng hẳn lên trong ánh mắt hắn ta. Hoa Thiên Hải cũng hiểu ý, mỉm cười gật đầu, cậu chủ, tôi hiểu rồi, việc này tôi sẽ lập tức thu xếp. Đảm bảo sau này, chỉ cần nghe thấy hai chữ cờ bạc, Lý Văn Uyên sẽ lập tức ngất xỉu. Lúc này, Lý Văn Uyên hoàn toàn không biết, đợi chờ ông là một mối nguy hiểm không thể lường trước. Ông đang chơi rất vui vẻ. Cũng đã thắng nhiều trận liên tiếp, tính ra chắc cũng phải tới 100.000 tệ rồi. Sau 10 ván liên tiếp được nếm mùi vị chiến thắng, Lý Văn Uyên cũng đã thắng được tới tiền triệu. Vương Chí Quốc đứng bên cạnh, cùng những người khác vỗ tay rào rào. Ông Lý, ông thật là may mắn. Tiếp tục chơi đi, hôm nay vận may đã mở cửa cho ông rồi. Chơi lớn đi, tối nay nhất định ông sẽ là bá chủ ở đây. Các con bạc lúc này đều trong trạng thái điên cuồng hưng phán. Lý Văn Uyên thấy vậy cũng càng thêm tự tin, dường như có thể nắm chắc phần thắng hàng chục triệu trong tối hôm nay. Nửa đêm, Lý Tử Nhiễm và Diệp Quân Lâm bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại di động không ngừng réo rắt. Người gọi tới là Triệu Nhã Lan. Lý Tử Nhiễm lập tức tỉnh táo khi nghe điện thoại. Cái gì, trời ơi, sắc mặt Lý Tử Nhiễm liền trở nên tối sầm lại, lập tức làm rơi điện thoại xuống đất. Diệp Quân Lâm thấy vậy cũng vô cùng lo lắng. Sốt sắng hỏi cô, có chuyện gì thế? Lý Tử Nhiễm cố gắng lấy lại bình tĩnh, gần giọng nói, bố đi đánh bạc, chơi gian bị phát hiện, bây giờ phải trả họ 300 triệu, không có tiền trả, liền bị họ giữ lại. Cái gì, 300 triệu, làm sao lại mất nhiều như vậy? Diệp Quân Lâm cau mày, anh cảm thấy nhất định có vấn đề bất thường. Dường như Lý Văn Uyên đã bị gài bẫy. Ông ấy đang ở đâu? Diệp Quân Lâm lại hỏi. Lý Tử Nhiễm run rẩy trả lời, em không biết, chúng ta tới gặp mẹ trước. Khi Diệp Quân Lâm và Lý Tử Nhiễm tới, chỉ thấy Triệu Nhã Lan đang khóc nức nở. Bà vừa khóc vừa đưa địa chỉ cho Diệp Quân Lâm, anh liền lái xe điên cuồng với hai người phụ nữ trên xe, lao ra ngoài. Khi anh tới sóng bạc ngầm, chỉ thấy nó khá bản thỉu, mù mịt, khiến người ta cảm thấy khó thở. Một số tên đầu gấu cường tráng lập tức đi tới khi thấy sự xuất hiện của đám người Diệp Quân Lâm. Hét lớn, các người là ai? Diệp Quân Lâm không hề vòng vo, nói thẳng vào vấn đề, tôi đến tìm Lý Văn Uyên. À, ra là người nhà của lão già đó. Đến chuộc người phải không? Đi theo ta. Đám côn đồ nói xong liền cười hình hịch, dẫn Diệp Quân Lâm lên tầng 2. Diệp Quân Lâm nhân cơ hội liền hỏi, chuyện gì đã xảy ra với ông ấy vậy? Ông ta chơi bài gian lận, thắng được tới 1 triệu tệ thì bị phát hiện. Không trả được 300 triệu tệ, theo quy định sẽ bị chặt ngón tay. Đám côn đồ cười lạnh, bước nhanh lên tầng, vẻ rất khoái chí. Triệu Nhã Lan và Lý Tử Nhiễm tái mặt vì sợ hãi. Trong căn phòng lớn trên tầng 2, hàng chục người đang có mặt tại đó, dáng vẻ rất hung hãn, trong tay đều lăm lăm vũ khí. Mùi máu tanh xông thẳng vào mũi, vô cùng khó chịu. Trên mặt đất có một người đang nằm, toàn thân co quắp, co giật nhẹ, be bét máu. Bốp! Văn Uyên! Vừa nhận ra người nằm đó là Lý Văn Uyên,
Lý Tử Nhiễm và Triệu Nhã Lan vội vàng lao tới. Về phần Diệp Quân Lâm, thấy Lý Văn Uyên bị đánh ra tới nông nỗi này, anh vô cùng tức giận, mặt tràn đầy sát khí. Cứu tôi, mau cứu tôi với, Lý Văn Uyên vội vàng hét lên khi thấy gia đình mình. Ông ta vô cùng bất ngờ, nhưng cũng cảm thấy có chút may mắn. Ngay lập tức, hàng chục tên côn đồ bao vây Diệp Quân Lâm và những người khác. Trước mặt họ, đang ngồi trên ghế sofa là một người đàn ông mặc áo sơ mi hoa, quanh cổ đeo dây chuyền bằng vàng, vẻ mặt rất hung dữ. Anh ta nhổ màu thuốc trong miệng xuống đất, dùng chân dẫm lên như đang cố dẫm chết một con kiến. Sau đó, anh ta lẳng lặng ngắng đầu nhìn lên, ánh mắt xoáy vào Diệp Quân Lâm, anh là người nhà của Lý Văn Uyên. Đúng vậy, ông ấy là bố vợ của tôi. Diệp Quân Lâm đưa mắt nhìn người đàn ông, mạnh mẽ trả lời. Tự giới thiệu với anh, tôi là chủ của sòng bạc này, Vương Lão Bát. Không rõ anh đã từng nghe qua hay chưa nhưng nói chung cũng có chút tiếng tăm. Vương Lão Bát chỉ vào Lý Văn Uyên, lạnh nhạt nói, bố vợ anh thiếu của chúng tôi 300 triệu, sau đó chỉ trả lại được 1 triệu. Theo quy định của sòng bạc chúng tôi, chỉ cần anh giao 300 triệu và chịu chặt đứt 10 ngón tay, sẽ coi như không có gì xảy ra nữa. Bằng không thì, ha ha, ông ta chết chắc rồi. Nếu không tin, mấy người các anh cứ đi về đi. Vương Lão Bát chỉ vào Diệp Quân Lâm, lớn tiếng đe dọa. Lý Tử Nhiễm và Triệu Nhã Lan dùng mình vì sợ hãi, mặt cắt không còn một giọt máu. Lý Văn Uyên lại càng sợ hãi hơn, sợ rằng sẽ tiếp tục bị đánh, nép vào vòng tay của Triệu Nhã Lan, thân thể không ngừng run tẩy. Diệp Quân Lâm đưa mắt nhìn xung quanh, chế nhạo, tôi thấy anh nói có điểm không đúng. Nhìn sòng bạc của anh, tôi không nghĩ sòng bạc của anh như một nơi có thể thua 300 triệu. Hừ, đó là bởi vì ba vợ ngươi quá ham, thắng được 10 triệu lại muốn thắng 100 triệu, vậy bây giờ thua còn có thể trách ai được đây? Nhưng quan trọng nhất chính là, ông ta phá luật, chơi gian, ai có thể chấp nhận được? Vương Lão Bát vừa nói vừa vẫy tay, mấy người Vương Chí Quốc lập tức được đưa tới. Mấy anh mau nói cho những người ở đây biết, những gì tôi vừa nói có phải là sự thật không? Vương Lão Bát cười nhạt, lên tiếng hỏi. Vương Chí Quốc và những người khác ngay lập tức trả lời, đúng, đúng vậy. Khi anh ấy thắng được 1 triệu, chúng tôi đã thuyết phục anh ấy dừng lại. Kết quả là, anh ấy không những không nghe, còn mắng chúng tôi. Anh ấy gặp may, nhanh chóng thắng được tới 10 triệu. Nhưng vấn đề là, anh ấy lại muốn 100 triệu. Ai mà tin nổi vận may có thể biến mất nhanh như vậy. Cũng do anh ấy quá tham lam, đành phải chịu thôi. Chết tiệt, tại sao tôi lại có những người bạn đáng khinh như vậy? Lý Văn Uyên sững sờ, kinh ngạc nhìn những tên bạn đáng chết của mình. Bọn mày gài tao, bọn mày đưa tao vào chồng. Lý Văn Uyên tức giận hét lên. Vương Chí Quốc trừng mắt nhìn ông ta, chúng tôi ép buộc anh à. Tất cả đều là anh tự nguyện mà. Từ đầu đến cuối, chúng tôi có ép buộc anh chút nào không? Sao lại nói chúng tôi gài bẫy anh? Lý Văn Uyên nghe vậy, chỉ có thể im lặng. Mọi việc, từ đầu đến cuối, đều là ông tự nguộc. Không một ai ép buộc ông. Chỉ trách ông ta tham lam. Lý Tử Nhiễm cũng nhận ra rõ ràng sự việc này đã được sắp đặt từ trước. Cô thì thầm với Diệp Quân Lâm, chúng ta có nên gọi cảnh sát không? Không được đâu, sẽ còn rắc rối hơn nếu chúng ta gọi cảnh sát. Cũng không thể đảm bảo họ sẽ đến kịp thời. Diệp Quân Lâm tiến về phía cô, ghé sát nói. Vương Lão Bát nghe thấy cuộc nói chuyện giữa hai người. Mỉm cười chế nhạo, gọi cảnh sát ư. Ha ha, số tiền ông ta thiếu nợ, đều có giấy trắng mực đen viết rõ ràng. Chúng tôi cũng nắm trong tay rất nhiều giấy tờ thế chấp khác nhau của ông ta. Tất cả đều hợp pháp, cứ coi như mấy người gọi được cảnh sát tới đây, nhưng lúc đó tòa án sẽ thu hồi toàn bộ tài sản và nhà cửa của gia đình họ Lý để thế chấp. Mọi người hoàn toàn sững sờ, đưa mắt nhìn Lý Văn Uyên một cách khó hiểu. Lý Văn Uyên sợ hãi, lặng lẽ gật đầu. Ông ta thực sự đã giao nộp giấy chứng nhận bất động sản, chứng từ liên quan đến công việc kinh doanh của công ty cho đám người này. Ông muốn cầm cố giấy tờ để có thể vay thêm tiền. Kết quả là, ông liên tiếp thua cuộc, cuối cùng cần phải trả tới 300 triệu nhân dân tệ. Đừng nói với ba, nếu ba biết tôi thế chấp toàn bộ tài sản nhà họ Lý, ba sẽ giết tôi mất. Lý Văn Uyên hốt hoảng, lập tức nói. Vương Lão Bát liếc mắt về phía mấy người Diệp Quân Lâm, nói với vẻ chế giễu. Mấy người cứ lựa chọn đi, gọi cảnh sát, hay bất cứ cách nào các người nghĩ ra. Lý Tử Nhiễm hoàn toàn chết lặng.
Diệp Quân Lâm cũng không thể giấu được nét u ám trên khuôn mặt. Anh hiểu rằng đối phương đang nhắm vào họ, vì vậy anh đã nghĩ tới một kế hoạch để có thể giải quyết mọi thứ một cách tự nhiên. Thế nào, đã nghĩ xong chưa? Vương Lão Bát hỏi. Lý Tử Nhiễm liền trả lời, thôi, chúng tôi không gọi cảnh sát, chúng tôi sẽ thu xếp tiền trả cho các ông. Nhưng chúng tôi không thể kiếm đủ 300 triệu tệ một lúc. Ông có thể trì hoãn cho chúng tôi vài ngày được không? Được, không sao, Vương Lão Bát giễu cợt, tôi không sợ mấy người bỏ chạy. Nếu như không tìm được các người, tôi sẽ trực tiếp nói chuyện với Lý Thiên Hạo. Nhưng còn ba tôi, các ông sẽ không cắt ngón tay của ông ấy chứ? Lý Tử Nhiễm lo lắng hỏi. Thôi được, vậy tôi cho cô chút đặc ân. Cô có thể đưa ông ta đi, nhưng nếu tôi không nhận được tiền trong vòng một ngày, thì đương nhiên tôi sẽ tìm tới tận nơi để chặt đứt một ngón tay của ông ta, còn nếu hai ngày. Vương Lão Bát hả hê cười lớn. Được rồi, chúng tôi hứa. Lý Tử Nhiễm lạnh lùng đáp. Cuối cùng, Lý Văn Uyên cũng được vợ và các con đưa đi, nhanh chóng rời khỏi đây. Bốn người vừa ra khỏi cửa, Triệu Nhã Lan đã lo lắng kêu lên, làm sao đây? 300 triệu, tìm ở đâu ra được? Đưa ba về cũng chỉ là kế hoãn binh thôi, chúng ta không có cách nào tốt hơn ngoài việc trả tiền. Lý Tử Nhiễm thở dài. Lý Văn Uyên lúc này vẫn chưa hết sợ hãi, thấy Diệp Quân Lâm đang cười, liền tức giận nói, cậu cười cái gì vậy? Mau tìm cách đi chứ. Cậu thật vô dụng, nếu tôi có con dễ tốt, chuyện này sẽ giải quyết trong phút chốc. Còn cậu, chỉ là một sự lãng phí mà thôi. Hôm nay cậu thật sự không được tích sự gì. Khi nghe điều này, Diệp Quân Lâm đã vô cùng sửng sốt, nhìn Lý Văn Uyên bằng ánh mắt hoài nghi. Rõ ràng là ông ta làm mất tiền, vì sao lại là lỗi của anh chứ? Lý Tử Nhiễm cũng tức giận, lập tức nói, ba nói gì thế? Tất cả là do ba gây ra, anh ấy đâu có lỗi gì. Sao lại không có lỗi chứ? Nếu là Diệp Quân Lâm lúc trước, không phải sẽ lập tức lấy ra 300 triệu hay sao? Bây giờ thì đến ba tệ cũng không có. Lý Văn Uyên hung hăng nhìn chằm chằm Diệp Quân Lâm, cậu không phải cũng có chút năng lực à? Nghe nói còn biết cả tướng quân Côn Luân, anh ta nhất định có thể giúp giải quyết chuyện này. Tôi nói cho cậu biết, nếu cậu không giải quyết được chuyện này, cậu sẽ phải ly hôn với Tử Nhiễm. Tôi, Lý Văn Uyên, nhất định nói là làm. Lý Văn Uyên trong khi tức giận vì sự bất lực của bản thân, đã trút toàn bộ phẫn nộ lên Diệp Quân Lâm. Triệu Nhã Lan trừng mắt nhìn ông ta, ông nói bậy bạ gì đó. Bây giờ chúng ta phải đi vay tiền trước. Đi về thôi. Cùng lúc đó, sau khi đám người Diệp Quân Lâm vừa rời đi, Vương Lão Bát lập tức bấm điện thoại. Người bên kia vừa nghe máy, Vương Lão Bát đã xung xoe nói, cậu chủ, mọi chuyện anh giao, tôi đã giải quyết xong rồi. Chậc, tốt lắm. Mấy tiếng nữa, ông trực tiếp tới gặp Lý Thiên Hạo đi. Giọng nói ở đầu bên kia lạnh lùng cắt lên. Sau khi trở về nhà, Lý Văn Uyên nói với vợ, bây giờ chỉ có anh cả và chị dâu của bà có thể giúp chúng ta thôi. Phải vay tiền ngay khi họ chưa kịp rời đi. Đã là nửa đêm rồi, còn định khiến họ tức giận hay sao? Ngày mai tôi sẽ thử xem sao. Triệu Nhã Lan nhìn Lý Văn Uyên bằng ánh mắt dữ dội. Lý Tử Nhiễm ủ rũ nói. Vậy rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với ba thế? Lý Văn Uyên ngồi xuống, chậm chậm thuật lại toàn bộ sự việc. Ông ta lúc đầu gặp may mắn, thắng mấy chục ván liên tiếp, thắng đến mấy chục triệu. Vì muốn nhân lúc may mắn kiếm thêm đôi chút, cuối cùng lại phải nhận thất bại cay đắng. Bây giờ tôi mới phát hiện, tên khốn nạn Vương Chí Quốc đó, chắc chắn hắn ta đã tính toán từ trước. Lý Văn Uyên mắng nhiếc. Lý Tử Nhiễm cũng gật đầu, đương nhiên đã có tính toán. Diệp Quân Lâm tiến lại gần, nói, có hai giải pháp lúc này, thứ nhất là trả lại tiền. Thứ hai, Pahia tìm ra kẻ đã đứng sau gài bẫy bố và giải quyết vấn đề tận gốc. Cá nhân còn đề nghị thực hiện cách thứ hai, thay vì trả tiền thì phải tìm hiểu nguyên nhân. Lý Văn Uyên hung hăng trừng mắt nhìn anh, cậu đang có ý sao? Bọn chúng đã nói, chậm một ngày chặt một ngón tay của tôi. Cậu bây giờ không muốn trả tiền, mà muốn tìm ra sự thật ư? Đợi cậu tìm được sự thật, thì tôi thậm chí chẳng còn nổi một ngón tay nào. Triệu Nhã Lan chưa hết khó chịu, tức giận nói, được rồi, trước tiên mấy người đừng cãi nhau nữa. Đợi trời sáng, sẽ đến nhà anh chị dâu vay tiền. Diệp Quân Lâm nghe xong cũng lặng lẽ rời đi. Lý Tử Nhiễm thì cho rằng cách trả tiền không thực an toàn, cô muốn nghĩ một cách khác, vì vậy cũng khẽ thở dài rồi đi ra khỏi phòng.
Gần sáng, toàn bộ nhà họ Lý vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ. Với một tiếng vang bất ngờ, cánh cửa bị nổ tung. Hàng chục người đàn ông lực lưỡng, xăm trổ đầy mình, hung hãn từ ngoài xông vào. Họ đến thẳng phòng khách của nhà họ Lý. Lý Thiên Hạo và những người khác thấy có điều bất thường liền vội vàng chạy đến, nhìn thấy đám người này lập tức vô cùng sợ hãi. Mấy người là ai? Đang làm gì vậy? Đây là nhà riêng, các người đừng có gây chuyện ở đây. Lý Thiên Hạo chỉ tay vào những kẻ vừa xông vào, mắng. Vương Lão Bát không nói một câu, chỉ ném tờ giấy nợ cho ông. Lý Thiên Hạo vội vàng cầm lấy, sau khi đọc xong thì sắc mặt lập tức tối sầm. Cái gì? Lý Văn Uyên nợ 300 triệu nhân dân tệ, lấy tài sản doanh nghiệp nhà họ Lý cùng toàn bộ bất động sản làm tài sản thế chấp. Lý Thiên Hạo liền thấy hoa mắt, sau đó gần như ngất đi. Vương Lão Bát cười hả hê, cha, hiện tại tất cả tài sản nhà họ Lý của ông đều thế chấp cho tôi, bao gồm cả căn nhà lớn này. Lý Văn Uyên đã thế chấp giấy chứng nhận bất động sản và các giấy tờ khác cho công ty cho chúng tôi. Mọi thủ tục chính thức và pháp lý đã được thực hiện. Nghe thấy vậy, Lý Thiên Hạo lập tức đi tìm những giấy tờ thế chấp này. Hóa ra tất cả đã bị đánh cắp. Tối hôm qua Lý Văn Uyên bí mật tới đây. Hóa ra là để ăn cắp tài liệu. Lý Văn Hải tức giận nói. Bây giờ, giấy chứng nhận bất động sản, cũng như các giấy tờ tài sản khác nhau của xí nghiệp nhà họ Lý đều thuộc về tôi. Ông có thể nhanh chóng trả lại tiền, nếu ông không trả lại, chúng tôi sẽ sớm lấy nhà và công ty của ông. Tòa án sẽ tới làm việc. Vương Lão Bát cười khinh bỉ nói. Lý Thiên Hạo nghe vậy chỉ có thể im lặng, vì ông không thể làm gì khác. Trên giấy tờ có chữ ký hợp lệ cậu Lý Văn Uyên, con trai ông. Lý Văn Uyên, tên tiểu tử khốn khiếp này, Lý Thiên Hạo tức giận quát lên một tiếng, thực sự sắp nôn ra máu. Ông cố gắng trả lại tiền trong vòng một ngày, nếu không hậu quả thế nào ông biết rồi đấy. Vương Lão Bát chế nhạo rồi bỏ đi. Ông chủ là họ Lý tức đến phát điên, đi. Đi tìm Lý Văn Uyên. Trời còn chưa sáng hẳn, Lý Văn Uyên và Triệu Nhã Lan đang chuẩn bị đi ra ngoài. Bùm bùm bùm, có tiếng gõ cửa dữ dội. Sau khi Lý Văn Uyên mở cửa, một đám người xông vào, Lý Thiên Hạo đi đầu, vừa tới đã tát vào mặt Lý Văn Uyên. Đồ phá gia chỉ tử, mày đã làm gì? Lý Thiên Hạo tát Lý Văn Uyên mấy cái, không hề có ý định dừng lại. Bố, bố biết mọi chuyện rồi. Lý Văn Uyên vừa che mặt vừa ấp úng hỏi. Mới sáng sớm đã bị người ta kéo tới phá nhà, tao lại còn không biết sao. Lý Thiên Hạo thở hỗn hển nói. Lý Văn Phi không lộ vẻ giận dữ, chỉ ủ rũ hỏi, nói đi, có chuyện gì? Lý Văn Hải chế nhạo, tôi nghe nói anh đi đánh bạc thua người ta. Anh và con dê anh xem ra cũng rất hợp nhau đấy. Lý Thiên Hạo hung hăng nhìn Lý Văn Uyên, nếu hôm nay mày không giải thích được, tao sẽ tự tay chặt mày. Lý Văn Uyên liếc nhìn Diệp Quân Lâm và nói, tất cả đều do Diệp Quân Lâm gây ra. Cái gì, chuyện này thì có liên quan gì đến Diệp Quân Lâm? Lý Thiên Hạo ngạc nhiên hỏi. Lý Văn Uyên lập tức gật đầu, còn không phải sao? Diệp Quân Lâm đi đánh bạc thua, bọn họ định chém cậu ta. Là con trộm mấy thứ này để cứu cậu ta. Bây giờ nhà họ Lý tới tìm người, Lý Văn Uyên là người hiểu rõ nhất, nếu ông nói ra sự thật, ông ta sẽ bị đánh tới chết. Vì vậy, nhất định phải đổ lỗi cho Diệp Quân Lâm. Người nhà họ Lý bây giờ không tin những gì Lý Văn Uyên nói, tất cả mọi người đều nhìn về phía Triệu Nhã Lan. Triệu Nhã Lan nghiền răng nói, ông ấy nói đúng ạ. Là Diệp Quân Lâm, chồng con đã không đánh bạc 6 năm rồi. Là Diệp Quân Lâm muốn đi đánh bạc kiếm tiền. Bố, bố có nhớ số tiền chúng ta đã trả lúc trước không? Lý Thiên Hạo gật đầu. Đương nhiên tôi nhớ, chẳng lẽ tiền đánh bạc của Diệp Quân Lâm là từ 5 triệu đó sao? Triệu Nhã Lan gật đầu, đúng vậy, ông ấy đặt cược chứ không phải vay tiền. Không ngờ lần này lại thua tới 300 triệu. Lý Văn Hải giấy lên nghi ngờ, nhưng tôi muốn kiểm tra, có thực là tiền cậu ta mượn không? Triệu Nhã Lan liền hỏi lại, anh hai, anh cho rằng cậu ta có thể vay tiền không cần thế chấp sao? Lý Văn Hải thở phào nhẹ nhõm, tôi hiểu rồi. Đứa nhỏ này đã đánh bài ăn tiền. Ngân hàng chỉ cho vay tiền nếu nó có khả năng hoàn trả. Mọi người trong gia đình họ Lý đều tin lời Triệu Nhã Lan. Lý Văn Uyên bí mật đưa ngón tay cái lên cho vợ, ngưỡng mộ phản ứng quá nhanh của bà. Lý do này rất chuẩn, và đã có thể đổ được mọi tội lỗi cho Diệp Quân Lâm. Lý Văn Uyên nhân lúc này, liền đổ thêm dầu vào lửa,
mọi người cũng thấy đấy, bây giờ không thấy Diệp Quân Lâm nữa. Tên nhóc đó đã bỏ trốn rồi. Lý Thiên Hạo tức giận gầm lên, Diệp Quân Lâm tới số rồi, tên nhóc này, tôi phải giết nó. Đi, đi tìm Diệp Quân Lâm. Mọi người hùng hổ rời đi. Sau khi mọi người trong nhà họ Lý rời đi, Lý Văn Uyên hít một hơi thật sâu. Tạm thời an toàn. Hừ, bà xã, em thật thông minh. Lý Văn Uyên không quên khen ngợi vợ. Mau đi tìm anh chị dâu. Không mượn được tiền, phải chặt ngón tay anh đấy. Triệu Nhã Lan không để tâm lời nịnh nọt đó, khuôn mặt trắng bệch nhìn Lý Văn Uyên. Cả hai tức tốc đến khách sạn Marriott. Tiêu Nhược Mai hỏi, có việc gì mà đến tìm chúng tôi sớm như vậy? Anh hai, chị dâu, em có chuyện muốn nói. Bọn em có thể vay 300 triệu không? Gần đây cần chút vốn để làm ăn. Cũng không phải vấn đề lớn lắm phải không? Anh chị biết về các dự án của Tử Nhiễm chứ, cũng hơn 1 tỷ. Lý Văn Uyên và Triệu Nhã Lan không để mất thêm thời giờ, lập TWCCS đi thẳng vào vấn đề. Triệu Nhã Lan và Triệu Học Thành đưa mắt nhìn nhau. Cần phải thảo luận một chút. Sau nửa tiếng, cuối cùng cả hai cũng đồng ý cho vay 300 triệu. Chủ yếu là do các dự án của Lý Tử Nhiễm có vẻ đảm bảo. Tuyệt quá, Lý Văn Uyên vui mừng nói. Nhưng vào lúc này, điện thoại di động của Tiêu Nhược Mai đột nhiên vang lên. Đó là Tiêu Thiên Long. Tiêu Nhược Mai nghe máy, Thiên Long, có chuyện gì vậy? Dì, con muốn nói với dì một điều. Vẻ mặt của Tiêu Nhược Mai lập tức thay đổi khi nghe những gì Tiêu Thiên Long nói, cô liền nhìn Lý Văn Uyên một cách nghi ngờ. Được, dì hiểu rồi, không cho vay tiền là được. Sau khi cúp máy, Tiêu Nhược Mai tức giận nói, anh còn nói dối chúng tôi. Anh còn nói cần tiền làm ăn. Lý Văn Uyên, anh rõ ràng đã thua 300 triệu tiền đánh bạc. Triệu Học Thành nghe thấy vậy, ông ta cũng tức giận vô cùng, cút đi. Khi nào tự mình xóa được nợ thì hằng quay lại gặp bọn ta. Lý Văn Uyên và Triệu Nhã Lan cứ vậy mà bị thôi bay. Cả hai chết lặng, không nói được câu nào. Chẳng phải vừa rồi còn đồng ý cho mượn hay sao, chỉ sau một cuộc điện thoại đã thay đổi rồi. Tôi nên làm gì bây giờ? Lý Văn Uyên sợ đến vã mồ hôi. Cùng lúc đó, Lý Tử Nhiễm cũng đang cố gắng tìm cách nhưng tối đa cô cũng chỉ có thể kiếm được 50 triệu. Số tiền này thực ra cũng đã đầu tư vào dự án, nếu bị lấy lại, dự án có lẽ sẽ phải tạm dừng. Diệp Quân Lâm cũng đã bắt đầu điều tra về sự việc lần này. Rõ ràng, đây là một cái bẫy được dựng một cách rất hoàn hảo. Nhưng, chắc chắn phải có lỗ hổng ở đâu đó. Nếu gọi cảnh sát, sẽ dễ dàng điều tra chân tướng. Tuy nhiên, sau đó Lý Văn Uyên sẽ phải vào tù. Điều này sẽ khiến Lý Tử Nhiễm rất buồn. Đó là điều mà anh không hề muốn nhìn thấy. Thực tế thì, anh hoàn toàn có khả năng bỏ ra 300 triệu. Có điều, anh thực sự muốn tìm hiểu nguồn gốc của rắc rối này. Ai là người cố tình gây chuyện với gia đình anh? Sau cả ngày suy nghĩ tìm cách, bọn họ vẫn không kiếm được đồng nào. Lý Văn Uyên run lên vì sợ hãi khi nghĩ đến ngày mai ngón tay mình sẽ bị chặt. Vợ ơi, tôi phải làm sao đây? Bà mau nghĩ cách giải quyết đi. Tôi không thể để họ chặt ngón tay của tôi được. Lý Văn Uyên lo lắng hét lên. Triệu Nhã Lan cũng cau mày, bà suy nghĩ một chút rồi nói, nghe nói Tử Nhiễm sẽ liên hệ với các nhà đầu tư lớn để vay tiền, nhưng tôi sợ sẽ lâu hơn một chút, có thể sẽ mất vài ngày. Làm sao có thể chứ? Mất mấy ngày, là tôi sẽ bị mất hết ngón tay rồi. Lý Văn Uyên không ngừng toát mồ hôi. Vậy hay là tìm một người khác thay cho ông? Nghe vậy, hai mắt Lý Văn Uyên sáng lên, dữ tợn nói, ý bà là muốn đẩy Diệp Quân Lâm ra, để anh ta bị chặt ngón tay thay cho tôi. Vậy thì ông nghĩ còn có người khác sao? Dù sao thì ông cũng đã đổ mọi trách nhiệm cho Diệp Quân Lâm rồi. Triệu Nhã Lan trống rỗng nhìn về phía trước, giọng nói lạnh lùng. Lý Văn Uyên gật đầu tán thành, đúng vậy. Hắn chỉ là đồ rác rưởi, vô dụng. Cắt đứt ngón tay của hắn cũng đâu ảnh hưởng gì. Dù sao nó cũng đang ăn bám chúng ta. Đây chính là sự hy sinh mà nó phải chấp nhận để báo đáp chúng ta. Triệu Nhã Lan thở dài, vấn đề chỉ là Tử Nhiễm, nếu con bé biết, nó nhất định sẽ không đồng ý. Vậy thì hãy giữ bí mật trước, nói với nó rằng bên sòng bạc đồng ý cho chúng ta thêm vài ngày. Hãy lừa Diệp Quân Lâm qua đây và để cậu ta đi thay vì tôi. Lý Văn Uyên nói, nếu thế, ông cần phải gọi bố và những người khác đến và gây áp lực một chút cho Diệp Quân Lâm. Họ đã tìm Diệp Quân Lâm một ngày,
nhưng vẫn chưa tìm thấy. Triệu Nhã Lan lại nói. Sau khi Lý Tử Nhiễm nghe tin được hoãn lại vài ngày, cô cảm thấy nhẹ nhõm, tạm thời bình tĩnh tiếp tục nghĩ cách giải quyết. Lý Thiên Hạo biết được đã tìm thấy Diệp Quân Lâm, liền lập tức chạy tới. Sau đó, Lý Văn Uyên gọi lại cho Vương Lão Bát và hỏi liệu có thể dùng Diệp Quân Lâm để thay thế ông ấy không? Vương Lão Bát vui vẻ đồng ý. Sau khi cúp điện thoại, Vương Lão Bát gọi cho Tiêu Thiên Long. Cậu chủ, như cậu dự đoán, nhà họ Lý đã đưa Diệp Quân Lâm ra thay thế. Tốt lắm, từ từ tra tấn Diệp Quân Lâm, ngày mai gửi cho tôi đoạn video chặt ngón tay của hắn. Chỉ nghe thấy giọng nói lạnh lùng và điên cuồng của Tiêu Thiên Long qua điện thoại. Diệp Quân Lâm đang ngồi suy nghĩ thì Lý Văn Uyên gọi đến. Quân Lâm mau đến đây. Mọi chuyện đã xoay chuyển, trực tiếp tới sòng bạc. Sau khi cúp máy, Diệp Quân Lâm rất ngạc nhiên, tuy nhiên vẫn đi thẳng tới sòng bạc ngầm. Khi anh đến nơi, anh thấy Lý Thiên Hạo và mọi người đều ở đó. Vừa thấy anh, Lý Thiên Hạo cùng nhiều người lập tức lao tới, xô đẩy anh. Tên khốn này, đồ cầm thú, mất 300 triệu vì đánh bạc sao? Chết tiệt, muốn giết nhà họ Lý của chúng ta sao? Họ Lý sắp bị tiêu diệt trong tay ngươi. Ta thật muốn giết ngươi. Lúc này, Diệp Quân Lâm hoàn toàn sững sờ. Nhìn mọi người một cách khó tin, tại sao anh lại trở thành người đánh bạc? Nhìn thấy dáng vẻ không tự nhiên của Lý Văn Uyên và Triệu Nhã Lan cách đó không xa, anh lập tức hiểu ra. Họ đã đổ lỗi cho anh. Lý Thiên Hạo và những người khác không biết sự thật chắc chắn sẽ trút giận lên đầu anh. Lý Văn Uyên nhân cơ hội đi tới, tức giận nói, Diệp Quân Lâm, cậu tự mình lo liệu đi. Đúng vậy, chuyện này mày phải tự gánh chịu lấy. Lý Thiên Hạo và những người khác tức giận nói. Lý Văn Uyên kéo Diệp Quân Lâm sang một bên, nghiêm khắc nói, bây giờ cậu phải thay tôi tới gặp Vương Lão Bát. Nếu cậu không đi, tôi sẽ bắt cậu ly hôn với Tử Nhiễm. Trong tay tôi có cả hộ khẩu và giấy đăng ký kết hôn của cậu. Tôi nói được là làm được. Mau đồng ý đi, thiếu một ngón tay cũng không sao đâu. Lý Văn Uyên tiếp tục thì thào. Diệp Quân Lâm dùng mình ớn lạnh. Lúc này, anh chỉ có thể cảm thấy sự thờ ơ vô cảm của loài người. Vào thời khắc quan trọng, họ sẵn sàng đẩy anh ra chết thay. Nếu không phải vì Lý Tử Nhiễm, anh sẽ không thể ở trong gia đình này dù chỉ một chút. Sao còn chần chừ gì nữa? Để nó ra ngoài tự giải quyết mọi chuyện đi. Lý Thiên Hạo thúc giục. Lúc này, Vương Lão Bát cùng đám tay chân của ông ta đã tới, lập tức vây xung quanh Diệp Quân Lâm và những người nhà họ Lý. Ông ta đến rồi, Lý Văn Uyên khẽ nói. Rồi trước khi Diệp Quân Lâm kịp phản ứng, anh đã bị Lý Văn Uyên và Triệu Nhã Lan đẩy ra phía trước. Vương Lão Bát cười chế nhạo, Diệp Quân Lâm phải không? Mau đi thôi. Cứ như vậy, Diệp Quân Lâm đã bị người của Vương Lão Bát bắt đi. Lý Văn Uyên và Triệu Nhã Lan thở phào nhẹ nhõm, họ đã có thể an tâm. Nhanh lên, đừng làm liên lụy chúng tôi nữa, Lý Văn Uyên nói. Sau đó lập tức cùng vợ rời đi. Họ rất sợ Vương Lão Bát sẽ đổi ý mà quay lại. Sau khi rời khỏi sòng bạc ngầm, Lý Văn Uyên cau mày nói, không biết tôi có thể cứ thế mà đẩy mọi chuyện cho Diệp Quân Lâm không? Triệu Nhã Lan sắc mặt hơi thay đổi, ý của ông là chuyển khoản nợ 300 triệu cho Diệp Quân Lâm, chúng ta sẽ bắt cậu ta ly hôn với Tử Nhiễm, sau đó không còn liên quan gì nữa. Đúng, nếu thành công, chính là có thể dùng một mũi tên giết hai con chim. Chúng ta không cần trả nợ nữa, cũng có thể đá hắn ra khỏi nhà. Lời nói này quả thực không sai, nhưng không dễ dàng để thực hiện. Triệu Nhã Lan nói, nhưng còn chữ ký của ông, đẩy cho cậu ta thế nào đây? Đương nhiên phải tìm biện pháp. Trong sòng bạc, Diệp Quân Lâm được đưa đến một căn phòng nhỏ tối tăm. Vương Lão Bát ngồi trước mặt anh, xung quanh là những tên côn đồ cường tráng. Một nụ cười khát máu thoáng qua khóe miệng Vương Lão Bát, Diệp Quân Lâm. Cha vợ của anh đã đẩy anh ra, yêu cầu anh phải chặt ngón tay của mình thay cho ông ta. Anh đã sẵn sàng chưa? Vương Lão Bát nhặt lên một con dao dựa sắc bén, phát ra ánh sáng lạnh lùng. Bên cạnh còn có một người khác cầm máy ảnh để chụp. Đây là nhiệm vụ do Tiêu Thiên Long sắp xếp, để quay lại cảnh ngón tay của Diệp Quân Lâm bị chặt đứt. Đương nhiên là chưa, Diệp Quân Lâm đột ngột nói. Vương Lão Bát cười tâu toét, lộ ra một chiếc răng vàng, tại sao? Sợ à, ha ha. Diệp Quân Lâm không nói, chỉ lặng lẽ châm một điều thuốc. E hèm. Trong một giây tiếp theo, tất cả mọi người có mặt đều bị sặc,
lập tức ho liên tục. Vương lão bát chăm chú nhìn, không khỏi hỏi, người đang hút cái thứ quỷ gì? Khói nồng nặc như vậy. Một trong những tên côn đồ nói một cách không chắc chắn, tôi nghĩ đây là một loại thuốc lá đặc biệt dành riêng cho quân khu. Tôi có một tay bạn trong quân ngũ, hắn ta từng gửi cho tôi một điều, mùi thực sự kinh khủng. Khi nói đến loại thuốc lá đặc biệt do quân khu cung cấp, sắc mặt của mọi người đều lập tức thay đổi. Vương lão bát chế nhạo nói, mày đừng nói linh tinh nữa. Hắn ở trong hoàn cảnh này, còn có thể hút một điều thuốc của quân khu. Diệp Quân Lâm hít một hơi thuốc, liền nói, trước khi tôi hút xong điều thuốc này, hãy nói ai đã sai anh làm gài bẫy Lý Văn Uyên. Nếu không, e rằng anh sẽ rất khổ sở. Nghe đến đây, Vương lão bát và hàng chục tên côn đồ đều bật cười. Ngón tay của Diệp Quân Lâm sắp bị chặt, vậy mà vẫn còn đòi uy hiếp ngược lại bọn họ. Ai nấy đều nhìn Diệp Quân Lâm, cho rằng anh thật ngốc nghếch. Ai sẽ phải chịu khổ đây? Vương lão bát cười to, tên nhóc này, sợ quá hóa điên sao? Đừng lo lắng, không đau, chỉ một nhát là xong. Nhìn điếu thuốc lá đang cháy, Diệp Quân Lâm lạnh lùng nói, thời gian không còn bao lâu nữa, nếu anh không nói gì thì kết cục sẽ thảm hại lắm đấy. Vương lão bát và đám tay chân đương nhiên không tin những gì anh nói, tiếp tục chế nhạo, được rồi, để xem, mày có thể làm gì bọn tao sau khi hút thuốc xong. Những cặp mắt tò mò tỏ ra thích thú theo dõi Diệp Quân Lâm hút thuốc. Anh hút xong, ném tàn thuốc xuống đất, dùng chân dẫm lên. Diệp Quân Lâm ngắng đầu liếc nhìn Vương lão bát và những người khác, các anh sẽ sớm hối hận. Hối hận cái con mẹ mày, ta chặt tay của mày trước xem ai hối hận. Vương lão bát rất tức giận, bất ngờ giơ dao lên, chém mạnh xuống. Bùm! Nhưng đúng lúc này, cánh cửa của ngôi nhà nhỏ màu đen đột nhiên bị đập bay, phát ra tiếng động lớn, Vương lão bát sợ hãi dừng lại. Trong giây tiếp theo, những người đàn ông vạm vỡ với nhiều màu da khác nhau tuy nhiên đều mặc vest đồng nhất, lao vào từ bên ngoài. Họ cao trung bình hơn 1,9 mét, đứng sừng sững như những ngọn đồi. Những người này là James, một người lính đánh thuê và người của anh, do Diệp Quân Lâm mời tới. Hiện họ đang ẩn mình trong bóng tối, làm vệ sĩ cho Diệp Quân Lâm. Vừa rồi Diệp Quân Lâm để lại một tín hiệu, họ đã lập tức tìm thấy nơi này. Lập tức hành động. James vừa ra lệnh, những người lính đánh thuê này giống như những con hổ xuống núi, gầm lên và lao vào đối phương. Bùm! Rắc! Những tên côn đồ của sòng bạc tuy cũng là những tên có chút năng lực, tuy nhiên khi đem so với những người lính đánh thuê quanh năm sông pha trận mạc thì bọn họ đương nhiên không cùng đẳng cấp. Tất cả đã bị đánh bật xuống đất trong vòng chưa đầy một phút. James và anh em của anh đều là những cỗ máy giết chóc siêu hạng, những tên côn đồ sòng bạc bị đánh bê bết máu, nằm la liệt khắp phòng. Chỉ còn lại Vương lão bát đứng một mình, khuôn mặt tràn ngập hoang mang. Diệp Quân Lâm vô cảm nói, đánh đi. Bộp! James nắm lấy cổ Vương lão bát và giáng một cú đấm như trời giáng. Sau 7 hoặc 8 cú đấm liên tiếp, Vương lão bát không còn nhận thức, trực tiếp ngất xuống sàn. Những tiếng la hét khiếp đảm vang vọng trong gian phòng nhỏ lờ mờ sáng. Họ không thể ngờ rằng Diệp Quân Lâm lại có nhiều vệ sĩ đi theo bảo vệ như vậy. Họ lại càng không thể ngờ những người đàn ông này lại mạnh mẽ đến vậy. Sức chiến đấu thực sự khiến người khác hoảng sợ. Diệp Quân Lâm nhìn đám côn đồ đang dồn vào một chỗ, chế nhạo, tôi đã nói các anh sẽ phải chịu khổ mà. Mau khai ra ngay lập tức. Sau khi bị Lý Văn Uyên đẩy ra gánh tội, Diệp Quân Lâm lập tức hiểu ra rằng, thay vì âm thầm điều tra, thì cách tốt hơn chính là dùng bạo lực, ép bọn họ phải nói ra chân tướng. Vương lão bát kinh hãi, tôi không dám nói, nếu tôi nói ra thì thật sự tôi sẽ không còn đường sống nữa. Vậy thì đánh, đánh tiếp đến khi hắn ta chịu nói. Diệp Quân Lâm lạnh lùng ra lệnh. James và những người đi cùng đều là lính đánh thuê. Nghe lệnh, họ trở nên hung bạo hơn và lập tức tiếp tục thi hành màn đánh đập. Mãi cho đến khi đám thuộc hạ bị đánh đến không thể cử động được nữa, Vương lão bát mới vội vàng giơ tay, tôi nói. Tôi sẽ nói tất cả cho anh. James kéo ông ta tới chỗ Diệp Quân Lâm. Chính là, Hoa Thiên Hải của tập đoàn Quân Lâm bắt chúng tôi làm việc này. Chúng tôi, cũng đều là bị ép buộc mà thôi. Vương lão bát nói, ông ta đương nhiên vẫn không dám nói thẳng ra tên Tiêu Thiên Long. Nhưng vừa nghe tới Hoa Thiên Hải, Diệp Quân Lâm liền biết ngay Tiêu Thiên Long có liên quan. Diệp Quân Lâm liếc mắt nhìn chiếc máy ảnh trên mặt bàn, cười, anh ta còn yêu cầu anh chụp ảnh ngón tay tôi bị chặt phải không?
Phải, Vương lão bát sụt sừ gật đầu. Diệp Quân Lâm lập tức nhìn Dêm, anh ta ngay lập tức hiểu ý, liền giữ lấy Vương lão bát, đè ông ta xuống bàn, nắm lấy bàn tay của lão ta rồi từ từ nâng con dao sắc bên cạnh lên. Đám lính đánh thuê gần đó cũng đã cầm máy chụp ảnh. Không không, Vương lão bát nhận ra điều chẳng lành, điên cuồng hét lên. Không, tiếng kêu cuồng loạn của Vương lão bát vang lên đáng sợ. Xong xuôi, Diệp Quân Lâm yêu cầu Vương lão bát gửi video đi. Hoa Thiên Hải nhận được video, liền đưa nó ngay cho Tiêu Thiên Long. Ha ha ha, Diệp Quân Lâm sợ đến mức giọng nói cũng biến dạng. Hay lắm, không ngờ hắn ta lại nhát gan như vậy. Tiêu Thiên Long mỉm cười hạnh phúc. Thiên Hải, hãy gửi video ẩn danh cho tất cả mọi người trong nhà họ Lý, bao gồm cả Lý Tử Nhiễm. Tiêu Thiên Long ra lệnh. Ngay sau đó, mọi người trong gia đình nhà họ Lý đều nhận được một đoạn video. Nhìn thấy người trong video bị chặt đứt ngón tay một cách tàn nhẫn, cơ thể Lý Văn Uyên run lên, sắc mặt vô cùng khiếp đảm kinh khủng. Kinh khủng, may mà không phải tôi. Triệu Nhã Lan cũng rất sợ hãi. Họ thực sự đã làm việc đó. Lý Thiên Hạo cũng bị sốc vì đoạn video này. Cùng lúc đó, trong khi Lý Tử Nhiễm vẫn đang nghĩ cách giải quyết thì bất ngờ nhận được đoạn video này trong hộp thư của mình. Vừa mở video lên, cô ấy sợ hãi đến mức suýt ném điện thoại đi. Ba đã bị chặt ngón tay. Bố nói họ đồng ý cho thêm vài ngày chỉ là muốn an ủi mình thôi ư. Lý Tử Nhiễm ngay lập tức gọi cho Lý Văn Uyên và hỏi, ba bị sao vậy? Bố có sao không? Bố không sao, Lý Văn Uyên đáp. Vậy video đó, ai là người đã bị chặt mất ngón tay? Lý Tử Nhiễm nghi ngờ hỏi. À, chuyện này, Tử Nhiễm à, đó là Diệp Quân Lâm. Lý Văn Uyên ngập ngừng, ông ta hoàn toàn không muốn nói ra sự thật. Cái gì, Quân Lâm ư, vì sao lại thế? Sau khi biết sự thật, Lý Tử Nhiễm không thể ngừng khóc, tại sao lại là Diệp Quân Lâm? Triệu Nhã Lan giật lấy điện thoại, nói, con gái, chúng ta không thể làm được gì. Diệp Quân Lâm đã chủ động đi thay ba con. Làm sao lại có thể như vậy được? Sao hai người không nói với con? Ba mẹ chờ con sẽ trở về ngay. Lý Tử Nhiễm lo lắng khóc trong điện thoại. Không lâu sau, Lý Tử Nhiễm đã về tới nhà. Con gái, Diệp Quân Lâm không cho chúng ta nói. Triệu Nhã Lan vội vàng giải thích với Lý Tử Nhiễm. Lý Văn Uyên cũng nói, con gái, dù sao hắn gãy vài ngón tay cũng không sao cả, còn ta đây, bị cắt tay chỉ có chết thôi. Lý Tử Nhiễm không biết phải nói gì nên cô chỉ tiếp tục khóc. Con gái, mau kiếm tiền trả cho bọn họ. Diệp Quân Lâm chắc cũng không thể chịu thêm vài ngày nữa đâu. Triệu Nhã Lan nói. Lý Tử Nhiễm hét lên, nhưng mỗi ngày lại bị cắt thêm một ngón tay, ai có thể chịu được chứ? Vậy con có thể nhìn thấy bố con chịu khổ à? Ít ra Diệp Quân Lâm cũng còn trẻ, hắn vẫn có thể chịu đựng. Triệu Nhã Lan an ủi. Lý Tử Nhiễm nhìn chằm chằm vào hai người và hỏi, là bố mẹ ép anh ấy đi phải không? Không hề, là hắn ta tự nguyện. Bố mẹ không hề ép buộc hắn. Triệu Nhã Lan và Lý Văn Uyên đưa mắt nhìn nhau, sau đó cùng nói, con gái, sau khi trả được tiền để chuộc hắn ra, con và hắn hãy ly hôn đi. Lý Tử Nhiễm liền trở nên khó coi, không tin được những gì mình vừa nghe, cái gì. Ly hôn, ba, Diệp Quân Lâm là người vì con mà chịu đựng, bố mẹ lại muốn đuổi anh ấy đi sau khi đã hết tác dụng. Ba mẹ không phải những người như vậy, Lý Văn Uyên và Triệu Nhã Lan vội vàng nói. Mọi việc mà Diệp Quân Lâm làm, chúng ta đều nhớ rõ. Chúng ta cũng không phải kẻ vô ơn. Khi nào mọi chuyện được giải thuyết ổn thỏa, chúng ta sẽ bồi thường đủ tiền cho hắn. Hai người, Lý Tử Nhiễm run rẩy, không nói hết câu. Hôm nay, bố mẹ cô đã thực khiến cô thất vọng. Nhưng mà, con và Diệp Quân Lâm nhất định phải ly hôn. Hắn ta vốn dĩ không xứng với con, bây giờ hắn ta còn bị chặt mất mấy ngón tay, lại càng không xứng. Ta tuyệt đối không thể để con gái gả cho một tên què quặt như vậy. Lý Văn Uyên nói, thái độ rất chắc chắn. Lý Tử Nhiễm chết lặng. Bố mẹ cô quá tàn nhân với Diệp Quân Lâm, chỉ nghĩ tới lợi ích của bản thân mình. Tử Nhiễm, dù sao chuyện cũng đã xảy ra rồi. Nếu muốn Diệp Quân Lâm bớt đau khổ, thì chúng ta nên nhanh chóng trả tiền. Triệu Nhã Lan lại nói. Đúng lúc này, Lý Thiên Hạo đến. Có chút tiến triển rồi. Lý Thiên Hạo trông có vẻ phấn khích nói. Ba, ý của ba là sao? Lý Văn Uyên hỏi, có chút không hiểu bố mình đang nói chuyện gì.
Có người vừa đến thông báo với chúng ta rằng, người đó sẵn sàng giúp chúng ta trả lại tiền, nhưng có một điều kiện, đó là Tử Nhiễm phải tái hôn. Lý Thiên Hạo nói. Thật không bó, Lý Văn Uyên mừng rỡ hỏi. Lý Thiên Hạo nâng tắm ngân phiếu 300 triệu trong tay, người đó đã đưa ngân phiếu rồi. Bây giờ chỉ cần hỏi Tử Nhiễm một câu, con bé có chịu tái hôn hay không? Lý Tử Nhiễm đã cố gắng tìm kiếm cách giải quyết một thời gian nhưng không có kết quả. Hiện tại cô không thể kiếm được 300 triệu, đó là một con số quá lớn. Đừng do dự, nhanh chóng đồng ý đi. Lý Văn Uyên thúc giục, vấn đề bây giờ là thời gian. Triệu Nhã Lan cũng lập tức khuyên, con nhanh chóng đồng ý, lấy được tiền sớm, Diệp Quân Lâm sẽ sớm được tha, không phải chịu khổ nữa. Những lời này khiến Lý Tử Nhiễm run lên, tâm trí trần đầy những hình ảnh tàn nhẫn trong video. Cô sẽ làm điều này vì Diệp Quân Lâm. Được rồi, cháu hứa sẽ tái hôn. Lý Tử Nhiễm gật đầu đồng ý. Lý Thiên Hạo và Lý Văn Uyên lập tức thở phào nhẹ nhõm. Lý Thiên Hạo lấy một thẻ phòng đưa cho Lý Tử Nhiễm, nếu cháu đồng ý rồi, hãy đến khách sạn Sheraton tìm người đó. Chỉ cần cháu tới khách sạn, chúng ta lập tức có quyền sử dụng chỉ phiếu. Lý Tử Nhiễm hỏi, ông nội, người đó là ai? Lý Thiên Hạo đáp, ông cũng không biết, nhưng anh ta nhờ ông nhắn với cháu, anh ta là người từng theo đuổi cháu trước đây. Chỉ cần cháu kết hôn với anh ta sẽ đưa ngay chúng ta 300 triệu. Anh ta còn hứa nhà họ Lý sẽ không phải lo lắng gì. Lý Văn Uyên và Triệu Nhã Lan nhìn nhau, trong mắt họ đầy vẻ ngạc nhiên. Họ thực sự không ngờ lại có việc tốt như vậy. Không những Lý Tử Nhiễm có thể lập tức tái hôn, mà còn là tái hôn với một đại gia đích thức. Số tiền 300 triệu, đây thật sự là điều rất đáng mong chờ. Cháu mau đi đi, Vương Lão Bát đã thay đổi luật chơi rồi, chỉ cho chúng ta thêm một ngày thôi. Nếu cháu đến muộn, ông ta sẽ chặt hết tất cả các ngón tay của Diệp Quân Lâm. Lý Thiên Hạo thúc giục cô. Nghe thấy điều này, Lý Tử Nhiễm lập tức cầm thẻ khách sạn, lao ra ngoài. Tất cả những chuyện này đều do Tiêu Thiên Long sắp đặt. Anh ta đưa ra ngân phiếu 300 triệu. Đối với anh ta, chẳng có gì mất mát cả. Sau khi tấm ngân phiếu 300 triệu được giao cho Vương Lão Bát, nó đương nhiên sẽ trở về tay anh ta. Đó chính là, không tốn một xu nào, vừa có thể biến Diệp Quân Lâm thành tàn phế, vừa chiếm được Lý Tử Nhiễm. Quả là một phi vụ làm ăn lợi ích tuyệt đối. Mang theo cảm giác lo lắng, Lý Tử Nhiễm cuối cùng cũng đến khách sạn. Cô ấy biết điều này có nghĩa là gì, nhưng bây giờ mục đích chính là nhanh chóng trả lại tiền để Diệp Quân Lâm bớt đau khổ. Khi đến phòng Tổng thống được chỉ định, Lý Tử Nhiễm hít một hơi thật sâu và mở cửa bước vào. Một người đàn ông đứng trước khung cửa số lớn kiểu Pháp trong phòng khách. Nhìn từ đằng sau, Lý Tử Nhiễm cảm thấy người này rất quen. Khi anh ta vừa quay lại, Lý Tử Nhiễm lập tức choáng váng. Tiêu Thiên Long, hóa ra là anh. Lý Tử Nhiễm hỏi bằng giọng hốt hoảng. Tuy không biết người này là ai, nhưng cô không hề nghi ngờ Tiêu Thiên Long, vì đã 6 năm nay, anh ta không hề quấy rầy cô. Nếu anh ta vẫn còn muốn cô, nhẽ ra nên hành động từ lâu rồi mới đúng. Tiêu Thiên Long đeo kính gọng vàng, nhìn thấu tâm tư của Lý Tử Nhiễm, cười nói, trong lòng của cô, có phải đang thắc mắc vì sao 6 năm qua tôi không tìm cô? Lý Tử Nhiễm lập tức gật đầu. Thực ra, tôi đã không ngừng theo dõi cô suốt 6 năm qua. Tôi thực muốn xem cô có thể tồn tại được bao lâu. Không ngờ bạn thực sự có thể sống tốt được tới 6 năm. Tiêu Thiên Long chế nhạo. Lý Tử Nhiễm đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, liền nói, chính anh là người đã bày ra tất cả những chuyện này. Là anh gài bẫy ba tôi. Tiêu Thiên Long cười, làm sao có thể nói như vậy được. Không ai ép ông ta đánh bạc. Anh đúng là không biết xấu hổ. Lý Tử Nhiễm tức giận nói. Lý Tử Nhiễm, từ bỏ trái tim của mình đi. Cô và Diệp Quân Lâm nên nghĩ đến điều này khi hai người gặp tôi trong kiếp này. Tôi đã có thể tiêu diệt cô 6 năm trước, và bây giờ tôi vẫn có thể làm điều đó. Tiêu Thiên Long cười ghê rợn. Lý Tử Nhiễm như bị sét đánh, nhìn Tiêu Thiên Long hoài nghi, anh. Anh đã bắt đầu từ 6 năm trước. Tiêu Thiên Long cười nói, bằng không, cô cho rằng với thực lực của nhà họ Diệp, có thể hạ gục Diệp Quân Lâm ư. Nghe được điều này, Lý Tử Nhiễm gần như phát điên. Lý Tử Nhiễm, bây giờ tôi sẽ cho cô hai sự lựa chọn. Thứ nhất, nằm xuống giường, cởi đồ ra. Thứ hai, cô cứ thế rời đi, nhưng Diệp Quân Lâm sẽ rất khổ sở. Ngón tay của anh ta, đương nhiên sẽ bị chặt đứt.
cuối cùng, có lẽ sẽ là đẩy anh ta từ sân thượng xuống. Khóe miệng của Tiêu Thiên Long vẽ lên một nụ cười tàn nhẫn. Mục tiêu của anh ta đã sắp đạt được rồi. Hại Diệp Quân Lâm đến chết, khiến Lý Tử Nhiễm ngoan ngoãn tự nguyện lên giường. Lý Tử Nhiễm hoàn toàn choáng váng. Bây giờ cô đã hiểu, mọi thứ đều do Tiêu Thiên Long thiết kế. Cô ấy không còn sự lựa chọn nào khác. Cô chỉ có thể nghe lời Tiêu Thiên Long. Nếu không, Diệp Quân Lâm không chỉ phải chịu cảnh tàn tật cả đời, mà còn có thể bị mất mạng. Cùng lúc đó, sau khi Lý Tử Nhiễm có mặt tại khách sạn, Lý Thiên Hạo nhận được tin ông đã có thể sử dụng tấm ngân phiếu. Lý Văn Uyên lập tức đưa Lý Thiên Hạo tới sòng bạc ngầm. Vừa bước vào, cả hai đã lập tức choáng váng, bởi vì bọn họ đã nhìn thấy Diệp Quân Lâm đang từ tầng 2 bước xuống. Điều đáng chú ý nhất, đó là nhìn anh rất khỏe mạnh. Toàn thân anh rất sạch sẽ, không hề có lấy một vết máu. Hai người lập tức chú ý vào bàn tay của Diệp Quân Lâm. Tất cả đều nguyên vẹn, không thiếu một ngón nào. Trong video, họ đã thấy ngón tay của Diệp Quân Lâm bị chặt đứt. Trong khi họ vẫn còn ngây ngốc đứng nhìn, Diệp Quân Lâm đã bước tới trước mặt họ. Hai người đã đến rồi ư? Diệp Quân Lâm nhìn thấy tấm ngân phiếu, liền cầm lấy nó và xem xét một cách cẩn thận. Anh đã có một dự cảm không lành. Cậu không sao chứ? Không phải ngón tay của cậu đã bị chặt rồi sao? Lý Văn Uyên nhìn Diệp Quân Lâm một cách khó hiểu, ấp úng hỏi. Diệp Quân Lâm phớt lờ họ và đột nhiên lên giọng, tấm ngân phiếu này là thế nào? Cái này, Lý Văn Uyên do dự. Nói mau, Diệp Quân Lâm đột nhiên gầm lên. Một hơi thở cuồng bạo toát ra từ cơ thể anh, khiến Lý Văn Uyên cảm thấy hơi thở của mình như thắt lại. Cảm giác như cỗ đang bị một bàn tay to lớn nắm lấy. Điều đáng sợ nhất chính là đôi mắt của Diệp Quân Lâm. Lý Văn Uyên kinh hãi, liền nói, khách sạn Sheraton trên phố Vạn Thịnh. Lý Tử Nhiễm đã tới đó. Diệp Quân Lâm liền hỏi, đã bao lâu rồi? Có lẽ đã quá muộn. Lý Văn Uyên cúi đầu, không dám nói to. Lý Thiên Hạo bên cạnh cũng đồng tình, đúng vậy, cho dù cậu đi ngay bây giờ, dùng xe thể thao cũng không kịp nữa. Diệp Quân Lâm ném đống giấy tờ bất động sản xuống đất, đẩy hai người ra, vừa đi vừa bấm điện thoại cho Thanh Long. Tôi cần một chiếc trực thăng, ngay lập tức, mau đến đây. Giọng của Diệp Quân Lâm vô cùng lạnh lùng. Chưa đầy 5 phút sau khi anh rời sòng bạc, một chiếc trực thăng quân sự hạ cánh tại quảng trường. Tất cả những người qua đường đều chăm chú nhìn theo, tỏ vẻ sửng sốt và tò mò. Không quan tâm đến sự ngạc nhiên của những người có mặt tại đó, Diệp Quân Lâm lập tức lên trực thăng. Xe thể thao quá muộn, nhưng trực thăng thì không. Tôi muốn một bản vẽ cấu trúc của khách sạn Sheraton, Diệp Quân Lâm nói, sát khí lóe lên trong mắt anh. Trong phòng tổng thống của khách sạn Sheraton, Lý Tử Nhiễm vẫn kiên quyết chưa chịu khuất phục Tiêu Thiên Long. Lý Tử Nhiễm, cô trì hoãn thời gian cũng vô ích. Nếu cô chậm trễ một phút, Diệp Quân Lâm sẽ phải chịu đựng thêm một phút. Tiêu Thiên Long mỉm cười. Trên thực tế, Lý Tử Nhiễm hiểu điều này. Có điều, cô không thể vượt qua rào cản trong trái tim mình. Cô thậm chí muốn nhảy khỏi tòa nhà này ngay lập tức. Tiêu Thiên Long quay lưng về phía cửa sổ, nhìn Lý Tử Nhiễm. Thả lỏng đi, tôi sẽ không ép buộc cô. Tôi chờ cô nguyện ý leo lên giường của tôi. Nụ cười của Tiêu Thiên Long mở rộng trên khóe môi, giống như một ác quỷ. Bây giờ cô có muốn tôi cho cô xem video, xem Diệp Quân Lâm lúc này đã bị chặt mắt máy ngón tay không? Quả thực, Tiêu Thiên Long rất thành thạo trong chiến thuật tâm lý, phá hủy tâm lý phòng ngự của Lý Tử Nhiễm. Lý Tử Nhiễm nhìn Tiêu Thiên Long rồi gầm lên, anh đúng là một tên ác quỷ. Tiêu Thiên Long cười đến tàn nhẫn, cô không phải là người đầu tiên nói lời này với tôi. Người phụ nữ tôi từng qua lại và người đàn ông tôi giết đều gọi tôi là quỷ. Tôi không có gì ngạc nhiên nữa rồi. Tiêu Thiên Long từng bước tiến lại gần, Lý Tử Nhiễm kinh hãi nhìn anh ta, rồi từ từ lùi lại. Tại sao chứ, tên Diệp Quân Lâm tốt thế nào thì giờ cũng đã tàn phế rồi. Tiêu Thiên Long tôi vẫn còn kém hắn ta sao? Tiêu Thiên Long hỏi. Không, anh không bao giờ có thể so sánh với anh ấy. Lý Tử Nhiễm hét lên. Tiêu Thiên Long cười nhẹ một cách khinh bỉ, sau đó lấy điện thoại di động ra và nói, Thiên Hải, bảo Vương Lão Bát chặt hết tay chân của Diệp Quân Lâm đi. Nhớ quay lại và gửi video cho tôi. Nghe vậy, Lý Tử Nhiễm hoảng sợ hét lên, đừng. Tôi nghe lời anh là được phải không? Chỉ cần anh không làm hại anh ấy nữa,
tôi sẽ làm theo lời anh nói. Làm ơn đừng động vào anh ấy. Tốt lắm, vậy cô còn chờ gì mà không mau tới đây? Tiêu Thiên Long giang tay chờ đợi Lý Tử Nhiễm ngoan ngoãn nằm gọn trong tay hắn. Bùm! Rắc rắc! Nhưng vào lúc này, tấm cửa sổ kính kéo dài từ trần đến sàn phía sau Tiêu Thiên Long phát ra một âm thanh khô cứng, rồi lập tức vỡ ra. Một người từ bên ngoài đột ngột lao vào. Đó là Diệp Quân Lâm. Bùm! Anh lập tức đá Tiêu Thiên Long một cú. Tiêu Thiên Long bất ngờ bay xa một đoạn, đập mạnh vào tường, máu phun khắp nơi. Khi hắn ta đang cố gắng đứng dậy, Diệp Quân Lâm đã bước tới, trực tiếp nắm lấy tóc hắn. Một cú đấm ngay giữa mặt Tiêu Thiên Long. Máu bắn tung tóe, sống mũi của Tiêu Thiên Long đã bị đánh gây. Những mảnh kính vỡ nằm rải rác khắp phòng, không ít mảnh đã găm sâu vào da thịt Tiêu Thiên Long. Bịch! Thêm một cú đấm nữa, mặt của Tiêu Thiên Long như thể bị lõm vào bên trong, vô cùng kinh dị. Cú đấm thứ ba vừa giáng xuống, Tiêu Thiên Long đã hoàn toàn bất tỉnh. Lý Tử Nhiễm thấy vậy liền chạy lại, ngăn Diệp Quân Lâm tiếp tục đánh. Đừng, anh đừng đánh nữa, nếu anh còn đánh, hắn ta sẽ chết mát. Lý Tử Nhiễm hét lên, khuôn mặt lúc này đã nhạt nhòa nước mắt, vừa sợ hãi cũng vừa ngạc nhiên vui mừng. Cô cũng biết rằng, Diệp Quân Lâm lúc này quả thực muốn giết chết Tiêu Thiên Long. Anh ấy chưa bao giờ tức giận như vậy. Lý Tử Nhiễm là quan trọng bậc nhất đối với anh. Bất cứ ai làm tổn hại đến cô, đều chỉ có một con đường chết. Lý Tử Nhiễm sợ hãi nhìn Diệp Quân Lâm, đột nhiên cảm thấy rất nhiều nghi hoặc. Cô thậm chí không thể tưởng tượng nổi, làm thế nào Diệp Quân Lâm có thể phá cửa sổ và lao vào trong căn phòng này. Google ngay trang T. Ramchai L. VL. Đây là tầng 30 của tòa nhà. Vậy mà anh lại trực tiếp vào qua cửa sổ. Anh thực sự có thể xuất quỷ nhập thần như vậy sao? Đi thôi anh, Lý Tử Nhiễm nắm lấy tay Diệp Quân Lâm, kéo anh rời khỏi. Nếu hai người còn ở lại, cô e rằng Tiêu Thiên Long sẽ thực sự phải chết trong tay Diệp Quân Lâm. Hai người vừa rời khỏi, một vài tên vệ sĩ liền hớt hải chạy vào phòng, nhận ra mình đã tới muộn rồi. Nhìn thấy Tiêu Thiên Long nằm trên vũng máu, bọn họ vô cùng sợ hãi. Ai đã làm chuyện này? Bất kể là ai, hiện tại chúng ta phải cứu cậu chủ trước. Tên khốn kiếp nào dám động đến cậu chủ nhà họ Tiêu ở Tô Hàng. Lý Tử Nhiễm cũng biết rằng lần này họ đã gặp phải một mối nguy lớn. Cô biết rõ thân phận của Tiêu Thiên Long, đó là người thừa kế của gia tộc họ Tiêu vô cùng giàu có. Chưa kể tài sản hàng chục tỷ, họ có rất nhiều các mối liên hệ thuộc giới quân sự, chính trị, kinh doanh. Đó là đại gia Tô Hàng thứ thiệt. So với nhà họ Tiêu, họ Lý nhà cô chỉ nhỏ như con kiến. Cũng may là cô phản ứng nhanh, nếu không Tiểu Thiên Long nhất định sẽ bị giết. Trong trường hợp đó, hậu quả nhất định còn nghiêm trọng hơn. Sau khi về đến nhà, chúng ta đừng nhắc tới chuyện này. Lý Tử Nhiễm nói. Diệp Quân Lâm đưa mắt nhìn cô, không nói gì. Sau khi trở về nhà, ai nấy đều nhìn Diệp Quân Lâm với vẻ khó tin, ở đó đã xảy ra chuyện gì? Bọn họ không làm khó cậu sao? Giấy chứng nhận bất động sản đâu rồi? Diệp Quân Lâm liền lấy tờ giấy vay nợ ra và xé nó trước mặt mọi người. Chuyện này đã giải quyết xong, mọi người không cần lo lắng nữa. Diệp Quân Lâm lạnh lùng nói. Hả, chuyện xảy ra như thế nào? Khuôn mặt của Lý Văn Uyên nhìn rất bất thường, đột nhiên lên tiếng. Lý Tử Nhiễm cũng phát hiện rằng Diệp Quân Lâm vẫn bình an vô sự, không hề bị xây xát gì. Tôi chỉ điều tra một chút, liền có thể lấy lại được giấy tờ. Cũng không gặp khó khăn gì. Sau khi tìm ra manh mối, tôi đã gọi cảnh sát. Bây giờ sòng bạc ngầm đó có lẽ cũng đã được xử lý rồi. Diệp Quân Lâm bình thản trả lời. Ngay sau đó, cảnh sát gọi điện tới. Sòng bạc ngầm đã được giải quyết, vụ việc của Lý Văn Uyên cũng được phát hiện là có sự gian lận của chủ sòng bạc và một số người có mặt tại đó. Tất cả các nghi phạm đã bị bắt, đồng thời trả lại 70 nhân dân tệ mà Lý Văn Uyên đã đánh mất. Lý Văn Uyên kích động ôm Diệp Quân Lâm, con dễ tốt của ta, con thật là tài giỏi. Loại chuyện này mà con cũng có thể giải quyết được. Ngay cả Lý Thiên Hạo cũng cảm thấy Diệp Quân Lâm có chút hữu dụng. Còn Triệu Nhã Lan thì khóc lên vì sung sướng. Cả nhà họ Lý đều khâm phục khả năng của Diệp Quân Lâm. Chỉ có Lý Tử Nhiễm là không vui nổi. Trên mặt cô thoáng chút lo lắng. Cô biết rằng nhà họ Tiêu sẽ không dễ dàng để họ thoát khỏi sự việc lần này. Cơn sóng dữ này còn chưa lắng xuống, cơn sóng dữ khác đã lại mãnh liệt xô tới.
Theo quan điểm của Lý Tử Nhiễm, xúc phạm gia đình họ Tiêu còn nguy hiểm hơn cả cuộc khủng hoảng này. Động tới nhà họ Tiêu, chính là làm cho họ Lý bị tiêu diệt. Sau khi Lý Tử Nhiễm và Diệp Quân Lâm trở về Hoa Viên Phương Đông, cô ấy đã nói với Diệp Quân Lâm về nỗi lo lắng của mình. Anh biết rồi. Diệp Quân Lâm chỉ khẽ gật đầu. Vậy tiếp theo chúng ta phải làm sao đây? Nhà họ Tiêu sẽ sớm biết chuyện thôi. Lý Tử Nhiễm thoáng tức giận vì lo lắng. Nhưng Diệp Quân Lâm chỉ mỉm cười, em đừng lo, đã có anh ở đây rồi. Nếu là trước đây khi nghe Diệp Quân Lâm nói điều này, Lý Tử Nhiễm chắc chắn sẽ không tin. Nhưng hôm nay, cảnh tượng Diệp Quân Lâm từ cửa sổ xông vào vẫn luôn in sâu trong tâm trí cô. Nó khiến cô cảm thấy rất an toàn. Lý Tử Nhiễm không sợ nữa, chỉ cần có Diệp Quân Lâm, mọi chuyện đều có thể giải quyết. Thời gian dần trôi về đêm, khi Lý Tử Nhiễm nằm đọc tin tức, cô liền thấy một tin rất thú vị được nhiều người chứng kiến trên đường phố Tô Hàng. Một chiếc trực thăng quân sự xuất hiện trên quảng trường, một nam thanh niên đã lên nó và rời đi. Lý Tử Nhiễm liền liên kết sự xuất hiện kỳ lạ của chiếc trực thăng với hành động liều lĩnh của Diệp Quân Lâm. Mặc dù bức ảnh chụp lại không được rõ ràng, nhưng phần lưng của người đó thực sự rất giống Diệp Quân Lâm chồng cô. Chẳng lẽ Diệp Quân Lâm thực sự đã đáp trực thăng lên tầng 30 của khách sạn Sheraton và đột nhập vào từ cửa sổ? Điều đó cũng có thể lắm. Nếu không, cô không còn cách nào để giải thích việc Diệp Quân Lâm đột nhập từ tầng 3. Không khi nào có thời gian, nhất định cô sẽ tìm nhân chứng, để xem người trên máy bay có thực là Diệp Quân Lâm hay không. Biệt thự Kim Long trên núi Tô Hàng, chiếm diện tích 800 mẫu Anh và là một biệt thự trên núi cao cấp hàng đầu. Đây là gia sản của nhà họ Tiêu danh gia vọng tộc. Nhưng đêm nay, cả nhà họ đều không còn chút tâm trí nào để nghĩ về bất cứ điều gì, ngoài việc người thừa kế của gia tộc, Tiêu Thiên Long bị đánh trọng thương, vẫn chưa thể tỉnh lại. Mọi người trong nhà họ Tiêu đều rất tức giận. Ông nội của Tiêu Thiên Long, Tiêu Quốc Phổ, nhìn cơ thể đáng thương của cháu mình, toàn thân toát ra tức giận, cuồn cuộn như lửa thiêu. Những người còn lại len lén nhìn ông, ai nấy đều có chút sợ hãi Tiêu Quốc Phổ đã từng chiến đấu trên chiến trường, tuy đã về hưu từ lâu nhưng khí chất của ông vẫn còn nguyên vẹn. Trong những năm cuối cùng phục vụ quân đội, Tiêu Quốc Phổ đã là một người hướng dẫn tài giỏi, dạy được một lượng lớn những nhân vật ưu tú. Tất cả các quân khu lớn đều có học trò của ông đảm nhận các vị trí quan trọng. Có thể kể đến như Thẩm Hiếu Huy, hiện đứng đầu trung đoàn gang thép của quân khu Tô Hàng. Trong những năm qua, Thẩm Thiếu Huy đã giúp đỡ nhà họ Tiêu rất nhiều. Ngoài thực lực của bản thân, khả năng khiến nhà họ Tiêu đạt được tới vị trí đáng mơ ước hiện nay, chính là mạng lưới quan hệ khổng lồ mà Tiêu Quốc Phổ xây dựng được trong quá khứ, bao trùm cả giới quân sự, chính trị và kinh tế. Chỉ cần Tiêu Quốc Phổ nói một câu, tất cả học sinh của ông sẽ nhanh chóng có mặt. Tiêu Quốc Phổ lạnh lùng nói, là ai làm? Một người đàn ông trung niên có vẻ ngoài hiền lành, chính là Tiêu Nhược Nguyên, bố của Tiêu Thiên Long, vội bước tới. Ba, là Diệp Quân Lâm. Thiên Long bị anh ta đánh vì đã động tới Lý Tử Nhiễm ở khách sạn. Nhưng ván để rắc rối hơn là, có một sòng bạc ngầm nào đó đã bị bắt, bọn chúng đều thú nhận là do Thiên Long nhà ta đứng đầu. Điều này quả thực nghiêm trọng. Khuôn mặt của Tiêu Nhược Nguyên vô cùng ảm đạm khi nói ra điều này. Sắc mặt Tiêu Quốc Phổ liền trở nên u ám, ông nói, sòng bạc ngầm đó thực sự là do Thiên Long mở ra sao? Tiêu Nhược Nguyên gật đầu, đúng vậy, lão Vũ của đội điều tra hình sự vừa gọi điện xác nhận. Cục trưởng Phó Học Kiêm cũng nói, nếu chúng ta muốn đối phó với Diệp Quân Lâm thì sẽ gặp phải nhiều vấn đề khó khăn. Tên Vũ Phi đó nói sao? Tiêu Quốc Phổ hỏi. Họ cũng biết về việc Thiên Long bị đánh, nhưng họ thuyết phục chúng ta bình tĩnh, coi như không có chuyện gì xảy ra. Tiêu Nhược Nguyên thở dài trả lời. Tiêu Quốc Phổ không khỏi chép miệng. Sắp tới là lễ kỷ niệm 40 năm của tập đoàn nhà ta rồi. Chuyện xảy ra vào lúc này thật không hay chút nào, ảnh hưởng quá lớn. Nhưng ông ta lập tức đổi lời, nhưng cháu tôi bị đánh thế này, chuyện này làm sao mà có thể nuốt trôi được. Người khác đề nghị, gia chủ, lễ kỷ niệm sắp đến rồi. Khi lễ kỷ niệm kết thúc, chúng ta hãy tiến hành xử lý Diệp Quân Lâm một lần nữa. Tiêu Quốc Phổ lạnh lùng nói, được rồi, để nhãi con Diệp Quân Lâm này nhảy nhót thêm vài ngày nữa. Sau đó dù lai lịch hay khả năng của hắn ra sao thì hắn cũng phải chết. Nghĩ đến đây là nghĩ như thế nào, Tiêu Quốc Phổ liền vội ra lệnh, thông báo cho học sinh của ta, cho bọn chúng tới dự lễ. Nghe đến đây, ai nấy đều phấn khởi.
một số sinh viên của Tiêu Quốc Phổ đang ở trong khu vực quân sự và một số theo chính trị. Về tuổi tác, họ vừa tầm 30 hoặc 40 tuổi, ai cũng đều có chức vụ rất cao, mọi người đều giống như Thẩm Hiếu Huy, ở một vị trí cao. Hàng chục người như thế đều cùng nhau tham gia lễ kỷ niệm. Tất cả đều có mặt đông đủ, ngay cả Tiêu gia giàu có cũng cần sự hỗ trợ của một lực lượng lớn như vậy. Trong vài ngày sau, điều mà Lý Tử Nhiễm lo lắng lại không xảy ra. Cô thấy khó hiểu, cô có tình lôi kéo các bạn cùng lớp để tìm hiểu và hỏi han mọi chuyện. Biết rằng sòng bạc do Tiêu Thiên Long mở, Tiêu gia chỉ có thể làm qua loa cho xong chuyện. Lý Tử Nhiễm mỉm cười, thảo nào Vương gia tự tin như vậy, bởi vì họ biết rõ nhà họ Tiêu không dám lên tiếng. Trên thực tế, Diệp Quân Lâm thậm chí còn không biết. Anh vẫn đang chờ đợi sự trả thù từ Tiêu gia. Khi Thanh Long nói với anh ta về điều này, Diệp Quân Lâm rất ngạc nhiên. Thanh Long nói, nghe nói một tuần sau, nhà họ Tiêu sẽ có đại lễ kỷ niệm 40 năm thương hội, ước chừng sẽ có động tác xấu gì, tạm thời thì họ không làm gì được anh. Nụ cười của Diệp Quân Lâm hằn sâu trên khóe môi, nụ cười đầy ân ý, lễ kỷ niệm 40 năm thương nghiệp. Tốt lắm, lúc đó tôi cũng sẽ tham dự và tặng cho nhà họ Tiêu một món quà lớn. Họ Tiêu phải bị tiêu diệt. Trước đây, không chỉ có Tiêu Thiên Long là người lên kế hoạch mà cả gia đình họ Tiêu cũng giúp sức cho việc này. Thanh Long nói, nhân tiện, tướng quân, thứ mà ngài yêu cầu tôi kiểm tra đã được tìm thấy. Lúc đầu, công nghệ cốt lõi về y học và công nghệ của tập đoàn Diệp Thị chỉ do nhà Tiêu làm chủ một phần. Các công nghệ cốt lõi khác đã biến mất, nhưng vẫn có sản phẩm thay thế trên thị trường. Cảm phục trước vụ việc của Tiêu Thiên Long, Diệp Quân Lâm cảm thấy trước đây không chỉ có nhà họ Tiêu nhắm vào anh, mà có lẽ còn có những thế lực khác. Tập đoàn Diệp Thị do Diệp Quân Lâm thành lập chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực y học và công nghệ. Khi đó, anh đi một đường quật khởi, nhảy vào thị trường này có lẽ đã đụng đến món bánh của nhiều người Tô Hàng. Đặc biệt, công nghệ cốt lõi do nhóm của anh ấy phát triển đơn giản là đáng sợ, khiến Diệp Thị có giá trị hàng tỷ đồng trong một năm. Có rất nhiều người thèm muốn công nghệ cốt lõi của Vương gia. Nhiều người muốn thoát khỏi anh ta hơn. Vì vậy, Diệp Quân Lâm đã yêu cầu Thanh Long tìm ra người sở hữu công nghệ cốt lõi. Tiêu gia chỉ làm chủ được một phần, những người khác cũng tham gia. Diệp Quân Lâm ra lệnh, tiếp tục kiểm tra dựa trên các sản phẩm trực tuyến đó. Cho dù Tô Hàng bị đảo lộn, hắn cũng sẽ báo thù. Những ngày gần đây, Lý Văn Uyên và Triệu Nhã Lan đối xử rất tốt với Diệp Quân Lâm. Có lẽ đó đều xuất phát từ cảm giác tội lỗi. Sau khi nhìn qua khuôn mặt của Lý Tử Nhiễm, Diệp Quân Lâm liền không quan tâm đến. Sau khi Diệp Quân Lâm trở về nhà vào buổi tối, Tiểu Tần cũng đến, anh dễ nói cho ngươi một kiện vui vẻ. Tiểu Tần mỉm cười. Diệp Quân Lâm tỏ vẻ khó hiểu, chuyện vui gì vậy? Em sắp kết hôn à? À, em còn không có bạn trai, gả cho ai? Tiểu Tần nói, không quên nhìn Lý Tử Nhiễm, có ý nghĩ gì đó. Diệp Quân Lâm hỏi. Có chuyện gì vui chứ? Nói đi. Tiêu Tần mỉm cười, cố ý bán tín bán nghi. Lý Tử Nhiễm cho biết, hai ngôi sao yêu thích của Tiêu Tần đang đến Tô Hàng. Con bé nhắc đi nhắc lại cả đêm rồi. Tiêu Tần trừng mắt, chị họ, sao lại nói lung tung? Nghe vậy, Diệp Quân Lâm nhíu mày, thật vậy sao? Tiêu Tần tự hào gật đầu, đúng vậy, nam thần nữ thần của em đang đến đây, đây không phải là một chuyện đáng vui sao? Ồ! Diệp Quân Lâm quay người rời đi. Tiêu Tần đuổi theo, anh dễ, sao anh khó chịu? Một người thì đẹp gái, người kia thì đẹp trai. Đây, cho anh xem ảnh. Đây là Chu Vũ Đồng, cô ấy thật xinh đẹp, cô ấy còn hát rất hay. Và là ngôi sao nữ nóng bỏng nhất. Tiêu Tần giơ điện thoại lên cho Diệp Quân Lâm xem. Diệp Quân Lâm liếc nhìn sang một cái, thật là tầm thường, kém xa so với chị gái em. Còn nam thần thái chiến của em, anh ấy có đẹp trai không? Diệp Quân Lâm đẩy Tiêu Tần ra và đóng cửa lại. Bây giờ thì yên tĩnh hơn nhiều. Chu Vũ Đồng và Thái Chiến Ý đôi với những ngôi sao này, Diệp Quân Lâm không hề quan tâm đến một chút nào. Bảo vệ đất nước, giành lấy vinh quang cho đất nước, chính họ đã hy sinh và đổ máu mãi mãi. Nhưng chính những ngôi sao diễn viên này mới được hưởng vinh dự, đặc ân. Anh trai của anh đã chết vì tổ quốc và bỏ xác anh nơi hoang vu, không ai biết. Nhưng những nam diễn viên này thì được yêu mến và quan tâm. Hắn bị gãy ngón tay khi đang quay một cảnh mà hàng chục triệu người xót xa.
Cùng lúc trả lời câu đó, không ai hỏi thăm xem mộ đại tướng nằm ở nơi đâu, chuyện gia đình của nam diễn viên thì được cả thế giới biết đến. Vì những chuyện này mà Diệp Quân Lâm không thích bất kỳ ngôi sao nào. Ngoài phòng, Tiêu Tần lại đến quấy rối Lý Tử Nhiễm. Chị họ, chị có biết không, lễ kỷ niệm 40 năm thành lập nhà họ Tiêu, họ sẽ đặc biệt mời người nổi tiếng đến tham dự. Bác nói, đến lúc đó có thể trực tiếp gặp nữ thần và nam thần của em rồi. Lý Tử Nhiễm đáp lại một cách lơ đễnh, ò ò. Em còn được mời thêm vài người bạn nữa đến dự lễ kỷ niệm. Chị và anh dễ em sẽ đi cùng em nhé. Tiêu Tần trông rất thích thú. Lý Tử Nhiễm đồng ý, được rồi, chúng ta cùng đi. Ngày hôm sau, ngay khi Lý Tử Nhiễm rảnh rỗi, cô và Diệp Quân Lâm đã cùng Tiêu Tần đi mua sắm. Sau khi ghé thăm liên tiếp một số trung tâm mua sắm, Tiêu Tần và Lý Tử Nhiễm không mua được bất kỳ thứ đồ nào. Ngược lại bên kia, thật đáng thương cho Diệp tướng quân. Đi mua sắm với một người phụ nữ thực sự còn mệt hơn giết chết kẻ thù trên chiến trường. Vào buổi trưa, Diệp Quân Lâm có ý kiến và quyết định không tiếp tục đi mua sắm nữa. Ăn trước đã, nếu không anh sẽ không đi đâu nữa hết. Nhìn thấy Diệp Quân Lâm cứng đầu nên Tiêu Tần và Lý Tử Nhiễm chỉ có thể đồng ý đi ăn trước. Trung tâm Tô Hàng ở phía trước, mau chóng đến đấy thôi. Diệp Quân Lâm thực sự rất mệt mỏi. Khi đến trung tâm Tô Hàng, hắn lại không ngờ rằng lượng người nơi đây lại đông gấp mấy lần ngày thường. Nhiều người còn mặc đồng phục và cầm trên tay những chiếc lightstick hay thứ gì. Mọi người cùng đổ dồn về một hướng. Nhìn thấy những người này, Tiêu Tần ngây ngắn cả người. Trời ơi, chính là nữ thần của tôi đây. Hóa ra hôm nay họ đang sinh hoạt tại trung tâm Tô Châu Hàng Châu. Tiêu Tần kéo Diệp Quân Lâm và Lý Tử Nhiễm về phía trước. Phía trước có thang máy nên Diệp Quân Lâm không nói gì. Sau khi đến trung tâm khu mua sắm, Diệp Quân Lâm mới biết nó khủng khiếp đến như thế nào. Còn một chặng phía trước, nơi các ngôi sao sẽ xuất hiện sau một thời gian nữa. Có rất nhiều người đứng sau sân khấu, nơi có các ngôi sao. Đó là các ngôi sao đình đám Chu Vũ Đồng và Thái Chiến. Tất nhiên là còn có nhiều ngôi sao khác. Mọi người đều có mặt ở đây để tham dự lễ kỷ niệm 40 năm thành lập doanh nghiệp Tiêu gia. Nhưng trước đó, họ còn tham gia vào một số hoạt động kinh doanh và kiếm một số tiền nhanh chóng. Điều đáng sợ là có hàng nghìn người bao vây xung quanh sân khấu. Không chỉ có như thế, 2 tầng, 3 tầng, 4 tầng thẳng đến 10 tầng đều có người vây quanh ở hàng bảo vệ bên cạnh. Diệp Quân Lâm không thể tưởng tượng nổi, số lượng người hâm mộ này lên đến hàng nghìn người đúng không? Người hâm mộ hô vang tên thần tượng, giống như là tín đồ đều đã bị tẩy não. Tiêu Thắm sau cũng đi vào, tham gia đám người đó. Chừng 100 nhân viên an ninh canh gác xung quanh sân khấu, giữa đám người hâm mộ đó ở bên ngoài. Xung quanh sân khấu lại có một giải phân cách được kéo lên. Thoạt nhìn cũng ra hình thù đó chứ. Anh không muốn thấy cái loại trường hợp này. Anh khó chịu, trực tiếp kéo Lý Tử Nhiễm đi tới cửa thang máy. Đúng rồi. Tiêu Thắm đâu? Chớp mắt cái đã không thấy Tiêu Thắm đâu nữa. Tiêu Thắm nói là sẽ đi gặp nam thần tượng, để chúng ta ăn cơm, lát sau sẽ gặp lại. Lý Tử Nhiễm nói. Được rồi. Hai người đi thẳng về phía trước, vừa lúc muốn tiến vào thang máy thì bị nhân viên an ninh ngăn lại. Không được, hai người không thể sử dụng thang máy. Nhân viên an ninh này vươn tay ra, lạnh lùng nói. Diệp Quân Lâm cau mày, vì sao? Hôm nay, chỉ nhân viên và đoàn minh tinh được sử dụng thang máy. Người ngoài không được sử dụng. Nhân viên này giải thích. Anh cười lạnh, hỏi, vậy nói đoàn minh tinh thì có đặc quyền phải không? Đúng. Để đảm bảo sự an toàn của các minh tinh, các người không được dùng thang máy. Nhân viên lạnh lẽo nói. Đi thôi, ta đi xem thang cuốn thế nào vậy. Diệp Quân Lâm cùng Lý Tử Nhiễm đi về phía thang cuốn, kết quả ý hệt. Đều bị nhân viên an ninh chặn lại. Lý do cũng giống nhau, vì sự an toàn của minh tinh, nhân viên không được sử dụng. Anh ngẩng đầu lên, thấy mọi thang cuốn, từ tầng 1 đến tầng 10 đều thiết lập bảo vệ. Lúc này, Lý Tử Nhiễm nhận điện thoại công việc, rời đi. Anh đành đi ăn một mình. Nhân viên chỉ sang phía đối diện nói, khu vực bên đó tách biệt với bên này, thang cuốn có thể dùng được. Anh nhìn lướt qua khu vực sân khấu. Nhìn đến vị trí thang máy đối diện. Không để ý xung quanh, Diệp Quân Lâm thong dong,
anh trực tiếp vượt qua giải phân cách trước sân khấu. Đang làm gì thế? Đứng lại cho tôi. Thoáng cái, hơn một chục nhân viên bảo vệ lao đến, nhìn chằm chằm vào anh, tay sờ vào dùi cui điện sau lưng. Diệp Quân Lâm cười cười, đừng căng thẳng, tôi chỉ đến chỗ thang máy thôi, cam đoan không ảnh hưởng tới mấy người. Một nhân viên cả giận, nói, về, nơi này chính là cắm đi qua, không thấy giải phân cách hay sao? Hôm nay tới đây đều là các minh tinh hạng nhất, có sơ suất gì anh gánh tội được sao? Một nhân viên trách móc, hỏi. Anh cười lạnh, trung tâm thương mại không phải là nơi công cộng sao? Không cho người qua, vô lý. Bình thường thì được, hiện tại thì không. Nhân viên lạnh lùng nói. Các người đang chiếm đoạt tài sản công cộng đấy. Ở đây người nổi tiếng thì có đặc quyền sao? Sao không cho người khác đi qua? Diệp Quân Lâm hạ giọng, hỏi. Đúng, chính là có đặc quyền. Bọn họ lên sân khấu một phút kiếm được hơn 1.000 vạn, đây chính là đặc quyền. Nhân viên nói. Nếu tôi muốn đi qua thì sao? Nơi này đều thiết lập quân bảo vệ, anh thử xem. Lại thêm một chục nhân viên bảo vệ đến, tổng cộng hơn 30 người đang nhìn chằm chằm vào người anh. Diệp Quân Lâm nhếch khóe miệng, cười độc địa, tốt, thiết lập quân hả? Anh cầm điện thoại lên, bấm số, Kỳ Lân, đưa quân đội đến trung tâm Tô Hàng. Tôi muốn thiết lập quân ở nơi này. Không phải chỉ là giới nghiêm thôi sao? Làm gì có gì mà vui vậy? Còn nữa các ngươi như vậy sao có thể coi là giờ giới nghiêm? Ta cho các ngươi nhìn xem chân chính giới nghiêm là như thế nào. Anh thật sự là tức giận rồi. Bằng không cũng sẽ không đi gọi cho Lì Lân đi. Nhìn đến anh có làm ra vẻ mình đang tuân thủ giới nghiêm. Nhóm bảo an đều nở nụ cười. Này các ngươi điên hết rồi sao? Còn muốn kêu bộ đội đến giới nghiêm nơi này? Nghĩ đến chính mình là ai a? Là thượng tá lớn ở quân khu. Ngươi có giỏi cũng giới nghiêm cho ta nhìn xem. Bên này động tĩnh lớn, rất nhanh khiến các giàn sao đều chú ý. Mấy người đại diện của các sao đến hỏi chuyện gì xảy ra. Hơn nữa người đi sang hỏi lại là Tô Nguyệt, cô đại diện cho nữ minh tinh nổi tiếng hiện nay, Chu Vũ Đồng, nên lời nói của cô rất có trọng lượng. Người đại diện của kim bài cao cấp trong giới giải trí hiện nay. Sự kiện lần này cũng do cô toàn quyền sắp xếp. Nói cách khác, hoạt động hôm nay do cô quyết định. Ánh mắt Tô Nguyệt lạnh lẽo nhìn Diệp Quân Lâm, anh làm sao thế hả? Không thấy nơi này giới nghiêm sao? Diệp Quân Lâm cười lạnh một tiếng, ai cho cô quyền giới nghiêm này? Bị Diệp Quân Lâm hỏi vậy, Tô Nguyệt ngây ngắn cả người. Ai cho quyền lợi? Chính cô cũng không biết a. Trước giờ cũng không tự hỏi vấn đề này. Bởi vì trước giờ, giàn sao ra cửa đều có bảo vệ, chiếm dụng nhiều nơi, giới nghiêm là điều bình thường. Đó là quy tắc mặc định. Thân phận các minh tinh vốn dĩ cao quý, giá trị con người rất cao. Ở bên ngoài, tuyệt đối không cho bất kỳ ai tiếp xúc. Thậm chí khi có chương trình tạp kỹ ngoài trời, bọn họ sẽ phong tỏa cả đường đi, không cho bất kỳ ai đi qua. Loại đặc quyền này dường như được ngầm đồng ý. Người khác sẽ tự giác tuân thủ theo. Cho nên khi nghe Diệp Quân Lâm nói vậy thì bọn họ lại ngốc ra, không biết trả lời ra sao. Bởi vì ở đây đều là những minh tinh hạng nhất của Hoa Hạ, thân phận bọn họ rất cao quý, giá trị con người lên tới 100 triệu. Bọn họ có thể hưởng đặc quyền này. Nếu cho người bình thường cùng đi, thì nghệ sĩ cùng người bình thường giống nhau sao? Tô Nguyệt lạnh lùng nói. Diệp Quân Lâm cười, vậy ý cô nói những minh tinh ngôi sao kia là thượng đẳng hơn người. Đúng vậy, anh có thể hiểu vậy. Tóm lại những gì bọn họ làm được cũng sẽ nằm ngoài sức tưởng tượng của anh. Hưởng thụ đặc quyền cũng là bình thường. Tô Nguyệt nghiêm túc nói. Anh đừng có lộn xộn ầm ĩ. Nếu không chúng tôi sẽ bắt anh đến cục cảnh sát. Tô Nguyệt uy hiếp nói. Diệp Quân Lâm lạnh lùng nói, con mẹ nó, tôi chính là muốn đi phong tỏa cả đường đi, không cho bất kỳ ai đi qua. Loại đặc quyền này dường như được ngầm đồng ý. Người khác sẽ tự giác tuân thủ theo. Cho nên khi nghe Diệp Quân Lâm nói vậy thì bọn họ lại ngốc ra, không biết trả lời ra sao. Bởi vì ở đây đều là những minh tinh hạng nhất của Hoa Hạ, thân phận bọn họ rất cao quý. Giá trị con người lên tới 100 triệu. Bọn họ có thể hưởng đặc quyền này. Nếu cho người bình thường cùng đi, thì nghệ sĩ cùng người bình thường giống nhau sao? Tô Nguyệt lạnh lùng nói. Diệp Quân Lâm cười, vậy ý cô nói những minh tinh ngôi sao kia là thượng đẳng hơn người. Đúng vậy,
anh có thể hiểu vậy. Tóm lại những gì bọn họ làm được cũng sẽ nằm ngoài sức tưởng tượng của anh. Hưởng thụ đặc quyền cũng là bình thường. Tô Nguyệt nghiêm túc nói. Anh đừng có lộn xộn ầm ĩ, nếu không chúng tôi sẽ bắt anh đến cục cảnh sát. Tô Nguyệt uy hiếp nói. Diệp Quân Lâm lạnh lùng nói, con mẹ nó, tôi chính là muốn đi giới nghiêm. Chu Vũ Đồng nhỏ giọng hỏi, chị Tô có chuyện gì vậy? Người này ngang nhiên xông vào còn chưa tính, bị chặn lại thì nói muốn giới nghiêm nơi này. Tô Nguyệt cười lạnh nói. Này Chu Vũ Đồng ôn nhu nói, chị Tô để cho anh ấy đi qua đi, cũng không sao cả. Không được, Vũ Đồng, lỡ chẳng may người ta có tính toán gì thì sao? Nhìn dáng vẻ anh ta, chị nghi ngờ anh ta nhằm vào chúng ta. Đột nhiên Thái Chiến lên tiếng, thanh âm lạnh như băng. Bảo vệ đâu, các ngươi còn đang chờ cái gì? Còn không bắt anh ta lại cho tôi. Thái Chiến thấy phiền nhất chính là loại này người ái mộ kiểu này. Cố ý làm ra một ít chuyện khoa trương, hấp dẫn sự chú ý tới mình. Trong con mắt anh ta, Diệp Quân Lâm chính là loại người ái mộ này. Chu Vũ Đồng nhìn Diệp Quân Lâm vậy, nói, để cho người ta đi đi. Lỡ người ta có việc gấp thì sao? Hừ, không được, đối với chúng ta mà nói đây chính là nguy hiểm. Thân phận hai người chúng ta cao quý đến nhường nào. Lỡ như anh ta có ý đồ xấu thì biết làm sao. Đây mới là bản chất của giới nghiêm, vì chính là để phòng ngừa những người này. Thái Chiến thái độ kiên quyết. Lúc nhân viên bảo vệ muốn ra tay, đuổi Diệp Quân Lâm đi, Diệp Quân Lâm lấy điện thoại di động ra, cả giận nói, mẹ nó, Kỳ Lân anh có đến hay không? Tướng quân, tất cả binh sĩ đã vào vị trí, sẽ tiến hành phong tỏa trung tâm Tô Hàng ngay lập tức. Giọng Kỳ Lân truyền tới. Cuộc đối thoại của Diệp Quân Lâm cùng với Kỳ Lân, mọi người ai nấy đều nghe rõ ràng. Thái Chiến, Tô Nguyệt cũng cười. Hù dọa ai đó, anh cho là mình là ai, lại còn muốn phong tỏa trung tâm Tô Hàng. Thái Chiến lại là nói, anh mà phong tỏa được trung tâm Tô Hàng. Thái Chiến tôi sẽ ăn phân cho xem. Giờ phút này, bên ngoài trung tâm Tô Hàng xảy ra chuyện lớn. Trên quảng trường trước mặt trung tâm Tô Hàng, tất cả người đi đường cũng dừng chân nhìn lên trên trời. Bởi vì phía tầng trên của trung tâm Tô Hàng toàn là máy bay trực thăng. Cộng lại tổng cộng có đến mấy chục chía. C phạch phạch phạch. Sau khi cửa máy bay trực thăng mở ra, mấy binh lính vũ trang đầy đủ nhảy xuống, xếp thành hàng, đi vào bên trong trung tâm Tô Hàng. Loa phóng thanh trên máy bay trực thăng truyền ra một giọng nói to, mọi người chú ý. Trung tâm Tô Hàng bây giờ bắt đầu tiến hành phong tỏa. Tất cả mọi người mau rời khỏi. Chú ý, không phải quay phim. Chiếc máy bay trực thăng nào cũng truyền đến một câu thông báo y hệt vậy. Những người đi đường vô cùng hoảng sợ. Ai nấy tò mò vô cùng, không hiểu chuyện lớn gì đang diễn ra. Trung tâm Tô Hàng lại bị phong tỏa. Một trong số những máy bay trực thăng đó, có một binh sĩ đang ngồi làm việc với cái máy vi tính. Anh rất nhanh xâm nhập, hơn nữa khống chế hệ thống trung tâm Tô Hàng. Mặc dù bên ngoài máy bay trực thăng đang phát lệnh cảnh cáo, nhưng ở bên trong trung tâm Tô Hàng thì không nghe được. Thái Chiến, Tô Nguyệt còn cười lời của Diệp Quân Lâm, anh không phải muốn phong tỏa nơi này sao? Người của anh đâu? Thật là chọc người khác cười mà. Dẹt dẹt dẹt. Nhưng vào lúc này, radio nội bộ của trung tâm phát ra âm thanh lớn. Khiến cho mọi người dừng lại hết thảy động tác, nhìn về phía giữa không gian. Tất cả mọi người chú ý. Tôi là đội trưởng Vương Giã của quân khu Tô Hàng, bộ đội đặc chủng Kỳ Lân. Bây giờ tôi tiến hành phong tỏa trung tâm Tô Hàng. Xin mọi người phối hợp làm việc với chúng tôi. Giọng nói trong loa phóng thanh lặp ở lặp lại. Không đợi mọi người kịp khiếp sợ, sau lưng đã vang lên tiếng bước chân đều đều tiến tới. Huých huých huých. Mọi người quay đầu nhìn lại. Bất ngờ thấy một đoàn máy tên lính vũ trang đầy đủ lừng lững đi tới. 10 người một tổ, ước chừng mấy chục tổ, từ 4 phương 8 hướng xuống lại đi đến. Không được nhúc nhích, không được nhúc nhích. Những người bảo vệ nọ không kịp phản ứng, toàn bộ bị đè ngã xuống đất. Đáng sợ hơn là trên tầng cao, bất ngờ thấy từng vị binh lính từ trên trời nhảy xuống, quanh người quấn dây. Hóa ra, bọn họ là từ trên trần trung tâm Tô Hàng mà tấn công vào. Những người bảo vệ của các tầng lầu khác cũng đồng loạt bị khống chế. Do khắc này, Thái Chiến trợn tròn mắt. Tô Nguyệt trợn tròn mắt. Chu Vũ Đồng trừng mắt. Tất cả nhân viên bảo vệ thuộc nhóm Minh Tinh cũng đều mở to mắt. Mọi người kinh sợ nói không ra lời.
Diệp Quân Lâm mới vừa nói muốn phong tỏa nơi này, không nghĩ tới trong nháy mắt đã bị phong tỏa rồi. Lại còn là bộ đội đặc chủng. Chốc lát sau, hàng phong tỏa mà Diệp Quân Lâm chán ghét bị phá hủy hoàn toàn. Đổi lại, là tuyến phong tỏa của quân đội. Lúc trước, nhân viên an ninh của đoàn đội Minh Tỉnh nọ phong tỏa, giới nghiêm là vì ngăn trở những người khác. Mà lúc này, ý nghĩa của việc này đã bị đảo lộn, đám Minh Tỉnh bị vây lấy. Quây họ thành vòng nhỏ, mọi người rúc vào chung một chỗ, run lẫy bầy. Dù là bọn họ có địa vị và danh tiếng cao hơn nữa thì có làm sao? Gặp phải bộ đội đặc chủng vẫn sợ như thường. Lúc này đội trưởng Vương Dã mới vừa nói trong radio xuất hiện. Anh cầm loa trong tay, vừa phát lệnh cảnh báo, cũng đồng thời nói cho mọi người không cần phải sợ. Chẳng qua là phong tỏa đơn giản mà thôi. Vương Dã vũ trang đầy đủ, trước ngực còn treo mấy trái lựu đạn bỏ túi. Đi theo sau ông ta là mấy chục tên lính được huấn luyện đặc biệt nghiêm chỉnh. Bọn họ đi nhanh đến phía trước sân khấu, trước thần sắc hoảng sợ của các vị minh tinh, hối hả đứng trước mặt Diệp Quân Lâm. Vương Dã chào theo cách quân đội, hô to, báo cáo thủ trưởng. Đội trưởng Vương Dã quân khu Tô Hàng, bộ đội đặc chủng Kỳ Lân tới bảo vệ an toàn của thủ trưởng. Xin nhận chỉ thị. Thoáng chốc, tất cả mọi người đều kinh hãi. Hiện trường tĩnh lặng như tờ. Tô Nguyệt, Thái Chiến, Chu Vũ Đồng, nhân viên bảo vệ đều đồng nhìn Diệp Quân Lâm. Thủ trưởng? Cái gì? Anh ta là thủ trưởng. Tuổi trẻ như vậy mà là thủ trưởng. Diệp Quân Lâm nhìn Vương Dã một cái. Rất hài lòng. Huấn luyện như ma quỷ của Kỳ Lân thật không phải là chỉ nói cho có. Trong thời gian ngắn như vậy, đã huấn luyện những binh lính bình thường thành những người có trình độ thành thục thế này. Ừ, tốc độ rất nhanh. Diệp Quân Lâm gật đầu một cái. Ánh mắt anh nhìn về phía đám người Tô Nguyệt, Thái Chiến. Đây mới gọi là phong tỏa, biết chưa? Một câu nói của Diệp Quân Lâm, dọa mấy người Tô Nguyệt sợ toát mồ hôi đầy đầu, thiếu chút nữa cũng muốn ngất đi. Có điều, bọn họ đã biết được thân phận của Diệp Quân Lâm. Anh chính là thủ trưởng quân khu. Chẳng trách sao anh lại có dũng khí, nói muốn phong tỏa trung tâm Tô Hàng như vậy. Hóa ra là thật sự có thực lực đó. Thái Chiến sắc mặt tối đen. Mới vừa anh ta còn nói Diệp Quân Lâm nếu có thể phong tỏa nơi này, anh ta sẽ ăn phân. Thân phận của Diệp Quân Lâm y, chẳng ai ngờ tới được. Ai nào biết một người qua đường muôn đi ăn cơm, lại là một vị đại thủ trưởng chứ? Một câu nói đã khiến bộ đội đặc chủng kéo tới đây phong tỏa. Thấy Diệp Quân Lâm nhìn về phía bọn họ, tất cả mọi người đều run lẫy bẩy. Diệp Quân Lâm cười lạnh nói, dựa theo suy luận, suy nghĩ của các người, thì chắc tôi cũng giống như các người, có thân phận tôn quý chứ. Tô Nguyệt cùng Thái Chiến chợt gật đầu, dạ dạ dạ. Thủ trưởng, thân phận ngài khẳng định tôn quý. Vậy tôi cũng hẳn được hưởng thụ đặc quyền, tùy ý chiếm dùng tài nguyên công cộng. Diệp Quân Lâm hỏi. Tất nhiên là có thể rồi. Thủ trưởng ngài nói một lời thôi, ngài muốn thế nào thì được thế đó. Tô Nguyệt cùng Thái Chiến còn nghĩ muốn kết giao với Diệp Quân Lâm đâu, nếu được vậy thì dĩ nhiên là muốn gì được đó. Nhưng một giây kế tiếp, âm điệu Diệp Quân Lâm bỗng nhiên cao lên, nói cách khác tôi tới trung tâm mua sắm ăn một bữa cơm, cũng phải mang theo một chỉ đội bộ đội đến đây phong tỏa. A à, hai! Diệp Quân Lâm đột nhiên quát lên, hù dọa đám người Tô Nguyệt run lẫy bẩy. Sững sờ, đặc quyền. Người có đặc quyền thì nhiều rồi. Nếu như ai nấy đều giống như các người, thì chẳng phải là loạn hết rồi sao? Đương nhiên các người có quyền tự do tổ chức sự kiện nhưng không đồng nghĩa với việc bản thân tự ý chiếm dụng tài nguyên, chặn hết tất cả các lối vào, đúng chứ? Nhiều người ra vào như thế này, thậm chí họ còn không phải vì các người mà đến đây. Họ chỉ muốn ghé vào ăn cơm hoặc mua quần áo, vậy tại sao lại phải chờ đợi lâu đến như vậy? Nếu trong mắt các người đặc quyền có thể sử dụng tùy tiện như thế, vậy thì ngày hôm nay trong khoảng thời gian tôi ăn cơm, tôi sẽ giới nghiêm toàn bộ nơi này. Chỉ sau khi tôi dùng bữa xong, sự kiện mới được phép tiếp tục. Thế nào? Đối diện với sự chất vấn của Diệp Quân Lâm, Tô Nguyệt và những người khác đều đồng loạt cúi đầu, không dám hé răng nói nửa lời. Từ trước đến nay, thứ duy nhất mà bọn họ quan tâm khi tổ chức sự kiện chỉ có đặc quyền, lợi ích của riêng bản thân và của những người nổi tiếng. Ngoài ra, chẳng ai chịu bỏ ra thời gian để xem xét đến những vấn đề của người khác. Có lẽ trong mắt bọn họ, những người bình thường như vậy căn bản không đáng để cân nhắc chút nào cả. Thủ trưởng, chúng tôi biết sai rồi.
chúng tôi không nên tự ý chiếm dụng tài nguyên công cộng. Ở những sự kiện diễn ra sau này, chúng tôi cam đoan sẽ rút kinh nghiệm, xem xét toàn diện mọi thứ trước khi triển khai ạ. Tô Nguyệt chủ động lên tiếng xin lỗi. Diệp Quân Lâm quét mắt nhìn một lượt xung quanh sự kiện hiện tại sẽ tạm ngừng. Vương Dã, trước tiên cậu đem bọn họ về, mỗi người vi 10.000 từ tự kiêm điêm, sau đó tất cả mới được phép quay trở lại đây. Cái gì co? Diệp Quân Lâm vừa dứt câu, tất cả mọi người đều choáng váng, bối rối nhìn nhau. Bọn họ, những nhân vật nổi tiếng hàng đầu, phải chính tay viết 10.000 từ kiểm điểm. Có nhầm lẫn hay không vậy? Nhưng mọi thắc mắc đều trở thành vô nghĩa khi mọi người trông thấy ánh mắt hung tợn của Diệp Quân Lâm, tất cả đều lựa chọn cúi đầu im lặng. Sau cùng, Diệp Quân Lâm hướng mắt về phía Thái Chiến, còn cái loại đòi tự mình ăn phân như cậu, nhìn cậu thôi tôi cũng đã cảm thấy buồn nôn rồi. Thái Chiến khiếp đảm dương mắt nhìn. Được một người với thân phận cao quý như vậy nhớ kỹ, tuyệt đối không phải chuyện tốt lành gì. Sau đó, Diệp Quân Lâm nhanh chóng rời đi. Vương Dã dẫn đầu đoàn đội tiếp bước theo sau, những ngôi sao nổi tiếng có mặt tại đó nối gót đi theo. Khu mua sắm rất nhanh lại ồn ào náo nhiệt như cũ. Diệp Quân Lâm rốt cuộc cũng được toại nguyện, hài lòng dùng bữa. Chưa đầy bao lâu, Tiêu Thắm lập tức tìm đến Diệp Quân Lâm. Anh Dễ, chắc anh không biết chuyện này đâu. Ban nãy có một thủ trưởng quyền cao chức trọng tới đây để ăn cơm, ai ngờ đâu lại bị chặn đường. Trong lúc tức giận, đối phương đã phát lệnh giới nghiêm sự kiện, sau đó còn dẫn toàn bộ người nổi tiếng đi nữa. Mọi người còn truyền tai nhau là mấy ngôi sao kia phải viết bản kiểm điểm nữa cơ. Tính ra bọn họ cũng xui xẻo quá đi. Tiêu Thắm ban nãy chen chúc trong đám đông hỗn loạn, mọi chuyện xem như nghe được đại khái, rất nhiều thứ cũng chỉ nghe từ miệng người khác nói ra mà thôi. Bọn họ bị như vậy là đáng đời. Diệp Quân Lâm lạnh lùng đáp lời. Nhưng em nghe nói thủ trưởng trông ngoại hình thì chỉ vừa hơn 20 mà thôi. Anh Dễ, thật sự có người trẻ như vậy mà đã lên được đến chức thủ trưởng rồi sao? Thông thường người nắm giữ vị trí cao, chưa tính tới bằng cấp cũng đã ngoài 40, 50 tuổi rồi. Tiêu Thấm khi nói về chuyện này còn tỏ ý nghi ngờ. Trong quân độ xem trọng nhất chính là sự công bằng, người có năng lực sẽ được đề bạt. Cho dù tuổi tác có nhỏ đi chăng nữa thì việc ngôi ở vị cao vẫn là chuyện thường tình. Diệp Quân Lâm trực tiếp nói thẳng. À, thì ra là như vậy. Tiêu Thắm chép miệng tiếc nuối nói lần này không có cơ hội nhìn thấy thần tượng của em rồi. Nhưng hôm nay cũng là ngày chú em mừng kỷ niệm 40 năm. Anh Dễ, anh cũng đến dự đi. Vừa nghe đây chính là lễ kỷ niệm của nhà họ Tiêu, Diệp Quân Lâm không nói hai lời lập tức đồng ý. Được, không thành vấn đề. Trong trụ sở đào tạo và huấn luyện, Vương Dã vừa mới hoàn thành xong công việc với đám người nổi tiếng, chuẩn bị đem báo cáo với Kỳ Lân. Vậy mà dọc đường đi vừa vặn lại gặp Thẩm Hiếu Huy. Ơ kìa, sao cậu lại tới đây? Vương Dã và Thẩm Hiếu Huy từng cùng nhau học võ, sau đó lại tiếp tục học cùng lớp. Mối quan hệ vốn dĩ khá gần gũi. Thẩm Hiếu Huy lấy từ trong túi ra một tấm thiệp mời mạ vàng, mỉm cười mở lời. Công ty của thầy, Tiêu Quốc Phổ sắp tới đây sẽ tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm thành lập. Thầy đặc biệt gửi thiệp mời tới cho chúng ta. Mình và cậu chắc chắn sẽ nhận lời rồi, không phải thế sao? Vương Dã vươn tay nhận lấy thiệp mời, trên mặt tràn đầy ý cười. Thầy vẫn còn nhớ chúng ta à? Hóa ra cả Vương Dã và Thẩm Hiếu Huy đều là học trò của Tiêu Quốc Phổ. Đương nhiên rồi, hôm đó chắc chắn sẽ có rất nhiều bạn học đến tham dự. Chủ yếu vẫn là để hỏi han tình hình gần đây của thầy. Thẩm Hiếu Huy nói, đổi lại là cái gật đầu của Vương Dã. Vậy được, chúng ta cùng đi. Thẩm Hiếu Huy lúc này đột nhiên mỉm cười ngại ngùng, dường như có điều khó nói. Vương Dã chỉ cần liếc mắt một cái liền nhìn ra ngay cơ sự, này, Thẩm Hiếu Huy. Có vấn đề gì thì cậu cứ việc nói thẳng với mình, cần gì phải khách sáo kiểu này. Nếu thế thì mình đành nói thật vậy. Ban nãy thầy vừa gọi điện cho mình, muốn mình hỏi cậu một chuyện, đó là có thể mời tướng quân Kỳ Lân đến tham gia tiệc mừng nhà họ Tiêu hay không? Thẩm Hiếu Huy nói ra mong muốn thật sự của Tiêu Phổ Quốc. Mời tướng quân Côn Luân, nhà họ Tiêu hoàn toàn không đủ tư cách, thậm chí ngay cả việc nghĩ cũng đừng hòng nghĩ tới. Nhưng đối với vị tướng quân Kỳ Lân này, ông ta vẫn muốn bạo gan thử một lần. Nếu đối phương thật sự xuất hiện, vậy xem như mặt mũi nhà họ Tiêu có thể hát lên tận trời rồi.
Tướng quân Kỳ Lân là người dưới trướng của tướng quân Côn Luân, một trong ngũ đại chiến vương. Biết đâu chừng có dính dáng mật thiết với tướng quân Côn Luân. Thẩm Hiếu Huy nói thêm, mặc dù mình đã từng tiếp xúc qua với thiếu tướng Côn Luân và thiếu tướng Thanh Long nhưng dẫu sao cũng chỉ mang thân phận người ở tuyến dưới, không có quan hệ thân thuộc hay gì cả. Nhưng cậu với tướng quân Kỳ Lân thì không, đối phương giống như là người thầy của cậu vậy. Biểu cảm trên mặt Vương Dã từ đầu đến cuối không hề biến chuyển chút nào, nếu thầy đã trực tiếp mở lời, vậy để mình cố gắng thử xem sao. Rất nhanh, Vương Dã đã đi tới chỗ của Kỳ Lân để báo cáo. Kỳ Lân hơi ngửa lưng tựa về sau, hai chân dứt khoát gác lên bàn, ngay cả đầu cũng không hề ngẩng lên dù chỉ một chút. Mọi người đi cả rồi à? Đúng vậy, thưa tướng quân. Báo cáo đã sớm kết thúc nhưng Vương Dã vẫn không hề có ý định rời đi. Kỳ Lân nghi hoặc, ngẩng đầu nhìn về phía đối phương. Còn vấn đề gì sao? Đừng có lề mề quanh co, có chuyện gì cứ trực tiếp nói thẳng. Vương Dã khép hai chân, lưng thẳng tắp, lập tức nói ra toàn bộ. Báo cáo tướng quân, thầy của tôi Tiêu Quốc Phổ muốn mời tướng quân đến tham dự lễ kỷ niệm 40 năm thành lập doanh nghiệp tại của nhà họ Tiêu ạ. Tiêu Thiên Long, có phải cũng là người nhà họ Tiêu? Kỳ Lân từng nghe Thanh Long nói qua. Kẻ thù của tướng quân chính là nhà họ Tiêu. Vâng, chính xác ạ. Vương Dã vội vàng xác nhận. Tuy hy vọng mong manh nhưng Vương Dã vẫn muốn thử một lần xem sao. Được, buổi lễ ngày hôm đó, tôi sẽ có mặt. Kỳ Lân gật nhẹ đầu đồng ý. Quá tốt rồi, thật sự cảm ơn tướng quân rất nhiều. Vương Dã lập tức thực hiện nghi thức chào trong quân ngũ để bày tỏ sự biết ơn. Rất nhanh sau đó. Người nhà họ Tiêu lập tức được thông báo về việc tướng quân Kỳ Lân sẽ xuất hiện vào ngày lễ kỷ niệm. Tin tức này khiến Tiêu Quốc Phổ cười đến mức không khép miệng lại nổi. Ha ha, ông trời quả là có mắt, phù hộ cho nhà họ Tiêu chúng ta. Tướng quân Kỳ Lân, từ nay về sau mặt mũi nhà chúng ta càng được xem trọng rồi. Ha ha ha, đây là người dưới quyền của tướng quân Côn Luân, đồng nghĩa với việc từ nay về sau nhà họ Tiêu với tướng quân Côn Luân đã hình thành nên mối quan hệ. Sau buổi lễ kỷ niệm này, địa vị nhà họ Tiêu chắc chắn sẽ được nâng lên một tầm cao mới. Tiêu Nhược Nguyên cười nói. Đúng vậy đó cha, nhà họ Tiêu chúng ta tuy được xếp vào danh sách 10 gia tộc hàng đầu tại thành phố Tô Hàng nhưng dẫu sao vẫn là nằm ở vị trí phía cuối. Thông qua buổi lễ lần này, thứ bậc nhất định sẽ tăng lên không ngừng. Người nhà họ Tiêu bấy giờ vô cùng phấn khích, không ngừng siết chặt nắm tay. Buổi lễ kỷ niệm này đối với bọn họ mà nói. Hoàn toàn là chuyện tốt. Theo lệ mà nói, mỗi người sẽ được chia hoa hồng dao động ở khoảng từ 50 cho đến 100 triệu. Tiêu Quốc Phổ quét mắt nhìn xung quanh, sau cùng ra lệnh. Truyền xuống tin tức, nhất định phải nâng cao mức độ tuyên truyền. Tin tức chính là tướng quân Kỳ Lân sẽ tham gia buổi lễ kỷ niệm 40 năm thành lập và đây chính là vị khách mời quan trọng nhất. Rất nhanh, thông tin về những vị khách được mời tham dự buổi tiệc nhà họ Tiêu đã truyền khắp thành phố Tô Hàng. Được bàn tán nhiều nhất chính là vị tướng quân Kỳ Lân, một trong năm vị tướng dưới quyền của tướng quân Côn Luân. Tin tức về vị khách mời quan trọng nhất này đã khiến nhiều gia đình giàu có ở thành phố Tô Hàng phải đỏ mắt ghen tị. Gia tài trăm nghìn tỷ thì đã làm sao? Có mối quan hệ trải rộng khắp Trung Hoa thì làm được gì? Tất cả mọi thứ đều không thể mời được gót ngọc của tướng quân Kỳ Lân đến tham gia. Tiêu Nhược Nguyên lúc này đang báo cáo lại chuyện với Tiêu Quốc Phổ. Cha! Con gái của Nhược Mai là Tiêu Thắm muốn anh dễ và chị gái mình đến dự buổi tiệc. Hai người đó cũng chính là Diệp Quân Lâm và Lý Tử Nhiễm. Con đã đồng ý rồi. Tiêu Quốc Phổ võ vai Tiêu Nhược Nguyên khen ngợi. Chuyện này con làm đúng lắm. Đây là lúc để cho Diệp Quân Lâm nhìn thấy rõ rốt cuộc thì nhà họ Tiêu chúng ta hiện tại hùng mạnh và có địa vị tôn quý đến mức nào. Tiêu Quốc Phổ cong khóe môi, kiêu ngạo mỉm cười. Tiêu Nhược Nguyên theo đó cũng nở nụ cười. Nói tới nói lui cũng phải cảm ơn Diệp Quân Lâm. Nhóm của hắn sáng chế ra loại công nghệ cốt lõi đó, mà chúng ta chỉ mua lại một phần. Nhưng xuyên suốt 6 năm qua, ít nhất chúng ta cũng đã thu về số lợi nhuận hơn 200 tỷ, có đúng thế không ạ? Đúng vậy, Diệp Quân Lâm thật sự là người có năng lực. Năm đó, kẻ giàu nhất ở thành phố Tô Hàng lúc bấy giờ vẫn nhớ rõ gương mặt thằng nhóc đấy cơ mà. Tiêu Quốc Phổ đột ngột thu lại ý cười. Đáy mắt xẹt qua một tia lạnh lẽo âm trầm, nghiêm giọng nói, chỉ có điều, nó đánh cháu của ta thành ra như thế này, ta tuyệt đối không đời nào tha thứ. Chờ đến khi lễ kỷ niệm kết thúc,
ta nhất định sẽ tiễn nó đi. Như nhớ đến chuyện gì đó, Tiêu Quốc Phổ lập tức hỏi, phải rồi, mấy bác sĩ và chuyên gia người Thụy Sĩ đã tới đủ hết chưa? Hãy chắc chắn rằng Thiên Long có thể tham gia buổi tiệc vào hôm nay. Hóa ra nhà họ Tiêu đã sớm thu xếp, mời từ nước ngoài về hơn 10 chuyên gia để chữa trị cho Thiên Long để đảm bảo đối phương có thể tham dự lễ kỷ niệm. Tiêu Nhược Nguyên gật đầu cam kết cha, khoảng 12 giờ tối nay bọn họ sẽ tới. Con nghĩ 5 ngày là vừa vặn, đủ thời gian. Được rồi, con mau chóng đón người đi. Hãy đảm bảo không xảy ra điều gì sơ suất. Tiêu Quốc Phổ thận trọng dặn dò. Cha yên tâm, đích thân con sẽ tự đi đón người. Cùng lúc đó, Diệp Quân Lâm đang ở trang viên nơi mà Thanh Long ở cùng với những người khác. Không chỉ có Thanh Long, Kỳ Lân cũng có mặt tại đây. Kỳ Lân kể cho Diệp Lâm Quân nghe về lời mời từ gia đình họ Tiêu. Xem ra cậu làm tốt hơn tôi nghĩ đấy. Tôi cũng tham dự buổi tiệc nhưng chỉ với tư cách là khách bình thường, còn cậu thì chính là vị khách quan trọng nhất kia kìa ồ. Diệp Quân Lâm vừa mở miệng liền trêu chọc đối phương. Thanh Long lập tức bắt nhịp, bật cười đón ý nói hùa. Kỳ Lân bé nhỏ vậy mà lại là vị khách mời nặng ký nhất tại buổi tiệc đấy. Kỳ Lân cuống quýt phân bua. Mấy vị tướng quân của tôi ơi, mấy người đừng có giỡn nữa mài. Cùng lúc này, người đàn ông với tư thế oai hùng hiên ngang, một thân mặc áo khoác thiếu tướng Chu Tước đi đến, kính cẩn mở lời. Báo cáo tướng quân, chúng tôi vừa nhận được tin tức. Nhà họ Triệu vừa mới thuê hơn 10 chuyên gia đến từ Thụy Sĩ để chữa trị cho Tiêu Thiên Long. 12 giờ khuya nay họ sẽ hạ cánh xuống tại khu vực riêng tại sân bay thuộc thành phố Tô Hàng. Chữa trị cho Tiêu Thiên Long. Diệp Quân Lâm nhíu mày, gương mặt khẽ biến sắc. Vâng ạ, nhà họ Tiêu muốn đảm bảo Tiêu Thiên Long có thể tham dự được buổi lễ kỷ niệm nên mới dốc sức mời chuyên gia y tế hàng đầu về nước. Chu Tước tiếp tục báo cáo. Diệp Quân Lâm nâng cổ tay lên nhìn đồng hồ, hiện tại đã là 10 giờ 15 phút. Đi, lập tức cho người giải quyết triệt để, xem còn ai dám chữa trị cho Tiêu Thiên Long. Diệp Quân Lâm đứng dậy. Sân bay tại thành phố Tô Hàng hiện tại vô cùng đông đúc. Người đi kẻ đến vô số. Điều khác biệt duy nhất chính là đêm nay ngay khu vực riêng tại sân bay xuất hiện một dàn xe ô tô màu đen trải dài, dẫn đầu là một chiếc Rolls Royce. Bao vây xung quanh có khoảng hơn 10 người đàn ông mặc vest chỉnh tề, dáng vẻ hùng hồ, trông vô cùng đáng sợ. Từ trên chiếc Rolls Royce, Tiêu Nhược Nguyên bước xuống. Bọn họ chính là đang đi đón những vị chuyên gia y tế đến từ Thụy Sĩ. Khí thế như vậy, hoành tráng như vậy mới phù hợp với sự sắp xếp của gia đình họ Tiêu. Nhìn cảnh tượng như vậy, những người qua đường khó tránh khỏi kinh ngạc. Tiêu Nhược Nguyên cúi đầu nhìn đồng hồ, hiện tại vừa vặn 12 giờ. Được rồi, khi các chuyên gia đến, các người phải nhanh chóng đem họ rời đi ngay. Tiêu Nhược Nguyên quát lớn. Toàn bộ dàn vệ sĩ đều nghiêm túc, chỉnh tề chờ đợi. Ngay sau đó tại khu vực lối đi riêng, hơn 20 người dần dần lộ diện. Không chỉ có chuyên gia y tế mà còn bao gồm cả trợ lý, cùng vô số trang thiết bị hiện đại khác nhau. Tiêu Nhược Nguyên bước lên nghênh đón. Chào anh, Jeffrey, và cả những người khác nữa. Xin mời, lỗi này. Tiêu Nhược Nguyên phẩy tay, người của anh ta lập tức đem toàn bộ trang thiết bị từ tay những vị trợ lý nhanh chóng chuyển lên xe. Những vị chuyên gia y tế cũng được hướng dẫn lên các xe khác nhau. Ra ra ra. Ngay tại thời điểm này. Bỗng chốc trên không trung truyền đến tiếng gầm lớn, vang rền khắp mọi nơi. Đấy chính là âm thanh cánh quạt quay với tốc độ cực kỳ cao luồng ánh sáng từ giữa không trung rọi xuống, chiếu rõ cả mặt cả người lẫn xe đang ở tại nơi đó, khiến mọi thứ sáng rực như ban ngày. Âm thanh vang lên bên tai càng lúc càng dữ dội, tựa như tiếng sam nô. Cánh quạt mang đến cơn cuồng phong thịnh nộ, khiến mọi người gần như bị thổi bay. Hiện tại, tất cả đều có thể nhìn thấy vật thể đang bay lượn giữa bầu trời chính là một chiếc trực thăng. Sau khi nhìn thấy tường tận từng dấu hiệu một, Tiêu Nhược Nguyên và những người có mặt ở đây đều cảm thấy cả người tê dại, lạnh thấu tim gan. Đây rõ ràng là trực thăng của quân khu nghe cho rõ đây. Hiện tại chúng tôi ra lệnh cho toàn bộ những người ở đây, không một ai được phép di chuyển. Giọng nói nghiêm nghị, vang dội phát ra từ loa phóng thanh. Sau đó, mọi người nhìn thấy những người đàn ông với vóc dáng to lớn từ trên trực thăng chậm rãi trượt xuống, mỗi người đều mặc vest vô cùng chỉnh tề. Tuy rằng về vẻ ngoài, đặc biệt là màu da đều không hề tương đồng với nhau nhưng dáng người bọn họ đặc biệt cao lớn,
so với vệ sĩ nhà họ Tiêu ít nhất phải cao hơn một cái đầu. Đám vệ sĩ nhà họ Tiêu bị nhìn chòng chọc, hoàn toàn không dám có bất kỳ động tác dư thừa nào khác. Nhóm người đàn ông vạm vỡ với kích cỡ vóc dáng nghịch thiên đến như vậy chính là đội ngũ lính đánh thuê cho chính tay James huấn luyện. Sau khi xuống khỏi trực thăng, bọn họ không nói hai lời liền nhanh chóng đoạt người từ trong tay nhà họ Tiêu, đem toàn bộ nhóm chuyên gia y tế từ Thụy Sĩ đưa đi. Toàn bị thiết bị y tế vừa được đưa lên xe cũng bị đem xuống, cả người và thiết bị đều bị chuyển hướng đưa lên trực thăng. Tiêu Nhược Nguyên và những người đi theo hắn chỉ có thể bất lực dương mắt nhìn toàn bộ mọi thứ bị lấy đi. Đầu tiên, căn bản là nhóm vệ sĩ của nhà họ Tiêu không tài nào có thể đánh những tên được mệnh danh là lính đánh thuê này. Thứ hai, Tiêu Nhược Nguyên đặc biệt kiêng kỵ những dấu hiệu trên chiếc trực thăng này. Ong ong ong. Mãi cho đến khi chiếc trực thăng đầu tiên bay đi, Tiêu Nhược Nguyên mới phản ứng lại được với mọi thứ vừa diễn ra. Người cứ thế, dễ dàng bị đoạt đi như vậy. Nhóm lính đánh thuê vốn dĩ được huấn luyện vô cùng khắc nghiệt và bài bản, mọi thứ bọn họ làm, đôi khi chỉ mất một phút mà thôi. Sau đó, đương nhiên là chẳng ai có thể kịp phản xạ lại. Ông Tiêu, bây giờ phải làm thế nào bây giờ? Người đứng đầu nhóm vệ sĩ lập tức biểu đạt muốn tìm cách giải quyết. Lập tức quay về, hiện tại chúng ta còn có thể làm gì khác nữa sao? Gương mặt Tiêu Nhược Nguyên lộ rõ vẻ u ám. Trở lại nhà họ Tiêu, khi biết được chuyện Tiêu Quốc Phổ đã vô cùng kinh ngạc. Tại sao các người lại không ngăn cản bọn chúng lại? Chỉ là một đám vệ sĩ nước ngoài cao to thô kệch thôi mà. Tiêu Nhược Nguyên lắc đầu, giải thích. Cha nghe con nói trước đã. Đám người kia được huấn luyện đặc biệt bài bản, chỉ nhìn cách bọn họ trượt xuống từ trực thăng thôi cũng có thể dễ dàng đoán ra. Bọn họ khẳng định đã từng làm việc trong quân ngũ. Con nghi ngờ đám người đó chính là lính đánh thuê. Tiêu Quốc Phổ khó tin hỏi lại lính đánh thuê. Ở cái thành phố Tô Hàng này còn ai có lá gan dám sử dụng lính đánh thuê cơ chứ? Phải, lúc trước Diệp Nam Huy nhà họ Diệp không phải cũng dùng một nhóm lính đánh thuê sao? Nhưng sau này đám người đó dường như hoàn toàn biến mất, cũng không có quay trở về. Vậy nên con nghĩ là bọn họ. Tiêu Nhược Nguyên nói ý của con là có ai đó đang sử dụng nhóm lính đánh thuê này. Tiêu Quốc Phổ lập tức nắm bắt trọng điểm trong lời nói của con trai mình, trong lòng dường như đã có đáp án. Tiêu Nhược Nguyên gật đầu có lẽ chính là như vậy, bởi vì những chiếc trực thăng đó đều được gắn quân hiệu. Ai lại dám sử dụng những chiếc trực thăng này cơ chứ? Tiêu Quốc Phổ nghe vậy liền cau mày buồn bực, liệu những vị chuyên gia y tế đấy có vấn đề gì không? Đang bị giam giữ hay như thế nào rồi? Con không biết, cũng chưa dám dò hỏi. Lúc này, Diệp Quân Lâm đã trực tiếp đưa toàn bộ nhóm chuyên gia y tế này rời khỏi Trung Hoa. Vẫn muốn tìm người giúp Tiêu Thiên Long chữa bệnh. Đừng hòng. Liên tục nhiều ngày sau đó, tuy rằng nhà họ Tiêu đã cố gắng hết sức để tra ra nguyên nhân vì sao người bị đưa đi nhưng mọi thứ đều như mò kim đáy biển, hoàn toàn không có kết quả. Đặc biệt, tư liệu về nhóm lính đánh thuê toàn bộ đều trống không. Tiêu Nhược Phong, chú hai của Tiêu Thiên Long suy đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn nói ra lời canh cánh trong lòng. Có thể nào chuyện này là nhắm về Thiên Long không? Tiêu Quốc Phổ lẫn Tiêu Nhược Nguyên đều không hẹn mà cùng trừng mắt về phía Tiêu Nhược Phong, quát khẽ. Chú nói cái gì vậy? Loại người như vậy vô duyên vô cớ sao lại kết thù oán với Thiên Long nhà chúng ta? Mục đích duy nhất chúng ta đưa nhóm chuyên gia y tế về đây chính là để chữa trị cho Thiên Long. Nhưng hiện tại người thì bị giam giữ không biết sống chết ra sao, rõ ràng ý đồ của bọn họ chính là không để Thiên Long có cơ hội được chữa trị thật tử tế. Tiêu Nhược Phong chậm rãi phân tích. Lý giải tình huống. Tiêu Quốc Phổ lập tức vặn ngược trở lại. Hiện giờ ở khắp thành phố Tô Hàng người duy nhất không muốn Thiên Long được chữa trị đàng hoàng chỉ có mỗi mình Diệp Quân Lâm. Ý chú chẳng lẽ Diệp Quân Lâm chính là tướng quân Côn Luân sao hả? Nhất định không phải, Diệp Quân Lâm làm sao có thể lại là tướng quân Côn Luân được cơ chứ? Đúng là chuyện nực cười mai. Tiêu Nhược Phong khẽ khàng lắc đầu. Tiêu Quốc Phổ thở dài. Vết thương của Thiên Long vẫn chưa hề cải thiện chút nào, xem ra sẽ không thể tham dự lễ kỷ niệm. Tiêu Nhược Nguyên biết tầm quan trọng của lễ kỷ niệm này. Nếu Tiêu Thiên Long có thể đến tham dự, việc anh ta trở thành người thừa kế là điều không cần phải bàn cãi. Vì vậy, Tiêu Nhược Nguyên muốn con trai mình phải có mặt tại buổi lễ bằng mọi giá. Ông ta nghĩ ngợi một chút, sau đó cất tiếng hỏi, cha, vậy lễ kỷ niệm lần này có thể hoãn lại được không? Ông ta vừa dứt lời. Tiêu Quốc Phổ đã đùng đùng nổi giận,
anh nghĩ một sự kiện lớn như vậy có thể hoãn lại được không? Rồi học trò của tôi sẽ nghĩ sao về cái gia đình này? Nếu chúng ta khiến thiếu tướng Kỳ Lân nổi giận, anh có gánh vác nổi không? Không thể thay đổi, tuyệt đối không thể thay đổi. Tiêu Nhược Nguyên lập tức sợ hãi, môi mấp máy lặp lại trong vô thức.